Dừng một chút, Vân Trung Quân nói tiếp, cô ta không chỉ gả cho một người chết, mà còn được tao chăm sóc. Chắc mày biết tao sẽ chăm sóc thế nào, đúng không? Trước khi mày chết, tao sẽ cho mày ở bên cạnh, tận mắt nhìn xem tao chăm sóc người đàn bà của mày thế nào. Mà mày, chỉ có thể nhìn. Đối mặt với nhà họ Vân, với Vân Trung Quân tao, mày có thể làm được gì? Quỳ xuống, thằng oắt con. Khuôn mặt Vân Trung Quân vô cùng hung ác, lời nói không chút kiêng nể của ông ta vang vọng khắp đại sảnh. Đồng thời, tay ông ta bỗng nhiên dùng sức, bộc phát sức mạnh ngàn cân. Ông ta nhếch mép, nở một nụ cười đắc ý và kiêu ngạo, chờ đợi Trần Bát Hoang vì đau đớn mà quỳ xuống. Thế nhưng, Vân Trung Quân nhanh chóng nhận ra sức mạnh cuồng bạo kia không hề ảnh hưởng chút nào đến Trần Bát Hoang, đối phương vẫn bình tĩnh và ung dung như cũ. Ông nói quá nhiều, ngay khi Vân Trung Quân còn chưa hết kinh ngạc, Trần Bát Hoang thờ ơ nói. Kế đó, tình huống quái đản xảy ra, một sức mạnh khủng khiếp đột ngột ập đến. Rắc, rắc, xoẹt. Một loạt âm thanh khác thường vang lên, bằng mắt thường có thể thấy được tay của Vân Trung Quân đã bị kéo đứt. Đúng vậy, Trần Đức cứ thế xé toạc bàn tay Vân Trung Quân khỏi cánh tay ông ta. Cứ như bẻ gãy một đoạn ngó sen vậy, mạch máu và gân cốt cũng bị kéo ra theo. Máu tươi đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Muốn giết tôi à, dựa vào ông, hoặc là nói, dựa vào đám cặn bã các người, Trần Đức hờ hững nói, ánh mắt anh sâu thăm thẳm như vực tối. Anh thản nhiên ném bàn tay kia xuống đất như ném đi một thứ rác rưởi. Vân Trung Quân ngơ ngác nhìn tay mình, ban đầu là kinh hãi, sau đó là run rẩy, hoảng hốt, rét lạnh. À à à, bỗng, cảm giác đau đớn ập đến khiến ông ta giống lên hệt như heo bị chọc tiết. Cảm giác xé rách đau thấu tim từ bàn tay truyền đến não, Vân Trung Quân ngã ngồi ra đất, không ngừng lăn lộn, máu tươi chảy lênh láng trên nền nhà trông vô cùng chói mắt. Tất cả chỉ phát sinh trong vài giây ngắn ngủi, mọi người trong đại sảnh há hốc mồm kinh ngạc. Chẳng ai ngờ Trần Bát Hoang lại điên cuồng đến như vậy, nói đánh liền đánh mà không hề báo trước. Lâm Đồng Vĩ đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt, ông ta có cảm giác như đang ngồi trên bàn trông, sắc mặt vừa căng thẳng lại vừa khó coi. Bầu không khí trong đại sảnh thoáng chốc rơi vào yên tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người vẫn chưa kịp phản ứng. Cả đám ngơ ngác nhìn bàn tay bị xé rách kia, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ và kinh hãi. Bù! Chương 748. Một lúc sau, Vân Huyền Thương không đứng bật dậy, Trần Bát Hoang, mày đúng là to gan, dám làm càn trước mặt Vân Huyền Thương không này. Tôi thích làm càn đấy, ông làm gì tôi, Trần Đức không chút sợ hãi. Vẻ mặt anh không có một chút cảm xúc nào, bình tĩnh một cách lạ kỳ. Lời của anh, một lần nữa khiến đại sảnh rơi vào yên tĩnh. Lúc này, mặt Vân Huyền Thương không cực kỳ khó coi, trông như một người chết, gân xanh gồ lên trên mặt ông ta. Xung quanh, hơn 10 cặp mắt nhìn chòng chọc vào Trần Bát Hoang hệt như kim châm. Bọn họ lẳng lặng dõi theo anh, sát ý thoát ẩn thoát hiện. Hôm nay, vì muốn báo thù cho đứa con riêng của mình, nên Vân Huyền Thương không đã dẫn theo rất nhiều người. Mỗi một người đều là cao thủ trong gia tộc. Ví dụ như con nuôi của ông ta Vân Trung Quân, người này hơn 40 tuổi, cảnh giới thông mạch sơ kỳ. Lại ví như, nhị sư phụ của Tạ Phương Kiệt, Vân Trần Tùng, năm nay đã 50 đến 60 tuổi, cao thủ long tượng sơ kỳ. Còn có, Vân Lam Hải, thế hệ thứ hai của nhà họ Vân, do Vân Huyền Thương không tự tay đào tạo, khoảng 34 đến 35 tuổi. Thực lực cũng đã là thông mạch kỳ đỉnh phong. Ngoài những người này, bản thân Vân Huyền Thương không cũng là cao thủ long tượng kỳ đỉnh phong. Mười mấy người gần như đại diện cho tầng lớp đứng đầu thành phố Ninh An, và cũng là những người có thực lực cao nhất nhà họ Vân, gia tộc đứng thứ 30 trong 36 tộc địa sát. Dù là những ông trùm, nhà tài phiệt, hay những nhân vật nổi tiếng. Ở thế tục thì cả đời cũng không thể nào sánh kịp một trong số họ. Lại nói, Trần Bát Hoang cùng lắm chỉ là một con bọ chét, một con châu chấu ở thế tục, hắn dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy? Dám nói bọn họ là cặn bã? Không chỉ kiêu ngạo mà còn ngông cuồng. Muốn chết hay sao? Mí mắt Lâm Đồng Vĩ máy liên hồi, thấp giọng than thở. Mẹ của Lâm Giao Diêu Ý Hàn cũng thay đổi sắc mặt. Tuy rằng bà và Lâm Đồng Vĩ giàu có một phương, thế nhưng trong suốt những năm qua, bọn họ chưa từng làm chuyện gì sai trái, cho đến nay vẫn nổi danh lương thiện. Huống chi, Trần Bát Hoang còn là ân nhân cứu mạng con gái họ. Bọn họ không muốn chàng thiếu niên này cứ thế chết đi. Thế nhưng,
Thế nhưng, bọn họ không còn cách nào khác. Đối mặt với gia tộc lánh đời, một gia tộc bình thường như bọn họ thật sự chẳng đáng là gì, huống chi đó còn là nhà họ Vân, gia tộc đứng hàng thứ 30 trong 36 tộc. Giết hắn đi, bố nuôi, giúp con giết hắn, Vân Trung Quân ôm cánh tay đầm đìa máu tươi của mình, giọng ông ta lạc đi vì đau đớn, hai mắt như muốn nứt ra. Trung Quân, muốn đối phó với loại chó con này, không cần gia chủ phải ra tay, người đứng đầu thế hệ trẻ của nhà họ Vân, Vân Lam Hải bước ra, hắn chặt một tay của ông, tôi sẽ chặt hai tay hắn. Được, Vân Huyền Thương không nói, chờ mong sự biểu hiện của con. Tiếp đó, Vân Lam Hải hướng mắt về phía Trần Đức, cứ như đang nhìn một con kiến, thằng oát kia, mày rất ngông cuồng, còn trẻ tuổi mà đã kiêu ngạo như vậy. Tao muốn hỏi, là ai cho mày can đảm chọc vào nhà họ Vân hử? Chương 749. Mẹ mày cho đấy, Trần Đức cười lạnh đáp. Đáng chết. Vân Lam Hải nổi giận, một tên nhóc đến từ thế tục lại có gan nói chuyện với hắn ta như vậy. Soạt. Vân Lam Hải không tiếp tục rông dài, hắn thình lình đánh một chưởng về phía Trần Đức. Một chưởng này mang theo linh khí ồ ạt tựa như một thanh đao bén nhọn, thế tới rào rạt như tia chớp. Cuồng phong gào thét, mãnh hổ hạ sơn, đinh tai nhức óc. Sức mạnh hùng hậu cùng áp lực cực lớn khiến người nhà họ Lâm sợ choáng váng, nhịn không được phát run. Một chưởng kia không đánh vào tay Trần Đức, mà nhắm thẳng vào đầu anh. Hiển nhiên, Vân Lam Hải muốn lấy mạng Trần Đức. Trần Đức nhắm mắt lại, một giây sau, anh lắc mình né tránh, thân pháp quái đản vụt qua, chỉ để lại tàn ảnh. Một quyền tung ra sau nhưng đến trước, nện thẳng vào đầu Vân Lam Hải. Bốp! Vân Lam Hải bay ngược ra sau, rơi xuống đất. Phát ra âm thanh nặng nề. Trời đất như quay cuồng, máu tươi tuôn ra từ thất khiếu của hắn ta. Lam Hải. Ngay lập tức, có người lao ra, khi nhìn thấy tình trạng của Vân Lam Hải, sắc mặt người nọ thoáng trở nên âm u, cánh tay đỡ lấy hắn ta khẽ run lên, chết. Chết rồi. Cái gì? Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều giật mình kinh hãi. Vân Lam Hải. Bị đánh chết chỉ với một chiêu. Rốt cuộc tên nhóc đến từ thế tục này mạnh đến mức nào? Bất kể là Vân Huyền Thương không hay những cường giả còn lại của nhà họ Vân, hay người nhà họ Lâm, tất cả đều sợ hết hồn vía, trong lòng như có sóng cuộn biển gầm. Quỳnh! Trần Đức đánh chết Vân Lam Hải, càng trở nên không kiêng dè gì nữa, liền đánh thẳng đến chỗ Vân Huyền Thương không. Lên hết, giết nó, Vân Huyền Thương không sầm mặt gằn giọng, sắc diện cực kỳ khó coi, Vân Lam Hải đã chết. Đó lại còn là đệ tử ưng ý của ông ta. Trần Bát Hoang đúng là, khiến ông ta đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Một kẻ yêu nghiệt như vậy, phải giết, bằng không, về sau sẽ gây họa khôn lường. Cùng lúc đó, mười mấy người của nhà họ Vân cùng lúc xông lên, già nhất 6-70 tuổi, trẻ nhất cũng 4-50, đây chính là những cường giả hàng đầu nhà họ Vân. Người mạnh nhất đã bước vào cảnh giới long tượng sơ cấp. Kẻ yếu nhất cũng phải luyện khí cao cấp, mạnh mẽ hơn cả 10 chiếc xe tải hạng nặng. Lấy Trần Đức làm trung tâm, trên dưới trái phải 4 phương 8 hướng đều bị phong tỏa, vũ khí trong tay tuốt Trần. Chương 750. Không một ai lùi bước. Tất cả đều dốc toàn lực. Nhà họ Vân đã tổn thất quá nhiều. Vân Lam Hải, Vân Trung Quân, một người chết, một người bị thương nặng, bọn họ không muốn phát sinh bất kỳ thương vong nào nữa. Rầm 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 rầm. Trong đại sảnh, bàn trà nảy lên bần bật, đồ gỗ long ốc rớt đinh, chiếc tivi cả trăm inch trên tường run rẩy vỡ vụn, thủy tinh bắn ra như bom nổ, người nhà họ Lâm không chịu nổi phải lùi xuống 3 bước, sắc mặt tái mét. Lâm Giao kinh hoàng, một câu cũng nói không nên lời, mặt mày nhợt nhạt, khuôn ngực phập phồng theo hơi thở mệt nhọc, sợ hãi. Ha ha ha, mười mấy người cùng lúc xông lên, sát khí ngập trời, Trần Đức rút bi đông rượu ra, tu một hơi. Sau đó cả người xoay tròn, thanh long ngâm trong ống tay áo rít lên, lóe ánh sáng xanh lạnh lẽo chói mắt. Xẹt 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 xẹt. Ai nấy chỉ thấy ánh sáng như pháo hoa bắn ra tung tóe quanh người Trần Đức, từng đốm lửa nhỏ liên tục lóe lên sáng lạn nhức mắt rồi rơi xuống, khiến cho đại sảnh sáng bừng lên, chói lòa mắt mọi người có mặt. Thanh long ngâm trong tay Trần Đức không ngừng rít gào, xoáy tít, không thèm để bất cứ thứ gì vào mắt, cũng không có bất cứ thứ gì có thể kháng cự. Cùng lúc đó, mười mấy món vũ khí của cả đám người nhất loạt bị chặn đứng, bất kể là kiếm, hay là đao, chỉ cần long ngâm xẹt qua, không có bất cứ thứ gì còn toàn vẹn. Đồng thời, kiếm khí phóng ra ma sát với không khí nghe buốt óc,
xẹt qua cổ họng cả bọn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Một sợi chỉ đỏ đột nhiên lóe lên khi chạm vào yết hầu họ, một giây sau máu tươi phụt ra, 12 người vô thức bịt cổ họng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã gục xuống chết. Mà trên thân Long Ngâm còn chưa kịp dính tí máu nào. Quá nhanh. Linh khí quẩn quanh, sát khí tùy ý, lấp lóe u quang. Vây quanh Trần Đức chỉ còn lại nhị sư phụ của Tạ Phương Kiệt, Vân Trần Tùng cảnh giới Long Tượng sơ cấp, cùng với hai tên cao thủ thông mạch kỳ cao cấp, bọn họ tránh được chiêu chí mạng vừa rồi, ai nấy trong lòng choáng váng. Linh khí. Nhìn thấy thanh Long Ngâm trong tay Trần Đức, Vân Huyền Thương không ngồi trên cao kinh ngạc ngây người. Đó chắc chắn là linh khí, không những vậy, nó không phải là thứ linh khí tầm thường, phổ thông. So với linh khí hạ phẩm trong tay ông ta thì càng ghê gớm, tàn bạo hơn nhiều. Được, danh con, linh khí của mày sẽ về tay tao. Chương 751. Rầm. Bên cạnh Vân Huyền Thương không, một thanh kiếm dài hơn 3 thước phóng vút ra khỏi vỏ, ông ta bắt lấy chuôi kiếm, động tác lưu loát linh động, kiếm khí tung hoành. Trong phút chốc, kiếm khí loang loáng vun vút trong không khí, mấy người nhà họ Lâm đứng gần đó bị kiếm khí chém đứt cánh tay. Nhanh! Vân Huyền Thương không thật sự là quá nhanh, cả người lẫn kiếm nhanh đến nỗi cái bóng cũng không thể bắt được, một chiêu kiếm đã khiến sóng cuộn trùng trùng, hơi nóng tỏa ra hừng hực. Quả nhiên là cao thủ Long Tượng kỳ cao cấp. Đúng là quá đáng sợ, mạnh mẽ hơn gấp 10 lần Vân Trần Tùng chỉ mới ở Long Tượng kỳ sơ cấp, ông ta mà bổ kiếm tới. Dù là đồng bọn cũng phải thối lui rất xa. Kiếm khi bắn ra bốn phía, không gian rùng rùng chuyển động. Sức mạnh cuồng bạo đáng sợ cuồn cuộn đè ép xuống. Thằng danh kia, mày may mắn lắm đấy, trước khi chết có thể khiến Vân Huyền Thương không tao đụng đến kiếm, dù có chết mày cũng có cái để tự hào. Trong tích tắc, Vân Huyền Thương không đã lướt đến sát bên Trần Đức, ông ta không đánh chính diện, mà là từ sau lưng, nhắm ngay vào hai chân Trần Đức. Không hề có ý tấn công điểm yếu hại của Trần Đức. Cố ý. Ông ta muốn Trần Đức chết, thế nhưng không muốn cứ thế mà chết, phải để anh tìm đến cái chết trong đau đớn, thống khổ cùng cực. Có như vậy còn ông ta sống khôn thác thiêng mới được ngậm cười. Trong khoảnh khắc, Trần Đức chỉ cảm thấy như thể thần chết giáng lâm, lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được luồng áp lực lớn đến thế, trong lòng hưng phấn hẳn lên, anh lắc mình mà không cần suy nghĩ, cố gắng kéo giãn khoảng cách. Trốn, vô ích. Vân Huyền Thương không cười nhạt, chẳng biết thực lực ông ta cao hơn Trần Bát Hoang bao nhiêu, bất kể là tốc độ hay là sức mạnh, cơ bản đều không phải là thứ Trần Đức có thể chống chọi trực diện được. Long Tượng Kỳ. Sức mạnh ngàn cân. Một cú đấm đủ làm sụp đổ ngôi biệt thự. Một đường kiếm có thể bổ đôi quả núi. Vân Huyền Thương không rất tự tin, một kiếm chém xuống của ông ta tuyệt đối có thể khiến Trần Bát Hoang tàn tật vĩnh viễn, hai chân chỉ có thể quỳ lết. Đau đớn chẳng thiết sống. Quả nhiên, Trần Đức đẩy nhanh tốc độ, nhanh hơn rất nhiều so với thứ đang rơi xuống hai chân mình, không đầy một giây, lưỡi kiếm chỉ còn cách Trần Đức trong gang tấc. Nhưng mà, ngay lúc đó, đột nhiên, thân thể Trần Đức biến mất vào không khí. Chương 752. Rầm. Gần như cùng lúc, lưỡi kiếm của Vân Huyền Thương không chém vào khoảng không, thay cho thân thể của Trần Đức, một mảng tường biệt thự bị chém nát. Rào rào. Một khe hở nứt ra trên tường, không ngừng lan rộng, cả ngôi biệt thự run lên. Đâu rồi, Vân Huyền Thương không rút thanh kiếm ra trưng hửng. Rốt cuộc là chuyện quái gì xảy ra vậy? Trần Bát Hoang đâu? Đi đâu rồi? Ông già, tôi ở đây. Trong lúc ông ta đang hoang mang, ở vị trí không xa sau lưng, Trần Đức hiện ra từ trong không khí, cả người rịn mồ hôi lạnh. Xuất hiện cùng lúc với Trần Đức còn có cả Hồng Y. Hồng Y sắc mặt tái xanh, thân thể run rẩy, trông có vẻ vô cùng suy nhược. Mới rồi chính là Hồng Y cứu Trần Đức. Cô sử dụng thuật ẩn thân, khó khăn lắm mới đẩy được Trần Đức ra chỗ khác, tuy cứu được mạng, nhưng cô gần như đã sử dụng hết linh khí của mình, ngay cả bản thân cũng không còn ẩn đi được nữa, không thể không hiện ra. Trần Đức được cứu, đồng thời tay phải cầm Long Ngâm, chủ động bổ một nhát chí mạng về phía Vân Huyền Thương không một cách cuồng bạo, hung mãnh. Con sâu cái kiến mà cũng muốn trèo cao tranh đoạt sao. Đúng là chán sống, Vân Huyền Thương không phóng kiếm, trong nháy mắt, cả ngôi biệt thự rùng rùng rung chuyên, cát đá mù mịt, ông ta một lần nữa chém về phía Trần Đức. Choang! Ngay sau đó, Long Ngâm và trường kiếm va chạm tóe lửa,
hệt như hai tảng thiên thạch đâm sầm vào nhau, âm thanh chát chúa vang vọng bốn phía. Lâm Đồng Vĩ, Diệu Ý Hàn, Lâm Giao cùng một số người thường nhà họ Lâm đều bị chấn động đến chảy máu lỗ tai. Ai nấy hốt hoảng biến sắc, hết thảy vật dụng trong đại sảnh lúc này đồng thời vỡ nát. Tay phải Trần Đức tê dần, kêu rắc rắc, xương cốt nứt vỡ, trực tiếp biến dạng, dưới áp lực của thanh kiếm bị xoắn vặn với mức độ mà người thường không thể chịu nổi. Uỳnh! Hai chân của anh dường như phải chịu đựng một lực mạnh đến điên rồ, dưới ngọn ngũ hành sơn đó, toàn bộ đều như chìm sâu vào đất, ống quần rách nát, da thịt bị xé toạc, máu thịt nhảy nhụa. Vân Huyền Thương không ra tay quá mạnh, với thực lực hiện tại của Trần Đức, muốn kháng cự lại toàn bộ sức lực của ông ta chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, anh cảm thấy xương khớp toàn thân sắp gãy nát ra đến nơi. Về phần Vân Huyền Thương không, ông ta vẫn ngạo nghễ đứng trên cao, vạt áo phất phơ lay động, danh con, mày dám đối đầu trực diện với kiếm của tao, lại còn đỡ được, kể ra cũng rất không tồi, nói thật lòng, mày là người đầu tiên đỡ được chỉ với thực lực của Thông Mạch Kỳ, cả tao đây cũng phải khen ngợi một câu. Nhưng đáng tiếc, mày giết nhầm người rồi. Chương 753. Mày trăm lần không nên, triệu lần không nên giết Tạ Phương Kiệt. Đó là đứa con trai duy nhất của tao. Vân Huyền Thương không hai mắt phần tia máu đỏ ngầu, đã từng tuổi này, ông ta chẳng thể có con được nữa, Tạ Phương Kiệt chết đi, huyết mạch của ông ta cũng coi như đứt đoạn. Đỡ được một kiếm của tao, nhưng tao không tin mày có thể đỡ được kiếm thứ hai, Vân Huyền Thương không trầm giọng dữ tợn, mắt nhìn chằm chằm Trần Bát Hoang, hệt như một con sư tử đang điên giận, đầu tóc bạc trắng dựng lên tua tủa. Ha ha! Đột nhiên! Trần Đức mặt mày đang nhợt nhạt bỗng nhếch mép cười, nụ cười kỳ quái nhưng lại rất đẹp, anh cũng nhìn lại Vân Huyền Thương không chằm chằm, kiếm thứ hai hả ông già? Ông tưởng ông còn ra tay được sao? Cái gì? Vân Huyền Thương không hiểu ý Trần Đức, vô thức giơ kiếm lên hưa hơ. Nhưng mà, ngay chính lúc đó, tay ông ta run lên bần bật. Trong một tích tắc, linh khí trong cơ thể trở nên cực kỳ hỗn loạn, cả cánh tay ông ta hoàn toàn mất khống chế. Mất cảm giác, năm ngón tay nhũn ra. Thanh kiếm vốn đang cầm rất chặt, thoáng cái rơi xuống. Rơi xuống đất, nghe một tiếng, keng. Vân Huyền Thương không ngơ ngác, thảng thốt nhìn hai tay mình, chuyện. Chuyện gì thế này? Vân Huyền Thương không vô cùng kinh ngạc, sau khi đánh rơi kiếm, tay ông ta mới hồi phục chi giác, nhưng giờ này phút này, hai tay ông ta lại có máu bầm đen lan ra một cách đáng sợ. Ông ta phát hiện mình không thể nào vận linh khí trong người được nữa, chỉ vừa mới để khí một chút, hai tay ông ta đã bủn rủn, không kiểm soát được. Gia chủ, mặt, Vân Trần Tùng mặt mày tái ngắt sợ hãi, nhìn Vân Huyền Thương không chừng chừng. Lúc này, mặt của ông ta cũng giống như cánh tay, máu bầm đen kịt lan rộng, nhìn còn khó coi hơn cả xác chết, đồng thời, Vân Huyền Thương không cũng cảm thấy buồn nôn trong lồng ngực, khạc mạnh ra một vũng máu đen. Độc, chúng độc rồi. Vân Huyền Thương không sống 6-70 năm, nhìn máu đen đầy đất, ông ta rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà, ông ta hoàn toàn không biết Trần Đức hạ độc mình lúc nào. Rắc rắc, Trần Đức nhổ chân ra khỏi nền đất, tay phải của anh đã gãy đến biến dạng, tay trái vẫn đang cầm long ngâm, chăm chú nhìn Vân Huyền Thương không, ông già, không phải ông muốn bồi thêm một kiếm à? Đâu thử tôi xem nào. Trần Bát Hoang bước từng bước đến gần Vân Huyền Thương không. Vân Huyền Thương không hoảng sợ, không ngừng thối lui, trong mắt đầy kinh hoàng, khiếp hãi, lần đầu tiên trong đời ông ta cảm thấy mình đến gần cái chết đến thế. Ông ta không hiểu, ông ta thắc mắc, ông ta ngơ ngác. Mắt nhìn Trần Đức không chớp, sợ hãi cực độ. Chương 754. Có làm sao cũng không ngờ Trần Bát Hoang lại hạ độc. Thậm chí, từ đầu đến cuối ông ta đều không biết Trần Bát Hoang đã hạ độc bằng cách nào. Ông ta nổi da gà đầy người, sợ hãi từ tận đáy lòng. Ngăn nó lại, mau ngăn nó lại, Vân Huyền Thương không điên cuồng gào thét. Vâng, Vân Trần Tùng dẫn theo hai tên cao thủ Thông Mạch Kỳ cao cấp hóa thành hư ảnh, tiếp tục tấn công Trần Đức. Nhưng mà, bọn chúng quá yếu. Trần Đức cũng biến mất, ánh kiếm lóe sáng. Hai gã cao thủ Thông Mạch Kỳ cao cấp, một kẻ bị đâm vào ngực rạch nát tim, một kẻ bị một lỗ lớn xuyên thủng tim. Vân Trần Tùng bị chặt đứt hai chân bằng một nhát gọn ghẽ, lảo đảo ngã quỵ, hoàn toàn tàn phế. Từ khi bọn chúng ra tay cho đến khi gục ngã chỉ chưa đầy 10 giây đồng hồ, từ đầu đến cuối, kiếm của Trần Đức đều chưa kịp dính một giọt máu nào.
Trần Đức tiếp tục bước tới. Từng bước đến trước mặt Vân Huyền Thương Không, Thanh Long Ngâm trong tay lạnh lẽo khiếp người. Độc trên người Vân Huyền Thương Không đã xâm nhập vào xương tủy, vô cùng đáng sợ, ông ta không còn cách nào vận linh khí được nữa, lúc này chẳng khác gì một người bình thường, thậm chí chỉ là một kẻ tàn phế, lão nhược, ngay cả người bình thường còn không bằng. Trời ơi! Vân Huyền Thương Không ai oán trong lòng. Ông ta dường như đã dốc toàn bộ những nhân vật thực lực mạnh nhất của nhà họ Vân, nhưng những kẻ đó đều chết sạch trong tay Trần Đức. Nhìn máu me, xác chết la liệt dưới đất. Vân Huyền Thương Không vô cùng ân hận, không còn những người này, nhà họ Vân bọn họ từ nay về sau hoàn toàn chìm xuống đáy vực. Ông ta không dám tưởng tượng tương lai nhà họ Vân sẽ đi về đâu. Rốt cuộc, Trần Bát Hoang rốt cuộc đã hạ độc gì? Phụt, lồng ngực quặn lên nôn ra, lại một vũng máu, máu càng lúc càng đen sẫm, cả người Vân Huyền Thương Không cũng đổi màu. Trần Đức bước đến gần Vân Huyền Thương Không, nắm lấy Long Ngâm. Cánh tay trái còn nguyên vẹn siết chặt đốc kiếm dương lên, hướng về phía Vân Huyền Thương Không. Vân Huyền Thương Không không dám chống trả, thậm chí không dám nhúc nhích. Chỉ cần Trần Bát Hoang muốn, thì lập tức ông ta sẽ mất mạng chỉ với một cái tát. Ngoài việc cả người run lẩy bẩy, ông ta hoàn toàn không dám làm gì. Hai mắt ông ta trợn trừng nhìn Trần Đức rút ra một cây kim bạc rất dài từ trong ngực áo. Cây kim màu đen, dài và mảnh. Chương 755. Lau sạch vết máu trên kim châm, Trần Đức bình thản cất nó đi. Quả nhiên, sử gia nói không sai, đánh hơn thì đánh không hơn thì hạ độc. Cây kim dài đó đột nhiên khiến tâm trí của Vân Huyền Thương Không lóe lên một hình ảnh. Ngay trước đó, tay phải Trần Bát Hoang đang cầm một thanh đoản kiếm, tay trái vẫn luôn chống không, đồng thời khi thanh kiếm của anh hạ xuống, ông ta thoáng giật mình. Như thể, dường như, có một giây phút nào đó, ông ta nhìn thấy bên tay trái của mình lóe lên một tia sáng màu đen. Lúc đó, ông ta không hề chú ý. Bởi vì trong suy nghĩ của ông ta, Trần Bát Hoang đã là cá trong chậu, cá trên thớt, cá mắc lưới, nên không cần phải để ý nhiều như vậy. Trong lòng ông ta chỉ muốn bắt Trần Bát Hoang quỳ xuống. Khiến anh khuất phục, hành hạ anh, sỉ nhục anh. Nên ông ta căn bản không hề nghĩ nhiều. Quá tàn nhẫn. Trong phút chốc, Vân Huyền Thương Không đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trần Bát Hoang cầm thanh kiếm đó chiến đấu với ông ta, đánh lạc hướng và mê hoặc ông ta. Còn mục đích thực sự là đâm kim bạc vào cơ thể ông ta. Nhưng làm như vậy sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Sự thật cũng đúng như thế, Trần Bát Hoang đã phải trả giá bằng một bàn tay và bị thương nặng mới có thể thành công. Đồ điên, Vân Huyền Thương Không kinh ngạc. Trần Bát Hoang quá tàn nhẫn với bản thân. Đúng vậy, tôi là đồ điên, Trần Đức lấy Long Ngâm ra lạnh lùng nói, nhưng, ông thua rồi, kết cục của thất bại, chỉ có chết. Tao nói rồi, dựa vào một đám rác rưởi như bọn mày cũng muốn giết chết tao, Vân Huyền Thương không còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Trần Đức đã ngắt lời ông ta, kiếm trong tay anh vung lên, xoẹt. Giây tiếp theo. Đầu của Vân Huyền Thương Không đã hoàn toàn tách khỏi cơ thể và cổ của ông ta, rơi xuống lăn lông lốc. Máu tươi nhất thời phun ra, mùi máu tanh nồng nặc tràn vào khứu giác của mọi người. Lâm Đồng Vĩ, Diệu Ý Hàn, đám người nhà họ Lâm và Hồng Y sắp kiệt sức nhìn thấy cảnh này, mí mắt ai nấy cũng giật giật liên hồi, hồn bay phách lạc, cả người toát mồ hôi lạnh. Hai người Vân Trung Quân và Vân Trần Tùng vẫn còn sống. Bọn họ hận không thể tìm một cái hố nhảy xuống ngay lập tức và vĩnh viễn biến mất, da đầu tê dần, trong lòng tuyệt vọng, giống như gặp phải ác mộng. Trần Bát Hoang. Vậy mà, thắng rồi. Cảnh tượng này giống như một giấc mơ, người nhà họ Lâm không thể tin được, đừng nói là bọn họ, ngay cả Hồng Y cũng không ngờ sẽ như thế này. Trước đây cô ta cảm thấy Trần Đức có thể sẽ gặp nguy hiểm nên mới ra tay cứu giúp, bây giờ xem ra hành động của cô ta lúc đó là không cần thiết. Chương 756. Lâm Đồng Vĩ và Diêu Ý Hàn nhìn nhau, cả hai có chút sợ hãi, bọn họ là người khởi xướng toàn bộ sự việc, vợ chồng bọn họ đã lừa dối Lâm Giao và cố ý lừa Trần Bát Hoang đến đây. Bây giờ, Trần Bát Hoang thắng rồi. Với sức mạnh của một mình anh, có thể giết chết hơn 10 cường giả đứng đầu trong nhà họ Vân. Giờ phút này, chỉ cần anh muốn, nhà họ Lâm chính là một con cừu non đợi bị làm thịt. Vân Huyền Thương không chết rồi. Trần Đức liếc mắt nhìn Lâm Giao, không bị dọa sợ chứ? Không, Lâm Giao giật mình lắc đầu, trong lòng vô cùng vui sướng,
Trần Đức thắng rồi, mặc dù cô cảm thấy không thể tin được, nhưng tâm trạng lại vô cùng vui mừng và phấn khích, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, Bát Hoang, tay của anh. Không sao. Trần Đức Thu Long ngâm lại, như thể tay anh không hề bị gãy, hai chân cũng không bị lòi xương, biểu cảm trên mặt anh không có chút gì gọi là đau khổ, buồn bã. Sau khi xác nhận Lâm Dao không hề sợ hãi, anh mới quay đầu lại đưa mắt nhìn về phía Lâm Đồng Vĩ và Diêu Ý Hàn, dì và chú, hai người thế nào? Đôi mắt giống như chim ưng đổ dồn về phía hai người bọn họ, trong phút chốc, sắc mặt Diêu Ý Hàn tái đi, hoàn toàn bị dọa sợ. Hai chân Lâm Đồng Vĩ không khỏi run lên, đối diện với đôi mắt đen như mực kia, ông ta gần như không đứng vững, hô hấp trở nên khó khăn như có gì đó chặn lại. Khóe môi Lâm Đồng Vĩ khô khốc, trong lòng vô cùng sợ hãi, ông ta cố nặn ra một nụ cười, không, không sao, chúng tôi không sao, Bát Hoang, tôi sẽ tìm bác sĩ cho cậu ngay, nhé. Không cần, mọi người đừng căng thẳng, may là hai người có một cô con gái tốt bụng, tôi sẽ không làm gì cả. Thấy hai vợ chồng và tất cả mọi người trong nhà họ Lâm đều hoảng sợ, Trần Đức mỉm cười nói. Anh có thể hiểu được hoàn cảnh của Lâm Đồng Vĩ, khoảng cách giữa nhà họ Vân và nhà họ Lâm khác nhau một trời một vực, đối mặt với sự uy hiếp của nhà họ Vân, ông ta có thể làm được gì? Nhưng, Trần Đức vẫn cảm thấy chán ghét. Vì lợi ích của gia tộc, ông ta đã bán đứng con gái và bạn bè của con gái mình. Nếu không phải nể mặt Lâm Dao, những người này nhất định sẽ phải trả giá. Trần Bát, cậu chủ Trần, Lâm Đồng Vĩ run rẩy nói, căn nhà này có thể sắp sập rồi, hay là chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện đi. Cũng được. Trần Đức gật đầu, kiếm của Vân Huyền Thương không rất lợi hại, tường biệt thự không ngừng rơi xuống, vết nứt ngày càng sâu, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lâm Đồng Vĩ liếc nhìn Vân Trần Tùng và Vân Trung Quân nói, cậu chủ Trần, hai người bọn họ. Giải quyết như thế nào? Trần Đức quét mắt về phía hai người bọn họ, quay về nói với nhà họ Vân, nếu như muốn báo thù, hãy đến gặp tôi bất cứ lúc nào, Trần Bát Hoang tôi luôn hoan nghênh tiếp đón. Cút. Vâng, vâng, thưa cậu chủ Trần. Sắc mặt Vân Trung Quân trắng bệch như tờ giấy, một chữ cút giống như sấm sét vang trời, ông ta dùng bàn tay hoàn chỉnh duy nhất của mình đỡ Vân Trần Tùng khập khiễng rời đi. Cậu chủ Trần, mời cậu đến biệt viện khác nghỉ ngơi, ở đây. Giao cho quản gia của tôi xử lý đi, Lâm Đồng Vĩ thận trọng, cả người run rẩy nói. Chương 757. Bát Hoang, chúng ta đi thôi. Trong lòng Lâm Dao vẫn đang tràn đầy hưng phấn và kích động, nhìn bàn tay đã biến dạng không ngừng chảy máu của Trần Đức, nói, em giúp anh băng bó. Trần Đức nhẹ gật đầu, Lâm Dao đưa anh đến một biệt viện khác, mặc dù Trần Đức nói không cần mời bác sĩ, nhưng Lâm Đồng Vĩ vẫn gọi bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình đến. Một số chuyên gia nhìn chằm chằm vào bàn tay bị gãy đến biến dạng và đôi chân bị thương nặng của Trần Đức, vô cùng kinh ngạc. Một chuyên gia hỏi, không biết cậu chủ bị thương thế nào? Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, sắc mặt Lâm Đồng Vĩ u ám nói. Vâng vâng vâng, chuyên gia kinh hãi, chỉ là gia chủ Lâm, cánh tay của cậu ấy bị thương rất nặng, với y thuật của tôi, e rằng. Không sao, chỉ cần giúp tôi băng bó đơn giản là được rồi, Trần Đức xua tay. Vẻ mặt bình tĩnh, một chút cũng không giống người bị thương. Mấy tên chuyên gia liếc nhìn nhau, cuối cùng, Lâm Đồng Vĩ ra hiệu, bọn họ mới giúp anh băng bó, sau đó đồng loạt rời đi. Bát Hoang, vết thương của anh, phải làm sao bây giờ, Lâm Dao gần như sắp khóc, những vết thương này đều là vì cô, nếu cô không đưa Trần Đức đến nhà họ Lâm thì anh đã không bị thương nặng như vậy. Không sao đâu, vết thương nhỏ mà thôi, chẳng là gì với anh cả, Trần Đức mỉm cười dịu dàng. Em chớ lo lắng, anh là thần y, anh sẽ hồi phục nhanh thôi. Lâm Dao vẫn cảm thấy rất lo lắng, Trần Đức khuyên mãi, cô mới bình tĩnh trở lại. Cậu Trần, Lâm Đồng Vĩ rót một ly trà cho Trần Đức, chuyện ngày hôm nay vốn là nhà họ Lâm tôi có lỗi với cậu. Lần sau không thể như vậy nữa, nếu tôi biết Dao Dao phải chịu uất ức, mặc kệ chú có phải bố cô ấy hay không, tôi cũng sẽ khiến chú phải trả giá đắt, Trần Đức nói mà không chút kiêng nể. Người như Lâm Đồng Vĩ cần phải cảnh tỉnh một phen. Nếu không, sau này hễ gặp rắc rối, ông ta sẽ vì lợi ích bản thân và gia tộc của mình mà vứt bỏ Lâm Dao. Đúng, đúng, cậu Trần nói đúng, Lâm Đồng Vĩ cam đoan, tôi dùng tính mạng của mình để đảm bảo, chuyện như vậy sẽ không phát sinh thêm một lần nào nữa. Hy vọng là thế, nghe ông ta nói vậy, sắc mặt Trần Đức mới dịu lại đôi chút, chú Lâm,
tôi cũng rất xin lỗi, hôm nay đã khiến mọi người sợ hãi. Không sao, không sao, thực lực tu võ của cậu Trần quả thực khiến tôi được mở rộng tầm mắt, dù là ở gia tộc lánh đời cũng xem như rất có bản lĩnh. Lâm Đồng Vĩ cảm khái, ông ta nói không sai, tuy Trần Bát Hoang là người trong thế tục, nhưng với thực lực như vậy, trên thực tế, dùng mấy chữ rất có bản lĩnh đã là cách nói cực kỳ khiêm tốn. Với bản lĩnh của anh, dù là trong gia tộc lánh đời cũng có thể xưng là thiên tài. Trần Bát Hoang sát phạt, quyết đoán, và đủ tàn nhẫn, tất cả những điều này đã khắc sâu trong tâm trí Lâm Đồng Vĩ, e là trong một khoảng thời gian dài, ông ta khó mà quên được. Lúc này một tiếng nổ vang lên, cuối cùng thì khu vực bên ngoài biệt thự cũng sụp đổ, khói bụi mù mịt, tiếng vang như sấm rền. Chương 758. Thành phố Vân Bắc, nhà họ Thành. Hôm nay, nhà họ Thành vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều nhân vật quan trọng của nhà họ Thành đều đã trở về, thế hệ trẻ thì có đại biểu là Thành Kỳ Võ, còn thế hệ lớn tuổi thì có thể kể đến gia chủ nhà họ Thành Thành Cực An. Tất cả tụ tập trước cửa chính nhà họ Thành, dường như đang đợi ai đó. Kỳ Võ, phía Ninh An đã gửi tin đến chưa? Thành Cực An lên tiếng hỏi Thành Kỳ Võ đang đứng bên cạnh. Một ngày trước đã nhận được tin, nhà họ Kỳ thất bại, Thành Kỳ Võ không để lộ cảm xúc, bình tĩnh nói, thực lực của tên nhóc kia không tệ, ngay cả lão tổ nhà họ Kỳ Kỳ Huyết Ma cũng chết trong tay hắn. Không phải Kỳ Huyết Ma đã chết rồi ư, Thành Cực An nói. Giả chết mà thôi, tuy nhiên, lần này thì chết thật rồi. Không ngờ lão già kia lại vô dụng đến thế, nếu không phải người kia muốn tới, còn đã đích thân đi lấy đầu tên Trần Bát Hoang đó, vẻ mặt Thành Kỳ Võ âm u. Chắc chắn phải báo thù cho Thành Kỳ Văn, hơn nữa còn phải giải quyết trước khi ông cụ biết chuyện. Nếu không, không biết ông ấy sẽ tức giận như thế nào. Đừng nóng, đợi sau khi chiêu đãi vị khách quý kia, chúng ta lại đi cũng không muộn, Thành Cực An thản nhiên nói, chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, cứ để hắn nhảy nhót thêm vài ngày đi. Đến rồi. Đột nhiên, mắt Thành Cực An sáng lên, nhìn về phía trước. Cách đó không xa, trên con đường rộng lớn. Một chiếc Bentley đang từ từ chạy đến, hệt như một chiếc thuyền đang lướt đi trên biển, vững chãi và khí phách. Biển số của Bentley còn khoa trương hơn. Không hề có chữ, cũng không có địa điểm, biển số được sơn một màu đen thuyền, bên trên có 8 số màu vàng lóng lánh. Loại biển số này chỉ có một nơi mới có. Côn Luân Hư. Chiếc xe này vừa xuất hiện, người nhà họ Thành vốn đang bàn tán vô cùng sôi nổi bỗng chốc yên tĩnh trở lại, cứ như là reng chuông vào tiết học. Còn Thành Cực An thì hệt như một cậu học trò đang chờ đợi để được phát biểu. Lúc này, ông ta vô cùng khẩn trương, sau khi hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, mới bước nhanh lên trước, cung kính chờ Bentley dừng lại. Kế đó, ông ta đích thân bước đến, chuẩn bị mở cửa cho người bên trong Bentley. Lui ra. Thế nhưng khi ông ta vừa tiến đến gần, một gã mặc Âu phục đen đã bước đến chắn trước mặt, dùng sức đẩy ông ta ra. Thành Kỳ An nghệt mặt ra. Vốn định nổi giận, nhưng nghĩ đến lai lịch của người trong xe, ông ta cố nén lại, cung kính lui sang một bên. Từ trên xuống dưới nhà họ Thành, có khoảng 40-50 thành viên cốt cán có mặt tại đây đều im phăng phắc, ngay cả Thành Kỳ Võ vốn quen thói hung hăng ngang ngược cũng ngoan ngoãn cúi đầu, không dám lên tiếng. Thành Cực An, Thành Kỳ Võ, ba vị trưởng lão nhà họ Thành, hai tên quản sự, tổng cộng 8 nhân vật quan trọng nhà họ Thành đều không dám thở mạnh, ngoan ngoãn đứng một bên chờ. Chương 759. Vài giây trôi qua, lúc này, gã mặc Âu phục đen mới cung kính mở cửa sau xe ra, trước ánh mắt chờ đợi của mọi người, chẳng mấy chốc, một người đàn ông trung niên bước xuống. Ông ta mặc một bộ đồ đơn giản, để râu quai nón, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn một lượt tất cả những người của nhà họ Thành, cuối cùng hướng về phía Thành Cực An, ông chính là gia chủ Thành Cực An. Vâng, tôi là Thành Cực An, chào mừng tiền bối Lục Phong. Thành Cực An năm nay đã gần 60 tuổi, vậy mà phải gọi một người trung niên chỉ khoảng 40 là tiền bối, nếu người ngoài nghe được, chắc hắn sẽ cảm thấy rất kinh ngạc và buồn cười. Tuy nhiên, không một ai trong nhà họ Thành dám cười, trái lại, họ còn cảm thấy xưng hô như vậy là rất bình thường. Dù sao thì Côn Luân Hư vốn là nơi mà vô số võ giả muốn đến. Đối với Côn Luân Hư, 36 tộc địa sát vốn chẳng là cái thá gì cả, phải nói là cặn bã trong cặn bã. Mấy trăm năm qua, người của 36 tộc luôn xem việc có thể gửi gắm thế hệ sau vào Côn Luân Hư là một việc cực kỳ vinh quang. Mà Lục Phong, đến từ Côn Luân Hư.
thử hỏi sao nhà họ Thành không coi trọng cho được. Lục tiền bối, xin mời vào, Thành Cực An khom người, dẫn Lục Phong đi vào nhà họ Thành. Còn chiếc Bentley kia thì do người của Lục Phong lái đi. Đại sảnh nhà họ Thành. Lục Phong thản nhiên ngồi ở vị trí chủ vị, vừa uống trà vừa nói, lần này tôi đến là có hai việc. Chuyện thứ nhất, học viện Vô Song tại Côn Luân sắp tổ chức chiêu sinh mở rộng mỗi 10 năm một lần, dự kiến sẽ bắt đầu sau nửa tháng nữa. Đợt này vẫn sẽ hợp tác với Đại học Thương mại Vân Bắc. Ba thành phố Vân Bắc, Ninh An và Nguyệt Lạc sẽ do tôi phụ trách, tương tự như trước, tổng cộng có 10 vị trí. Những lời này khiến các thành viên của nhà họ Thành thoáng khựng lại. Đặc biệt là Thành Kỳ Võ. Ánh mắt gã tràn đầy chờ mong và khát vọng, còn có sự phấn khích. Cuối cùng cũng đã đến rồi. Gã đã chờ đợi và cố gắng hết sức vì cuộc tuyển chọn này suốt 10 năm qua. Đến hôm nay, đã tròn 10 năm. Người ở thế tục và các gia tộc lánh đời muốn tiến vào Côn Luân hư chỉ có hai con đường để lựa chọn. Một là có được thiên phú kinh người, làm kinh động đến Côn Luân hư, khiến họ cho người đích thân đến tiếp đón. Hai chính là thông qua cuộc tuyển chọn vào học viện Vô Song 10 năm một lần. Côn Luân hư mới thật sự là thiên đường của võ giả. Ở đó, có thể có được tài nguyên tu luyện cực kỳ tốt. So với Côn Luân hư thì các gia tộc lánh đời, học viện hay tông phái cũng chỉ là mấy cọng lông châu mà thôi. Nhà họ Thành các người được xưng là gia tộc lánh đời mạnh nhất trong ba thành phố. Thế nên, tin tức này sẽ cho các người công bố. Điều kiện tuyển chọn tương tự như trước, người ứng tuyển đến báo danh tại Đại học Thương mại Vân Bắc, yêu cầu tuổi không vượt quá 30. Không biết năm nay, các người có phát hiện người nào nổi bật trong thế tục không? Những lúc Lục Phong nói chuyện, cứ như Hoàng đế đang căn dặn, phía dưới không có bất kỳ ai dám xen vào, thậm chí ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, e sợ khiến đối phương bất mãn. Chương 760. Nói xong chuyện thứ nhất, sau khi thu hết vào mắt biểu cảm kích động của những người xung quanh, Lục Phong nở một nụ cười hài lòng rồi mới nói tiếp, chuyện thứ hai vốn là chuyện riêng của tôi, cần các người hỗ trợ. Xin tiền bối cứ căn dặn, bất kể là chuyện gì, nhà họ Thành cũng sẽ dốc hết sức mình. Đến chết mới thôi, Thành Cực An lập tức bày tỏ sự trung thành. Nếu là chuyện riêng của Lục Phong, nói cách khác, nếu như có thể giải quyết êm đẹp thì trong 10 xuất tiến vào Côn Luân hư, chắc chắn nhà họ Thành sẽ có một phần. Ông ta rất muốn đưa Thành Kỳ Võ đến Côn Luân hư. Năm nay, Thành Kỳ Võ đã 29 tuổi, tương tự như thế hệ trẻ của các gia tộc khác, bởi vì lần tuyển chọn này, bọn họ đã sớm đăng ký trở thành sinh viên của Đại học Thương mại Vân Bắc. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, Thành Kỳ Võ sẽ không còn cơ hội nào khác. 10 suất cũng không phải là nhiều. Ba thành phố Vân Bắc, Nguyệt Lạc, Ninh An có tổng cộng 23 gia tộc. Trong 23 gia tộc này, có không ít người trẻ có thực lực mạnh mẽ, hiển nhiên, người mạnh hơn Thành Kỳ Võ cũng không phải không có. Tuy rằng Thành Kỳ Võ có cơ hội rất lớn, thế nhưng... vì đảm bảo mục đích có thể đạt được, bọn họ vẫn cần nịnh nọt Lục Phong. Lại nói... dù không thể tiến vào học viện Vô Song thì lấy lòng một cao thủ Côn Luân hư cũng chẳng phải chuyện gì xấu, có thể nói là trăm lợi không hại. Được, Lục Phong vô cùng hài lòng, gật gù nói, nghe nói Vân Bắc thừa thải đá phỉ thúy thô. Khoảng thời gian trước, có người phát hiện một loại tài liệu kỳ lạ trên núi Thanh Vũ. Ông có biết chuyện này không? Có nghe qua, Thành Cực An ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu nói, trên ngọn núi kia đã khai thác được một loại đá màu đỏ, trông rất đẹp, tuy nhiên. Hình như không có tác dụng gì cả. Nhiều người đã mang chúng về để nghiên cứu hoặc làm kỷ niệm. Tôi muốn tìm loại đá này, nó chính là linh thạch, có tác dụng rất lớn đối với võ giả. Dù ở Côn Luân hư thì loại đá này cũng cực kỳ hiếm thấy. Lục Phong không hề giấu giếm sự tồn tại của linh thạch. Bởi vì ông ta biết dù mình có nói ra đó là linh thạch thì những người này cũng chẳng biết sử dụng thế nào. Huống hồ. Với lá gan của bọn họ thì có biết cũng chẳng dám tự ý tàng trữ. Tôi cần các người giúp tôi thu hồi số linh thạch bị phân tán kia. Đồng thời, đào hết số linh thạch còn lại lên và mang về cho tôi. Cần thời gian bao lâu? Trong vòng một tuần, Lục tiền bối, tôi cam đoan sẽ mang về toàn bộ cho anh trong một tuần, Thành Cực An nói không chút do dự. Ba ngày, Lục Phong nói với giọng khẳng định, không cho phép nghi ngờ. Thành Cực An có hơi do dự. Cung kính nói, việc này. Được, Lục tiền bối, anh cứ yên tâm, nhà họ Thành sẽ dốc hết sức tập hợp đủ cho anh trong vòng 3 ngày. Tốt lắm, tôi chờ tin tốt của ông.
Mặt khác, tôi cảm thấy cậu nhà đây rất có tiềm lực, hy vọng sẽ giành được một suất trong 10 suất tiến vào Côn Luân Hư, Lục Phong nhìn về phía Thành Kỳ Võ. Thành Kỳ Võ, Thành Cực An và tất cả các thành viên của nhà họ Thành đều lộ vẻ vui mừng và phấn khích. Đa tạ Lục tiền bối tán thưởng, Thành Kỳ Võ vừa hào hứng lại vừa kích động. Nhà họ Kỳ. Trong căn biệt thư chuyên biệt mà Kỳ Hàn đã chuẩn bị cho Trần Đức, anh đang dùng nồi áp suất để luyện dược, tự chữa trị vết thương của mình. Phần xương bị gãy đã nối xong, sau hơn nửa ngày, dưới sự cố gắng của Trần Đức, kinh mạch bị đứt gãy cũng nhanh chóng hồi phục. Chương 761. Anh sắt một nồi thuốc với đủ loại dược liệu, nấu thành cao, sau đó đem thoa lên đùi và tay. Có thể thấy rõ, miệng vết thương đang dần hồi phục. Đến tối thì bề mặt vết thương đã gần như bình phục. Đồng thời, tay phải của anh cũng đã trở lại bình thường, có thể miễn cưỡng cử động được, nhưng vẫn cần một, hai ngày nữa mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu đám chuyên gia y học bên ngoài biết được, e là sẽ kinh ngạc đến rớt quai hàm mất thôi, liếc nhìn vết thương đã khôi phục một cách thần kỳ, Trần Đức lẩm bẩm nói. Trần Đức vừa xử lý cặn thuốc và rửa sạch nồi áp suất xong xuôi thì bỗng nhiên điện thoại của anh reo vang. Là Âu Dã Thanh Vũ. Cậu Trần, tôi đã điều tra rõ chuyện mình bị ám sát. Không phải anh đến đó là vì muốn biết chuyện của Long Ngâm sao? 10 phút sau, chúng ta gặp mặt ở quán Ba Lan Khuê nhé. Được. Hai người cũng không muốn nói quá nhiều trong điện thoại. Sau khi cúp máy, Trần Đức cảm thấy rất phấn khởi, rốt cuộc thì anh cũng dò ra một ít tin tức về bố mẹ rồi. Bên kia, có một ông lão đứng ở cách Âu Dã Lâm Vũ không xa. Nếu như Kỳ Hàn ở đây, chắc chắn hắn sẽ nhận ra đó là tộc trưởng của gia tộc Âu Dã Phu. Có điều. Lúc này, Âu Dã Phu đang đứng bên dưới, còn Âu Dã Thanh Vũ thì ngồi ở vị trí trung tâm. Người ngoài giới và cả gia tộc Âu Dã không có ai biết, bề ngoài thì Âu Dã Phu là gia chủ của gia tộc Âu Dã, trên thực tế mọi quyết định sách lược của gia tộc đều do Âu Dã Thanh Vũ tuyên bố, Âu Dã Phu cùng lắm chỉ là một người phát ngôn đứng trước mà thôi. Cô chủ. Cô có chắc là muốn kể cho cậu ta nghe chuyện liên quan đến Long Ngâm không? Âu Dã Phu khoảng 60 tuổi, tóc hoa râm, đeo kính gọng trắng, mặc một bộ quần áo bình dân, thuyết phục. Tôi nghĩ, cho dù Long Ngâm xuất hiện trong tay cậu ta, với tình hình hiện tại chúng ta không nên nói. Không nói, nhà họ Kỳ đã bị anh ta khuất phục. Lúc sáng, số người tôi phái đi theo dõi anh ta đã nghe được tin những người đứng đầu nhà họ Vân, thậm chí ngay cả Vân Huyền Thương không cũng bị anh ta giết chết. Nếu anh ta ra tay với chúng ta thì phải làm thế nào? Âu Dã Thanh Vũ hỏi, nhờ viện trợ nước ngoài giết anh ta. Ông cũng biết trong tay anh ta có Long Ngâm, chúng ta không thể đụng vào anh ta được. Âu Dã Phu im lặng thở dài, được rồi, tùy cô chủ quyết định. 10 phút sau, tại quán Ba Lan Khê. Kỳ Hàn đích thân lái xe đưa Trần Đức đến nơi, quán Ba Lan Khê là quán bar lớn nhất Ninh An. Trời tối dần, trong quán bar vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng êm ái. Một số thanh niên đã bắt đầu uống rượu. Trần Đức và Kỳ Hàn vừa đến không lâu thì tiên nữ Âu Dã Thanh Vũ cũng từ ngoài bước vào, cô ta thực sự rất xinh đẹp, lại còn là ngôi sao tuyến một ở Hoa Hạ, vừa bước vào đã lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong quán bar. Wow, Âu Dã Thanh Vũ! Nhìn kìa, Âu Dã Thanh Vũ! Nhanh đi xin chữ ký! Khi những thanh niên xung quanh nhìn thấy Âu Dã Thanh Vũ, bọn họ gần như sôi sục cả lên. Họ hét ầm ĩ. Bên cửa sổ quán bar, Trần Đức nhất thời đau đầu, người phụ nữ này rõ ràng biết bản thân nổi tiếng đến mức nào, vậy mà còn đến nơi công cộng nhiều người thế này, đây không phải là đang tự tìm phiền phức sao? Ngay khi Âu Dã Thanh Vũ bước vào quán bar liền bị người hâm mộ chặn đường, lần lượt xin chụp ảnh và ký tên. Chương 762. Chụp ảnh cũng được, ký tên cũng được, Âu Dã Thanh Vũ nở nụ cười cười chuyên nghiệp, nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ. Hy vọng mọi người tạm thời đừng để lộ vị trí của tôi ra ngoài, được không? Âu Dã Thanh Vũ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu, giống như tiếng nước suối, tiếng hót của chim phỉ thúy, mang đến cho người ta cảm giác tê dại, vô cùng thoải mái. Được, cô yên tâm. Điện thoại của tôi không có tín hiệu đâu. Của tôi cũng vậy. Thông tin tín hiệu của quán bar đã bị Âu Dã Thanh Vũ cắt đứt từ lâu, đương nhiên là cô ta biết không có tín hiệu. Sau khi lần lượt ký tên từng người một và chụp ảnh chung xong, Âu Dã Thanh Vũ bước tới chỗ Trần Đức dưới muôn vàn ánh mắt khen tị. Thanh Vũ, cô muốn uống gì? Chủ quán ba đích thân đi lên hỏi. Như cũ. Vâng.
Âu Dã Thanh Vũ là khách quen, rất nhanh ông chủ đã đưa đến một chai rượu vang thượng hạng, sau đó rót vào ly. Hai người nói chuyện đi, tôi qua đó gọi điện thoại, Kỳ Hàn viện cớ, ngồi ở phía xa. Nói đi, Trần Đức nhấp một ngụm rượu tây trước mặt, kể hết tất cả những gì cô biết về kiếm Long Ngâm cho tôi nghe. Anh Trần, đừng vội. Trước khi nói về Long Ngâm, tôi cần anh đồng ý với tôi một chuyện. Âu Dã Thanh Vũ vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Trần Bát Hoang. Cô ta phát hiện ra người đàn ông trước mặt gần như không có chút gì gọi là hứng thú với cô ta. Khi người khác nhìn thấy cô ta, ít nhiều cũng sẽ có chút tham lam dục vọng, sẽ kinh ngạc trước sự quyến rũ của cô ta. Nhưng đôi mắt của Trần Bát Hoang lại trong veo, sâu thẳm, khi anh nhìn cô ta, giống như đang nhìn một thứ vô cùng bình thường, cực kỳ bình thường. Tên này không thích phụ nữ sao? Chuyện gì, Trần Đức không vội từ chối, muốn đạt được thứ gì đó thì nhất định phải trả giá. Chuyện này rất bình thường, bảo vệ tôi, Âu Dã Thanh Vũ nói rất dứt khoát, bảo vệ tôi 3 ngày, anh cũng biết lần trước có kẻ ám sát tôi đã biết kẻ đó là ai, gia tộc cũng đang xử lý chuyện này, nhưng sẽ mất khoảng 3 ngày mới có thể quét sạch hoàn toàn. Chỉ cần anh đồng ý, tôi không chỉ kể chuyện liên quan đến Long Ngâm cho anh nghe, mà thậm chí. Âu Dã Thanh Vũ nói, tôi chắc chắn sẽ bảo gia tộc tôi dùng thiên phương thạch chế tạo thành binh khí hoặc vạc cho anh, chọn một trong hai. Trẻ con mới chọn, Trần Đức nhấp một ngụm rượu tây, nhưng hình như cảm thấy rượu tây không ngon cho lắm nên chỉ uống thêm một ngụm rượu nữa rồi nói thêm, tôi muốn cả hai. Âu Dã Thanh Vũ nhìn chằm chằm vào Trần Đức, ánh mắt kiên định của đối phương thể hiện rõ thái độ không thể thương lượng thêm. Âu Dã Thanh Vũ nói, không phải là tôi không muốn, mà là nguyên liệu không đủ. Cô yên tâm, sáng nay tôi vừa lấy được một linh khí hạ phẩm, nung chảy nó, như vậy đủ chưa? Trần Đức chỉ về phía Kỳ Hàn. Chương 763. Chỉ thấy trong tay Kỳ Hàn đang cầm một thanh kiếm dài hơn 3 thước. Âu Dã Thanh Vũ nhất thời sững sờ, cô ta vừa nhìn đã nhận ra đó là kiếm của Vân Huyền Thương Không. Quả thực là linh khí hạ phẩm. Được rồi, Âu Dã Thanh Vũ nói, tôi có thể đáp ứng yêu cầu của anh. Chốt, Trần Đức cười. Thời gian 3 ngày không dài, có thể sở hữu một chiếc vạc tốt và chế tạo cho Kỳ Hàn một thanh kiếm xịn là đủ rồi. Tiếp theo, đã đến lúc cô nên nói về Long Ngâm rồi. Âu Dã Thanh Vũ trầm tư một lúc, cô ta hít sâu một hơi, vẫn là có chút do dự. Chuyện liên quan đến kiếm Long Ngâm, thực sự là vấn đề vô cùng quan trọng. Trần Đức không vội, cứ như vậy ngồi đợi. Cuối cùng, Âu Dã Thanh Vũ cũng lên tiếng, giọng nói giống như một loại nhạc cụ, dịu dàng êm tai. Long Ngâm là do một thợ rèn kiếm nổi tiếng của gia tộc Âu Dã chế tạo từ rất lâu về trước. Mấy trăm năm nay vẫn luôn cất giữ ở gia tộc Âu Dã, cho đến hơn 20 năm trước đây, bố tôi đã tặng nó cho người khác. Tặng cho ai? Trần Đức khẽ cau mày. Tôi không biết, Âu Dã Thanh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ đau buồn, hơn 20 năm trước, cũng chính năm ông ấy tặng kiếm cho người ta, lúc đó đã bị thương rất nặng, sau khi trở về nhà chưa đến 3 năm thì cũng ra đi, khi đó tôi mới ra đời chưa được bao lâu. Hơn nữa, ông ấy cũng không nói đã tặng kiếm cho ai, liên quan đến kiếm Long Ngâm, ông ấy chỉ để lại một câu. Nhìn thấy Âu Dã Thanh Vũ có chút đau buồn, Trần Đức nói lời xin lỗi, sau đó hỏi, bố cô, lúc ấy đã nói gì? Ông ấy nói, khi kiếm Long Ngâm một lần nữa xuất hiện, gia tộc Âu Dã chúng tôi không được cướp đoạt, càng không được ra tay với đối phương. Hơn nữa, nói đến đó, Âu Dã Thanh Vũ hít một hơi thật sâu, dường như phải hạ quyết tâm rất lớn. Hơn nữa chủ nhân của kiếm Long Ngâm sẽ là vị hôn phu của chị gái tôi. Hả? Tay Trần Đức run lên, trợn to mắt hỏi, cô nói gì? Đúng thế, anh không nghe nhầm đâu, anh có một người vợ chưa cưới nữa. Âu Dã Thanh Vũ thấy Trần Đức kinh ngạc đến ngây người thì hơi buồn cười, không ngờ một người luôn thong dong, bình tĩnh lại lộ ra vẻ mặt này. Anh cũng không cần phải kinh ngạc đến thế, chỉ là bản thân tôi cảm thấy anh cũng khá mạnh. Nên có lẽ sẽ có cơ hội trở thành chồng chưa cưới của chị tôi mà thôi. Có cơ hội, Trần Đức bình tĩnh lại hỏi, ý cô là gì? Ý là so với chị tôi, anh thật sự quá yếu. Âu Dã Thanh Vũ uống một ngụm rượu vang rồi nói tiếp. Với thực lực bây giờ của anh, một bàn tay, không. Một ngón tay của chị ấy thôi là đủ để giết chết anh rồi. Khi nói ra câu đó, Âu Dã Thanh Vũ bèn nhìn chằm chằm vào Trần Đức như đang đợi anh tức giận. Có điều, Trần Đức vẫn rất bình tĩnh, cũng không vì thế mà nổi giận, trái lại còn hỏi,
đây là lý do cô chọn một nơi công cộng như này để nói chuyện với nhau. Lo tôi nổi giận rồi giết cô à? Chương 764. Âu Dã Thanh Vũ sửng sốt, giống như một cô gái bị nhìn thấu nỗi lòng, gương mặt ửng đỏ, nói xạo, ai bảo thế? Nếu là người khác thì đã sớm bị khuôn mặt và giọng điệu của Âu Dã Thanh Vũ hấp hồn rồi. Nhưng Âu Dã Thanh Vũ lại gặp phải Trần Đức, một người phong lưu đa tình, yêu rượu còn hơn phụ nữ. Anh chẳng những không có vẻ gì là thương hương tiếc ngọc, trái lại còn lạnh lùng nói, tôi mà muốn giết cô thì dù là dưới ánh nhìn của hàng ngàn người cũng thế thôi. Nói đi, cô còn biết gì về kiếm long ngâm nữa? Không còn gì nữa hết, Âu Dã Thanh Vũ nói, tôi và toàn bộ nhà họ Âu Dã cũng chỉ biết nhiêu đó thôi. Trần Đức nhìn chằm chằm Âu Dã Thanh Vũ một lúc lâu, sau khi xác định cô ta cũng không nói dối thì trong lòng không khỏi thất vọng. Vốn tưởng rằng có thể biết được tin tức về bố mẹ mình từ nhà họ, ai ngờ vẫn chẳng biết được manh mối nào. Hồi đó, bố tôi cũng không nói gì nhiều, theo lời mẹ tôi thì không phải ông ấy không muốn nói, mà là không thể nói. Chuyện này liên quan đến một số ông lớn, một khi nói ra sẽ gặp phải tai họa, trên khuôn mặt xinh đẹp của Âu Dã Thanh Vũ lộ ra chút bất lực, nhiều hơn nữa thì quả thật là cô ta không biết. Trước đó không có nói cho Trần Đức chủ yếu là vì hai điều. Đầu tiên, Âu Dã Thanh Vũ muốn lấy lại Long Ngâm, thứ hai, cô ta không muốn chị mình trở thành vợ chưa cưới của một tên vô dụng. Đúng là giờ Trần Đức rất mạnh, dù là trong những gia tộc lánh đời thì cũng có thực lực khá ổn và xếp được trong top đầu. Thế nhưng, so với chị cô ta thì vẫn quá yếu. Được rồi, Trần Đức thở dài, cũng may còn có manh mối là Chu Hồng Diễu, anh ngừng một lát rồi nói, kể về chị cô xem, cô ta mạnh cỡ nào mà có thể dựa vào một ngón tay là giết được tôi. Anh biết Côn Luân Hư không? Âu Dã Thanh Vũ hỏi. Biết một chút, mấy ngày nay, anh vẫn ở nhà họ Kỳ nên cũng biết kha khá về các gia tộc lánh đời và cũng biết đến sự tồn tại của Côn Luân Hư. Võ giả trên thế giới này, nếu muốn mạnh lên thật thì chỉ có thể chọn một con đường là tiến vào Côn Luân Hư. Đó mới là nơi hội tụ của các võ giả chân chính. Hoa Hạ của chúng ta, hoặc có thể nói là người trong thế tục, nếu muốn tiến vào Côn Luân Hư thì chỉ có hai cách. Một là bị người trên đó xuống chọn chúng, hai là người có tư chất phi phàm đến nỗi khiến Côn Luân Hư chú ý. Sau đó sẽ có người trên Côn Luân Hư đến đón. Chắc anh cũng biết hai điều này nhỉ? Biết, Trần Đức đáp, anh quả thật biết nó. Chị của tôi, Âu Dã Tư Linh chính là loại thứ hai. 3 tuổi, chị ấy đã được người của Côn Luân Hư đón đi. 10 năm trước, khi chị ấy hơn 10 tuổi có trở lại thế tục một lần, lúc ấy, chị ấy đã mạnh hơn Vân Huyền Thương Không mà anh đã giết rất nhiều. Cái gì? Kinh ngạc. Trần Đức thật sự kinh ngạc, anh vẫn biết là người trên Côn Luân Hư rất mạnh, võ giả ở đó mạnh hơn trong thế tục không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng, trước giờ trong thế hệ trẻ, Trần Đức đều cảm thấy mình rất mạnh. Ít nhất thì trước mắt, trong đám bạn cùng trang lứa xuất hiện bên cạnh anh không có ai là mạnh hơn mình. Chương 765. Nếu xét về tổng thể thì Trần Đức quả thật không phải đối thủ của Vân Huyền Thương Không. Thế nhưng, 10 năm trước, chị của Âu Dã Thanh Vũ đã mạnh hơn Vân Huyền Thương Không rất nhiều. Đây phải là yêu nghiệt cỡ nào chứ? Vậy thì đến nay, cô ta sẽ đạt tới một trình độ như thế nào? Ha ha, giật mình hả? Âu Dã Thanh Vũ cười nói, thực tế, tôi chỉ là đoán theo chừng mực thôi. Dù sao, chị ấy cũng chưa ra tay bao giờ. Đó chỉ là cảm nhận của tôi khi chị ấy bày ra thực lực của mình thôi. Đúng là giật mình thật, nhưng, cũng chưa là gì. Một lát sau, Trần Đức đã bình tĩnh lại, Âu Dã Tư Linh quả thật rất giỏi, nhưng anh cũng không kém. Từ khi anh tu luyện âm dương kinh đến giờ, mới chỉ có 3 năm mà thôi. Mà chính thức bước vào luyện khí kỳ, cũng chỉ chưa đến 3 tháng. Nếu so sánh thì tuy Âu Dã Tư Linh có tư chất rất biến thái, nhưng cũng chẳng đáng là gì. Chưa là gì, anh đúng là tự tin ghê, Âu Dã Thanh Vũ trợn trắng mắt, cảm thấy Trần Đức thật thích giả vờ giả vịt. Đây mà còn chưa là gì thì sao Côn Luân Hư lại tự mình đến đón? Mặc kệ như thế nào thì tôi cũng đã dùng một số mánh lới thông báo chuyện của anh cho chị tôi rồi. Giờ vẫn không biết chị ấy sẽ có phản ứng gì. Ừ, tôi tổng kết lại chút từ lời cô nói thì chính xác hơn là Long Ngâm vốn là của nhà các cô, giờ lại thành của tôi. Dựa theo di chúc của bố cô thì tôi là chồng chưa cưới của chị cô. Suy ra, cô, là em vợ của tôi. Gương mặt xinh đẹp của Âu Dã Thanh Vũ lộ ra chút xấu hổ, quả thật không biết nên trả lời thế nào.
em vợ, cái xưng hô này cũng không hay ho gì. Ai cũng nói em vợ chính là một nửa của anh rể, nếu cô ta thừa nhận thì chẳng phải là nói mình. Cũng là một nửa của Trần Bát Hoang. Thanh Vũ, anh biết ngay là em ở đây mà. Bên ngoài quán bà bỗng truyền đến giọng của một người đàn ông, sau đó, một chàng trai khoảng 24, 25 tuổi, cao cỡ 1m75, mày rậm, mặc một bộ đồ giản dị màu xanh nở nụ cười bước đến. Hắn nhìn thoáng qua những khách khứa đang uống rượu trong quán, trên người toát ra vẻ kiêu ngạo hơn người, đi về phía Âu Dã Thanh Vũ và Trần Đức. Đứng lại, Kỳ Hàn đứng lên, cản hắn lại, cậu không thể đi qua. Kỳ Hàn, thanh niên nhìn thấy Kỳ Hàn thì cười ha ha nói, anh dám cản đường tôi ư? Ai cho anh lá gan đó thế? Cao Viễn, cậu chủ nhà tôi đang bàn chuyện bên kia, cậu muốn đến thì chờ một lát đi. Kỳ Hàn không chút khách sáo, đối chọi gay gắt, cầm kiếm trong tay giống như có thể rút kiếm bất cứ lúc nào. Được rồi, bớt bắt trước tôi đi, gì mà cậu chủ này với chả cậu chủ nọ, né sang bên chơi đi. Cao Viễn trực tiếp làm lơ Kỳ Hàn, nhấc chân bước về phía trước. Keng! Thoáng chốc, Kỳ Hàn đã rút kiếm, chặn ngang trước mặt Cao Viễn, tôi nói là cậu không thể bước qua. Tôi khuyên anh bỏ ra đi, sắc mặt Cao Viễn lập tức thay đổi. Để anh ta lại đây đi, Kỳ Hàn không phải là đối thủ của anh ta, trong đôi mắt của Âu Dã Thanh Vũ toát ra vẻ bực bội. Bạn của cô, Trần Đức hỏi. Coi như là vậy đi. Trần Đức đưa mắt ra hiệu cho Kỳ Hàn, bấy giờ hắn mới cất kiếm đi. Hừ, coi như anh biết điều. Cao Viễn hừ lạnh một tiếng, đi ngang qua Kỳ Hàn, bước đến trước mặt Âu Dã Thanh Vũ. Thanh Vũ, nghe nói em gặp nguy hiểm nên anh vội từ Nguyệt Lạc chạy đến để bảo vệ em nè. Chương 766. Thông tin của anh cũng nhanh nhạy đấy chứ. Nhưng tôi đã có người được chọn rồi, Âu Dã Thanh Vũ không thích Cao Viễn, thậm chí trong mắt còn lóe lên vẻ chán ghét. Chẳng qua là vì thân phận của đối phương nên mới không tức giận hay thẳng thừng từ chối. Có người được chọn. Ai, Cao Viễn khó hiểu hỏi, hoàn toàn làm lơ Trần Đức, là Kỳ Hàn kia. Hay là cậu chủ nhà ai? Là tôi. Trần Đức ngồi cạnh bỗng mở miệng nói, nhà họ Trần, Trần Bát Hoang. Trần Đức vừa nói xong, ánh mắt Cao Viễn lập tức chuyển sang người anh, rồi lại nhìn về phía Âu Dã Thanh Vũ, là anh ta. Trần Bát Hoang. Đúng vậy. Âu Dã Thanh Vũ gật đầu, rồi giới thiệu với Trần Đức, người này là Cao Viễn. Anh Cao đến từ nhà họ Cao đứng thứ 28 trong 36 gia tộc địa sát. Cũng là người thừa kế thứ nhất của nhà họ. Biết bảng xếp hạng Ngọa Long không? Anh ta xếp thứ 13 đó. Âu Dã Thanh Vũ giới thiệu khá tỉ mỉ, chủ yếu là để Trần Đức biết được thân phận của Cao Viễn. Cô ta lo Cao Viễn sẽ bị một người bá đạo như Trần Đức làm thịt. Dù gì với tính cách kiêu căng ngạo mạn của Cao Viễn thì trước giờ đều khiến người ta hết sức chán ghét. Ha ha, Thanh Vũ! Phải khiêm tốn chút chứ. Thứ hạng, thân phận gì đó đều là vật ngoài thân thôi. Chủ yếu vẫn phải xem thực lực như thế nào. Chẳng phải cũng có một số người không tham gia xếp hạng cũng rất mạnh đó à. Cao Viễn trông như muốn khiêm tốn, nhưng thực ra lại hết sức kiêu ngạo và vênh váo. Trên trán vẫn luôn lộ ra vẻ khinh người. Ơ mà, Trần Bát Hoang này, anh bảo vệ cô Thanh Vũ 3 ngày thì có nắm chắc không thế? Đến cảnh giới gì rồi? Trần Đức vừa không nhiệt tình cũng chẳng lạnh lùng, mà chỉ bình tĩnh đáp, chắc khoảng thông mạch trung kỳ đến hậu kỳ, còn thiếu một chút là đến hậu kỳ. Thông mạch trung hậu kỳ, Cao Viễn lộ ra vẻ bất lực đầy lo lắng, Thanh Vũ, may mà anh hỏi, em xem coi, em tìm đâu ra vậy? Là võ giả trong thế tục à? Đúng vậy, là đến từ thế tục, nhưng... Âu Dã Thanh Vũ định giải thích, kể Trần Đức lợi hại như thế nào, nhưng Cao Viễn lại trực tiếp ngắt lời cô ta, quay sang nói với Trần Đức. Trần Bát Hoang, có lẽ anh vẫn chưa hiểu được sự tranh chấp giữa những gia tộc lánh đời chúng tôi gay gắt như thế nào. Anh biết gia tộc lánh đời không? Biết, Trần Đức gật đầu đáp. Biết là tốt rồi, tôi đỡ phải giải thích thêm. Chắc anh cũng biết rõ thực lực của các gia tộc lánh đời mạnh cỡ nào nhỉ? Thanh Vũ chính là người trong các gia tộc ấy. Cô ấy mà còn cần bảo vệ thì có thể thấy kẻ thù phải mạnh đến cỡ nào rồi đó. Rất mạnh à, Trần Đức hỏi. Anh quả thật không biết Âu Dã Thanh Vũ phải đối đầu với kẻ nào, cũng khá là ngạc nhiên khi với thực lực của nhà họ Âu Dã mà sao còn cần tìm người bảo vệ. Lấy ví dụ như tôi đi, tôi là Long Tượng Sơ Kỳ, có lẽ anh chưa tới cảnh giới này nên không biết. Nhưng tóm lại là giữa Long Tượng Sơ Kỳ và Thông Mạch Kỳ thì sự chênh nhau của cả hai là mấy chục, thậm chí cả trăm lần. Trông anh thì chắc khoảng 26,
27 tuổi. Tuổi này mà mới đến thông mạch kỳ thì chắc cũng thuộc dạng yếu. Tư chất của tôi cũng không coi là biến thái, nhưng vẫn có thể xem là mạnh. Mà ngay cả tôi cũng không thể đảm bảo 100% sẽ bảo vệ được Thanh Vũ. Chương 767. Giữa tôi và anh, ít nhất cũng phải chênh lệch cả 50, thậm chí cả 100 lần. Chính anh nghĩ lại mà xem nó sẽ nguy hiểm thế nào. Được rồi. Trần Đức đã nhận ra tên Cao Viễn này rất kiêu ngạo, khác với sự kiêu ngạo của anh, hắn là kiêu ngạo một cách mù quáng, trong xương còn tỏ ra một sự ưu việt. Mà hai điều ấy cộng lại với nhau sẽ thành ngông cuồng, tự phụ. Trần Đức thoáng chốc cạn lời, anh thật sự không biết nên đáp lại Cao Viễn như thế nào. Hay là đánh cho hắn vài bạt tai để Cao Viễn tỉnh ra. Nghĩ lại thì thôi bỏ đi, dù gì hắn cũng coi như là bạn của Âu Dã Thanh Vũ. Huống chi, Cao Viễn cũng chưa chọc tới mình, ít nhất thì trước mắt hắn vẫn chưa thật sự chọc đến anh. Mức độ nguy hiểm thì tôi cũng đã nói rõ với anh rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì anh có thể đi, Cao Viễn dứt khoát hạ lệnh đuổi khách với Trần Đức. Cao Viễn, mong anh nói chuyện chú ý chút, anh Trần là khách quý do tôi mời đến, anh ta đảm nhiệm sự an toàn của tôi, nên giờ chính là người của tôi. Anh bảo anh ta đi đâu cơ? Âu Dã Thanh Vũ lập tức khó chịu, Cao Viễn thật là quá đáng, hoàn toàn chẳng tôn trọng Trần Bát Hoang gì hết. Giữa những người lạ với nhau thường xưng họ của nhau, mà dù không xưng như thế thì cũng sẽ khách sáo, thân thiết một chút, chứ không gọi cả tên lẫn họ người ta. Mà Cao Viễn, từ đầu đến cuối đều gọi anh là Trần Bát Hoang. Xưng hô thì cô ta còn có thể nhịn, nãy giờ lời trong lời ngoài của Cao Viễn đều dè bỉu, làm thấp đi Trần Đức, còn đảo khách thành chủ, đuổi Trần Đức đi. Âu Dã Thanh Vũ thật sự lo Trần Bát Hoang không vui một cái sẽ làm thịt Cao Viễn. Thanh Vũ, anh cũng vì tốt cho em thôi. Người yếu như vậy sẽ không bảo vệ được em đâu. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ ở bên cạnh và bảo vệ em tốt hơn anh ta nhiều. Cao Viễn cũng hơi bực, hắn để ý tới ba từ người của tôi trong lời nói của Âu Dã Thanh Vũ, nên nhíu mày, quay đầu nhìn Trần Bát Hoang nói với giọng lên mặt dậy đời. Còn không đi, đứng đây để hóng hớt à? À đúng rồi. Trước khi đi thì tôi phải nhắc anh một câu, đừng có mà tưởng gây chuyện hay nhớ thương ai, phải suy nghĩ thật kỹ mình có tư cách để tranh giành hay không, biết chưa? Hắn đang nhắc nhở Trần Bát Hoang, bảo anh đừng có mà tơ tưởng hay nhớ thương Âu Dã Thanh Vũ. Bởi vì, anh không có tư cách ấy. Chỉ có Cao Viễn hắn, mới xứng với Âu Dã Thanh Vũ mà thôi. Ặc, Trần Đức thật sự là hạn hán lời, tên này bị úng não hay gì? Anh tơ tưởng, nhớ thương gì chứ? Đúng là không biết sao tên này lại ngớ ngẩn như vậy. Đó giờ, có lẽ hắn chính là thanh niên ngớ ngẩn nhất trong các gia tộc lánh đời mà anh gặp luôn ấy chứ. Ngay cả Thành Kỳ Văn hay Tạ Phương Kiệt cũng không ngu như vậy. Cái cảm giác về sự hơn người kia quả thật sắp bay lên trời mẹ luôn rồi. Trần Đức hơi buồn cười nói, cậu Cao này, cậu nói đúng. Có điều, tôi đã đồng ý với Thanh Vũ rồi. Muốn tôi không bảo vệ cô ấy thì phải được cô ấy đồng ý chứ. Cậu nói có đúng không nào? Cao Viễn quay sang Thanh Vũ nói, Thanh Vũ, anh muốn tốt cho em và anh ta thôi. Một võ giả trong thế tục có thể đi đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng, em cũng không muốn hại anh ta mà đúng không? Thực ra, Âu Dã Thanh Vũ đang định nói chuyện thì lại bị Cao Viễn ngắt lời, Thanh Vũ, em cứ nghe anh đi, anh ta chẳng những không bảo vệ được em mà còn có khả năng vào lúc quan trọng nhất sẽ bỏ mặc em. Chỉ có anh, mới có thể bảo vệ tốt em thôi. Chương 768. Cao Viễn, anh có thể để cho tôi nói một câu không? Âu Dã Thanh Vũ thường rất dịu dàng và trang nhã, nhưng giờ cũng sắp không thể nào chèn ép được con quỷ trong lòng, lạnh lùng nói. Được rồi, em nói đi, anh nghe đây, Cao Viễn đáp. Âu Dã Thanh Vũ khẽ hít một hơi, dằn cơn giận xuống, đôi môi đỏ mọng mấy máy, phát ra giọng nói dịu dàng dễ nghe sao xuyến lòng người. Cao Viễn, thực ra tôi muốn nói là so với anh Trần Bát Hoang này, anh Trần thì thực lực của anh yếu hơn nhiều. Cho nên, tôi nghĩ là, anh ta bảo vệ tôi sẽ thích hợp hơn là anh. Thanh Vũ, cô cũng đừng nói thật ra như thế chứ, Trần Đức nói với giọng bất lực. Sự thật thì mất lòng, đặc biệt là lời nói thật vừa nghe sẽ rất khó tin và đả kích người ta như này. Âu Dã Thanh Vũ nói vậy, hoàn toàn là kéo thù hận cho anh, một người kiêu căng. Ngạo mạn luôn có cảm giác hơn người như Cao Viễn chắc chắn sẽ cực kỳ khó chịu. Quả nhiên, ngay sau đó, vẻ mặt tự kiêu của Cao Viễn lập tức xa sầm xuống,
khó chịu nói, cái gì mà nói thật? Ý anh là, lời Thanh Vũ nói là thật, anh mạnh hơn tôi á. Trần Đức không muốn tranh cãi với một người chẳng hề tự hiểu lấy mình về vấn đề này, có lệ đáp, cậu mạnh, tôi không bằng cậu, ban nãy nói lộn, Thanh Vũ, sau này đừng nói lung tung như vậy. Ý anh là gì, có lệ vậy là khinh thường tôi đấy à, Cao Viễn bực bội nói, hắn cực kỳ khó chịu khi Âu Dã Thanh Vũ nói Trần Bát Hoang mạnh hơn mình. Một thanh niên 26, 27 tuổi trong thế tục mới có thông mạch trung kỳ thì dựa vào gì mà nói mạnh hơn hắn. Hắn muốn Âu Dã Thanh Vũ biết cái gì mới là mạnh thật sự. Trần Bát Hoang, nếu anh cảm thấy không bằng tôi, vậy mời anh nói cho đàng hoàng là không bằng và yếu hơn tôi. Nếu không nói thì chính là đang khinh bỉ tôi. Khinh Cao Viễn tôi, chính là khinh nhà họ Cao. Nếu vậy có hậu quả gì thì tốt nhất là anh có thể chịu nổi. Cao Viễn, lòng bàn tay Âu Dã Thanh Vũ đổ mồ hôi, hắn đây là đang khiêu chiến đường biên ngang của Trần Bát Hoang, đang điên cuồng nhảy trước mặt thần chết. Không ngoa chứ nếu Trần Bát Hoang mà nổi giận thì có thể đập chết hắn chỉ bằng một cái tát. Cao Viễn, anh đừng thế, ban nãy tôi chỉ nói đùa thôi. Anh Trần, yếu hơn anh, có điều, tôi vẫn muốn anh ta bảo vệ mình, tôi và anh ta cũng đã thỏa thuận xong rồi. Huống chi, anh là cậu chủ lớn của nhà họ Cao, sao có thể uốn gối làm bảo vệ chứ, đúng không nào? Khi đối mặt với Âu Dã Thanh Vũ thì vẻ mặt của Cao Viễn mới dịu đi một chút, hừ hừ đắc ý nói. Anh biết ngay là em đang nói đùa mà, chỉ cần là bảo vệ em thì nhịn một chút cũng chẳng đáng là gì. Mặc kệ em với anh ta có đạt thành giao dịch gì thì anh cũng mong cái giao dịch ấy trở thành phế thải ngay bây giờ. Trần Bát Hoang, anh có đồng ý không? Hắn không có hỏi Âu Dã Thanh Vũ, mà là nhìn về phía Trần Đức. Không, Trần Đức không chút suy nghĩ đáp. Anh đang rất cần một cái đỉnh để luyện thuốc, mà Kỳ Hàn cũng đang cần một thanh trọng kiếm mới. Thanh kiếm do Vân Huyền Thương không để lại quá nhẹ và nhỏ, không thích hợp với anh ta. Thế nên, sao anh có thể đồng ý được? Huống chi, dù anh đồng ý thì Âu Dã Thanh Vũ cũng không muốn có một tên kiêu ngạo, tự phụ, mắc bệnh tuổi dậy thì, thậm chí có thể nói là ngu ngốc làm bảo vệ. Chương 769. Không đồng ý, anh. Cao Viễn vừa định nói chuyện thì bỗng nhiên có một tiếng nổ vang lên, một bóng người bay ngược từ xa lại. Ngã xuống trước mặt họ. Người đó là Kỳ Hàn. Cùng lúc đó, sắc mặt của Trần Đức, Âu Dã Thanh Vũ cũng lập tức thay đổi, nhìn về đằng xa. Một người có hàng mày nhỏ, mũi tẹt bước đến từ xa. Ban nãy, Trần Đức cũng có thấy ông ta đi về phía này, nhưng không ngờ đối phương lại chẳng nói chẳng rằng trực tiếp ra tay. Thậm chí, Kỳ Hàn còn chưa kịp rút kiếm. Không sao chứ, Trần Đức đỡ Kỳ Hàn dậy, cau mày hỏi. Không sao. Ông ta không có ra tay nặng, Kỳ Hàn lắc đầu. Mà lúc này, người đàn ông trung niên kia cũng bước tới, đảo mắt nhìn Âu Dã Thanh Vũ và Cao Viễn, trực tiếp làm lơ Trần Đức hỏi, con chó này hình như đang chặn đường, không ngại tôi dạy bảo chút chứ. Vẻ mặt Cao Viễn cực kỳ khó coi, nhưng cũng không nói chuyện. Kỳ Hàn không phải người của hắn, có dạy hay không cũng chẳng liên quan đến mình. Huống chi, hắn đã sớm khó chịu với cái vẻ lạnh lùng kia của Kỳ Hàn. Ông là ai? Mặt mày Âu Dã Thanh Vũ lạnh lùng hỏi, cô ta cũng không biết người trước mặt là ai. Mà Trần Đức cũng nheo mắt, có chút tức giận, chuẩn bị ra tay. Tôi là ai không quan trọng, chỉ là một kẻ tôi tớ mà thôi. Cô chỉ cần biết là cậu chủ nhà tôi đến Ninh An du lịch, tiện thể ăn sinh nhật. Đang uống rượu, hát karaoke thì mất mạng, nên tôi xuống dưới xem sao. Không ngờ lại có người cố tình chặn mạng ở nơi này, cậu ấy vốn rất bực. Bảo tôi giết luôn, có điều. Biết là cô Âu Dã ở đây, thế nên mời cô lên hát rồi nhảy mấy bài, uống vài chén với cậu ấy thì cậu ấy sẽ bỏ qua chuyện này, người đàn ông trung niên kia bình tĩnh tự tin nói. Mẹ, mụ nội nó cậu chủ nhà ông là ai? Là cộng hành nào, mà dám bảo Thanh Vũ đi nhảy? Cao Viễn lập tức nổi giận, nắm lấy áo của người đàn ông trung niên, làm bộ tính ra tay. Cậu chủ nhà tôi họ Lữ, tên Đông Dã. Người đàn ông trung niên kia vẫn không nhúc nhích, mặc kệ Cao Viễn cản rỡ, cười khẩy nói, nếu có gan thì cậu đụng vào tôi một cái thử xem. Lữ Đông Dã, Cao Viễn, Âu Dã Thanh Vũ và Kỳ Hàn vừa nghe đến tên này, vẻ mặt lập tức thay đổi. Một người bỗng chốc hiện lên trong đầu họ. Cao Viễn vẫn muốn xác định xem có phải người mà trong đầu mình nghĩ đến hay không, bèn mở miệng hỏi, là Lữ Đông Dã của nhà họ Lữ xếp thứ 8 trên bảng ngọa long ở Nguyệt Lạc ư.
Đúng thế, người đàn ông trung niên gật đầu. Thoáng chốc, sắc mặt Cao Viễn lập tức trở nên hết sức khó coi. Hắn biết tên Lữ Đông Dã này, một năm trước, Cao Viễn mới bị hắn ta đánh bị thương nặng, nên giờ vẫn còn bóng ma tâm lý. Quan trọng nhất là nhà họ Lữ rất mạnh, xếp thứ 26 trong 36 gia tộc địa sát. So với nhà họ Cao cao hơn 2 bậc. Đừng thấy chỉ là 2 bậc nhỏ, nhưng lại có sự khác biệt như trời với đất. Xin lỗi, tôi thất lễ rồi, Cao Viễn thả nắm tay xuống, cũng bỏ áo của người đàn ông trung niên kia ra, không những thế, hắn còn vuốt phẳng áo giùm ông ta, có vẻ rất cẩn thận. Chương 770. Biết cậu chủ nhà tôi là ai là tốt rồi, cô Âu Dã, tôi cho cô 3 phút để suy nghĩ. Người đàn ông trung niên nói xong, chưa chờ Âu Dã Thanh Vũ trả lời đã xoay người đi lên lầu, biến mất ở lầu 1 của quán bar. Mà sắc mặt của Âu Dã Thanh Vũ lại hết sức lạnh lùng. Lữ Đông Dã, người này giống như tên của hắn ta vậy, cực kỳ ngông cuồng, hoàn toàn là một kẻ điên, chuyện gì cũng làm được. Đúng là nhà họ Âu Dã quen rất nhiều người và có qua lại với nhiều cao thủ, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, hoàn toàn không giải quyết được rắc rối trước mắt. Không thì cô ta cũng chẳng cần tìm Trần Bát Hoang bảo vệ. Tên điên Lữ Đông Dã kia, nếu mà chọc điên hắn ta, mặc kệ cô có lai lịch gì cũng sẽ dứt khoát ra tay, không bàn cãi gì hết. Thế nhưng, cô ta cũng không muốn ca múa cho một tên điên. Cô ta đúng là một ca sĩ rất thích múa hát, nhưng không phải là để mua vui cho người khác. Đối với Âu Dã Thanh Vũ, nó là nghệ thuật. Thanh Vũ, hay là, đi một chuyến, sắc mặt Cao Viễn trắng bệch, bài học Lữ Đông Dã để lại cho hắn quá đau, thế nên giờ hắn nói chuyện cũng hơi run, nhỏ giọng nói, chỉ là hát một bài thôi, chắc là sẽ không có chuyện gì khác nữa đâu. Âu Dã Thanh Vũ nhíu đôi lông mày lá liễu, giống như tờ giấy xuất hiện nếp nhăn khiến người ta thương tiếc. Cô ta thật sự không muốn đi. Múa hát cho Lữ Đông Dã là đang sỉ nhục cô ta, sỉ nhục nghệ thuật. Lời nói của Cao Viễn khiến cô ta có chút buồn nôn. Thanh Vũ, hay là đi xem đi, em cũng biết tên Lữ Đông Dã kia chính là kẻ điên, nhưng em yên tâm, anh và tên kia cũng coi như là quen biết, hắn ta sẽ không làm gì em đâu. Cao Viễn nơm nớp lo sợ khuyên nhủ, trong mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ. Nếu là người khác, ví dụ như một người trong thế tục như Trần Đức hay đệ tử của gia tộc khác, ai dám bảo Âu Dã Thanh Vũ đi múa hát thì hắn chắc chắn sẽ nổi giận, giết chết đối phương. Nhưng, tên này là Lữ Đông Dã, người từng dạy cho hắn một bài học. Tuy cảnh giới của hắn và Lữ Đông Dã ngang nhau, nhưng hắn ta lại là một tên điên, hành xử điên, mà tự mình rèn luyện cũng cực kỳ điên cuồng. Hắn ta chẳng những cái gì cũng dám làm, mà quan trọng nhất, cùng là long tượng sơ kỳ, nhưng Lữ Đông Dã lại mạnh hơn hắn, hơn nữa, còn mạnh hơn rất nhiều. Sự chênh lệch này giống như cùng là học phổ thông, nhưng có người cấp 3 đã hiểu được kiến thức đại học, có thực lực ngang ngửa sinh viên. Mà có người cũng học cấp 3, lại chỉ giới hạn trong cấp 3, hoặc chỉ là lớp 10 hay lớp 11. Chẳng hạn như Trần Bát Hoang, hắn cho rằng anh chính là loại người đó. 26 tuổi mới đến thông mạch kỳ, mà hắn 25 cũng đã là thông mạch kỳ. Cùng là thông mạch kỳ, nhưng chắc chắn là hắn mạnh hơn Trần Bát Hoang rất nhiều. Thế nên, Cao Viễn mới có thể nói sự chênh lệch giữa mình và Trần Bát Hoang là cả trăm lần. Mà sự chênh lệch giữa hắn và Lữ Đông Dã cũng đã mấy lần, thậm chí là cả chục lần. Chương 771. Vì đủ loại lý do đó, tuy trong lòng Cao Viễn rất khó chịu, nhưng cũng không dám làm trái ý của Lữ Đông Dã, hơn nữa còn khuyên Âu Dã Thanh Vũ đi múa hát. Dù sao, ban nãy hắn cũng suýt nữa đã ra tay với người của Lữ Đông Dã. Nếu Âu Dã Thanh Vũ không đi thì rất có khả năng Lữ Đông Dã sẽ giết hắn. Âu Dã Thanh Vũ siết chặt đôi bàn tay trắng như tuyết, lòng thầm do dự. Cô ta đang nghĩ hay là gọi người trong nhà đến, công bố một mệnh lệnh đủ để tác động đến nhà họ Lữ, khiến họ gọi Lữ Đông Dã về. Thế nhưng, dù vậy cũng không kịp. Ban nãy, người đàn ông trung niên kia nói mình chỉ có 3 phút. Thanh Vũ, đừng lo, gì mà Đông Dã Tây Dã chứ. Tôi và cô đã thỏa thuận xong, tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào tổn thương hay bắt ép cô. Đó cũng là chức trách của tôi. Lúc này, Trần Đức mở miệng, Lữ Đông Dã dám đến, tôi sẽ dạy cho hắn ta một bài học giúp cô. Vừa nãy anh không nói chuyện là đang do dự. Tự hỏi xem đi đến phòng Lữ Đông Dã hay là đánh hắn ta ở đây. Suy cho cùng,
chuyện người đàn ông trung niên kia đánh lén Kỳ Hàn cũng không thể bỏ qua như thế được. Trần Bát Hoang, anh nói gì vậy? Cầu xin anh tự trọng chút, đừng khoác lác được không? Anh dạy dỗ hắn ta, đùa tôi đấy à, bớt tự phụ hộ cái. Cao Viễn lập tức nổi giận. Lúc này rồi mà Trần Bát Hoang còn thế, chẳng phải là làm rối thêm sao? Đối phương là Lữ Đông Dã đó, chọc hắn ta thì chỉ có chết thôi. Một thằng nhóc ở thế tục nói muốn đánh Lữ Đông Dã. Đây không phải là muốn chết à? Chết thì chết, nhưng cũng đừng kéo theo hắn được không? Vốn dĩ Cao Viễn đã khó chịu với Trần Đức rồi, giờ anh còn nói vậy, trong mắt hắn lóe lên sát khí, có một xúc động muốn giết anh cho rồi. Luồng sát khí ấy rất nhỏ, nhỏ đến nỗi không cảm giác được. Nhưng Trần Đức nhạy cảm cỡ nào chứ? Thoáng chốc đã cảm giác được. Trần Đức ngẩng đầu lên, liếc Cao Viễn, nhưng cũng không ra tay vì giờ anh vẫn chưa muốn. Anh Trần, anh có nắm chắc không? Âu Dã Thanh Vũ nhìn Trần Đức, dịu dàng, cẩn thận hỏi. Nó quyết định ở cô có tin tôi hay không? Trần Đức cười, huống chi, hắn ta còn đánh Kỳ Hàn. Chuyện này không thể cứ thế cho qua được. Anh Trần, trên mặt Kỳ Hàn lộ ra vẻ biết ơn, nhưng lại nói, tôi biết Lữ Đông Dã, tên kia là kẻ điên, hơn nữa gia tộc còn rất mạnh. Không sao, ánh mắt Trần Đức bình tĩnh nói, nếu dám chọc tôi thì tôi muốn thử xem hắn ta mạnh như thế nào. Anh Trần, tôi tin anh. Âu Dã Thanh Vũ quyết định, mình sẽ không đi múa hát. Không thì một khi bị người ngoài biết, danh tiếng của cô ta sẽ bị hủy hoại. Quan trọng là cô ta không thể tự làm nhục mình, càng không thể sỉ nhục nghệ thuật. Chương 772. Thanh Vũ, em tin anh ta thật hả? Em đừng ngốc thế, anh ta là ai chứ? Chỉ là một tên chẳng có lai lịch hay thực lực gì, chỉ biết khoác lác nói bảo vệ em. Thanh Vũ à, sao em có thể tin tưởng anh ta? Thời gian còn rất ít, bình thường Âu Dã Thanh Vũ thông minh lắm mà, đâu ngốc đâu, sao lại tin anh ta chứ? Điều này không khoa học. Cao Viễn hết sức sốt ruột, hoảng loạn nói, Thanh Vũ, chỉ còn lại một phút, em mau đi đi. Anh đảm bảo em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chỉ đơn giản là múa hát thôi. Nếu em không đi, một khi tên Lữ Đông Dã kia tức giận thì hậu quả. Chúng ta sẽ không chịu nổi đâu. Tôi bằng lòng tin tưởng anh Trần, nếu anh không tin hay sợ thì có thể đi. Âu Dã Thanh Vũ hoàn toàn bình tĩnh lại, thực lực của Trần Bát Hoang cũng không kém, ngay cả Vân Huyền Thương không cũng chết trong tay anh. Tuy quá trình giành chiến thắng cũng có chút may mắn, nhưng may mắn cũng là một phần của thực lực. Cô ta chọn tin tưởng anh. Âu Dã Thanh Vũ cũng không cầu Trần Bát Hoang có thể giải quyết Lữ Đông Dã, dù chỉ kéo dài được một chút thôi cũng đã rất tốt rồi. Chỉ cần cho cô ta một chút thời gian thì cô ta có thể giải quyết nguy hiểm lần này. Trần Đức bất ngờ liếc nhìn Âu Dã Thanh Vũ một cái, còn tưởng rằng cô ta sẽ chần chờ, không ngờ lại dứt khoát như thế, nên đã khiến anh phải liếc mắt nhìn. Thanh Vũ, đừng sợ, em đừng tin anh ta chứ, sắc mặt Cao Viễn vừa lộ vẻ quái dị, lại mất mặt, trong lòng cực kỳ tức giận, càng toát ra sát khí nồng nặc hơn với Trần Đức. Sao Âu Dã Thanh Vũ lại cứng đầu thế? Chẳng phải chỉ là múa hát thôi à? Dù gì thì Lữ Đông Dã cũng khá nổi tiếng trong các gia tộc lánh đời, múa hát cho hắn ta thì có làm sao? Dù nói ra cũng không mất mặt, hơn nữa, nhiều người muốn múa hát cho hắn ta xem còn chẳng có cơ hội nữa là. Cao Viễn thật sự không hiểu tại sao Âu Dã Thanh Vũ lại muốn lấy tính mạng của mình ra để nói giỡn. Dưới cơn giận, hắn trừng Trần Đức, Trần Bát Hoang, anh mau nói cho Thanh Vũ là mình không thể rồi cút đi đi. Đã là đàn ông thì sao lại nói mình không được, Trần Đức lạnh nhạt nói, có điều, tôi thấy giữa trán cậu có màu đen, cảm thấy cậu mới có chút không được. Có phải gần đây lên giường cần uống thuốc mới kéo dài thời gian được đúng không? Tôi có một phương thuốc, khoảng 10 triệu. Có thể trị được bệnh của cậu. Cậu Cao có cần không? Đù, bà mẹ nó mày nói gì? Cao Viễn nổi giận, giống như là mèo bị dẫm phải đuổi, sát khí bùng nổ, không thèm che giấu trào ra. Trần Bát Hoang, con kiến chết tiệt chưa trải sự đời nhà mày tưởng võ giả là vô địch hả? Giọng điệu Cao Viễn cực kỳ tàn nhẫn, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói, không chút che lấp hiện ra sát khí. Thời gian đã không còn nhiều, nếu không giải quyết con bọ chết Trần Bát Hoang này, lát nữa nếu Lữ Đông Dã mà đến thật thì sẽ không chỉ đơn giản là chết một người. Thanh Vũ, em đừng trách anh. Tuy anh ta là khách quý, bạn hay vệ sĩ gì đó của em, nhưng hôm nay anh ta phải chết. Anh ta không chết thì khả năng người chết sẽ là anh và những khách khứa khác trong quán bar.
em cũng biết tính của tên điên Lữ Đông Giã kia mà. Cao Viễn vừa nói chuyện, trong tay đã có linh khí dao động, tụ lại. Cao Viễn, chương 773. Âu Giã Thanh Vũ bước đến trước người Trần Đức, cặp mắt trong trẻo nhìn chằm chằm vào Cao Viễn, lắc đầu nói, đừng. Thanh Vũ, sao em cứ bảo vệ anh ta vậy? Rốt cuộc anh ta là người nào của em? Chắc không phải chỉ là vệ sĩ đâu nhỉ? Không thì, một con kiến vô dụng như thế thì em bảo vệ làm gì? Anh ta có điểm nào hơn anh chứ? Ánh mắt Cao Viễn càng thêm âm u, tàn nhẫn, ác độc. Âu Giã Thanh Vũ sắp bị cái cảm giác về sự hơn người của Cao Viễn làm cho cạn lời luôn rồi. Cô ta đang bảo vệ Trần Bát Hoang à? Rõ ràng là đang bảo vệ Cao Viễn, ok. Cô ta thật sự rất muốn nói thẳng cho Cao Viễn sự thật, nhưng người luôn thấy mình hơn người sao có thể chấp nhận mình yếu hơn Trần Bát Hoang được. Một khi nói ra sự thật, điều tệ nhất có thể là Cao Viễn sẽ càng điên cuồng, không ngừng tìm đường chết trêu chọc Trần Bát Hoang. Ha ha, cô Âu Giã đúng là kiêu ngạo thật đó, ngay cả Lữ Đông Giã tôi cũng không muốn nể mặt, ngay khi Âu Giã Thanh Vũ đang không biết nên làm gì thì một giọng nói lạnh lùng đầy nghiền ngẫm chợt vang lên. Giọng nói này rất lớn, hoặc có thể nói là mang một bản sắc riêng. Và lại, còn kèm theo mấy từ cô Âu Giã cực kỳ nổi tiếng và thu hút người khác. Thoáng chốc, mọi người trong quán bar, kể cả đám Trần Bát Hoang, Âu Giã Thanh Vũ, Kỳ Hàn, Cao Viễn đều quay đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói. Lúc này, trên cầu thang lên lầu đang có ba người chậm rãi bước xuống. Một người trong đó là người đàn ông trung niên ban nãy, một người nữa cũng sấp xỉ tuổi ông ta, chắc là vệ sĩ hay tôi tớ gì đó. Lên tiếng là người đứng giữa, khoảng 26, 27 tuổi, khóe miệng ngậm một cây tăm, ăn mặc đắt đỏ, toàn là những hãng nổi tiếng. Hắn ta để kiểu tóc xót quýp, đeo kính râm, hai tay đút trong túi quần, thong dong bước xuống. Hiển nhiên người này chính là Lữ Đông Giã. Cao Viễn, Âu Giã Thanh Vũ và nhiều người trong quán ba nhìn thấy hắn ta thì đều giật mình hoảng sợ. Cũng có người nhận ra hắn ta vì trước nay Lữ Đông Giã vẫn luôn phô trương. Trên mạng Internet tỉnh Thượng Võ thường xuyên xuất hiện hình ảnh của hắn ta, cực kỳ ngang tàng, bừa bãi, coi trời bằng vung. Cũng có người từng trả thù hắn ta, nhưng không ai trong họ có một kết quả tốt cả. Chỉ kém một bước là đến Long Tượng Trung Kỳ ư, đôi mắt Trần Đức nóng lên, mở thấu thị nhãn ra, có thể nhìn thấy được mức độ linh khí dao động trên người hắn ta, trực tiếp nhận ra thực lực của Lữ Đông Giã. Hai mươi mấy tuổi có thể đạt tới trình độ như vậy, tư chất quả thật rất cao. Hơn nữa, cùng là thực lực đó, nhưng linh khí dao động trong cơ thể hắn ta lại nồng đậm hơn Cao Viễn rất nhiều. Nhưng, cũng chỉ là một người khá cao trong một đám lùn tịt. Cơ sở của Lữ Đông Giã cũng không vững, thậm chí còn không bằng Vân Trần Tùng kia của nhà họ Vân. Dù cho tay phải bị thương, Trần Đức cũng hoàn toàn có thể lập tức giết chết hắn ta. Vài giây sau, Lữ Đông Giã đã đi tới bên này, rồi tùy tiện ngồi vào vị trí trước đó của Âu Giã Thanh Vũ. Lẽ nào, Lữ Đông Giã tôi đã không còn tiếng nói ở thành phố Ninh An này nữa rồi à? Anh Lữ, hai ngày trước tôi vừa có buổi biểu diễn nên giờ vẫn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh. Cổ họng rất khó chịu, thật sự không thể múa hát được. Xin lỗi anh rất nhiều. Câu từ của Âu Giã Thanh Vũ rất cẩn thận, cô ta đã báo tin cho người nhà, giờ chỉ có thể cố gắng không chọc giận hắn ta được chút nào hay chút ấy. Khó chịu, không sao, dù gì cô Âu Giã cũng là ngôi sao hạng A ở Hoa Hạ, chỉ cần mở miệng là tôi đã vui và thỏa mãn rồi. Còn chuyện ban nãy cô từ chối tôi cũng có thể không truy cứu. Lữ Đông Giã vắt chân, lấy một điếu xì gà ra. Bên cạnh lập tức có tôi tớ châm lửa. Chương 774. Hắn ta rít một ngụm, rồi vừa phun khói thuốc vừa nói, cô Âu Giã, đây là cơ hội thứ hai Lữ Đông Giã cho cô đó. Nếu cô lại từ chối thì tôi sẽ rất mất mặt, tôi mà mất mặt thật thì có lẽ hôm nay tôi cũng sẽ khiến cô mất mặt trước nhiều người như này. Tôi tin rằng nếu tôi đụng vào cô thì chắc nhà họ Âu Giã cũng sẽ chẳng vì một người phụ nữ mà hỏi tội tôi đâu nhỉ. Âu Giã Thanh Vũ lén liếc Trần Đức, thấy anh vẫn vô cùng bình tĩnh nên cô ta cũng vững vàng hơn, anh Lữ, tôi nói là cơ thể tôi không được khỏe. Lữ Đông Giã híp mắt, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, cô chắc không? Chờ một chút, lúc này, Cao Viễn bỗng lên tiếng, ban nãy hắn còn tràn ngập sát khí, giờ đối mặt với Lữ Đông Giã lại chẳng thấy chút sát khí hay cáu gắt nào nữa. Cao Viễn, cậu ở đây à? Ồ, còn có cả Kỳ Hàn, đúng là vui vẻ ghê. Dường như giờ mới chú ý tới đám Cao Viễn, Lữ Đông Giã cười,
làm lơ Trần Đức nói, hai người các người đang làm gì vậy? Bảo vệ Âu Dã Thanh Vũ hả? Anh Lữ, anh hiểu lầm, thật sự hiểu lầm rồi. Cao Viễn thấy Lữ Đông Dã thì run như cầy sấy, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi không có bảo vệ ai cả, tôi chỉ ủng hộ anh thôi. Ban nãy, tôi còn khuyên Âu Dã Thanh Vũ bảo cô ấy đi múa hát cho anh nữa mà. Có thể múa hát cho anh xem là vinh hạnh của cô ấy, nhưng... Cao Viễn, anh câm miệng cho tôi, Âu Dã Thanh Vũ thật sự không thể chịu nổi nữa, vội vàng lạnh lùng ngắt lời hắn. Lữ Đông Dã có chút thú vị nghiền ngẫm liếc Âu Dã Thanh Vũ, lại quay sang Cao Viễn nói tiếp đi. Anh Lữ, khi tôi bảo Thanh Vũ đi, vốn cô ấy cũng định đi rồi, nhưng... Cao Viễn chỉ vào Trần Đức nói, là tên nhóc tên Trần Bát Hoang này ngăn cản Thanh Vũ đi múa hát cho anh, còn nói. Nói? Còn nói cái gì? Lữ Đông Dã hỏi. Nói chỉ cần anh dám đến thì sẽ đánh anh, Cao Viễn lại nói, anh Lữ, đây cũng không phải tôi nói, là chính miệng anh ta nói. Sắc mặt Âu Dã Thanh Vũ hết sức khó coi, dù gì cô ta và Cao Viễn cũng coi như bạn bè, nhưng không ngờ đối phương lại hèn nhát như vậy. Không, đây đã không thể nói là nhát nữa, mà là nhu nhược còn hơn mấy thằng hèn. Cô ta đã lâu không tức giận như hôm nay, Cao Viễn thật sự khiến mình thất vọng và chạnh lòng. Lữ Đông Dã ngó Trần Đức từ trên xuống dưới, nói, anh ta. Cậu chắc không, một thằng cóc ghẻ từ đâu tới mà dám nói vậy. Cao Viễn, cậu sẽ không lừa tôi đấy chứ. Thật mà, tôi lấy danh dự của mình ra thề tuyệt đối không có nửa câu dối trá nào. Cao Viễn vội vàng thề, hắn không muốn bị liên lụy, cũng không muốn bị Lữ Đông Dã ghim, nên dứt khoát chuyển đầu mâu nhắm ngay Trần Đức. Tóm lại, vốn hắn cũng không thích Trần Đức, hận không thể khiến anh chết quách đi cho rồi. Chỉ khi Trần Đức chết thì mới có thể giải cơn giận trong lòng hắn và khiến Âu Dã Thanh Vũ tỉnh táo lại, không tiếp tục dại dột nữa. Ồ! Lữ Đông Dã nhìn về phía Trần Đức hỏi, anh nói vậy thật à? Hắn ta trông rất phân rõ đúng sai, đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Đức tràn ngập khí thế như một ông lớn đang hỏi chuyện. Lữ Đông Dã đang đợi Trần Đức trả lời. Chương 775. Đám người Âu Dã Thanh Vũ, Kỳ Hàn cũng nhìn Trần Đức. Họ hy vọng Trần Đức trả lời khéo léo xíu, đừng thừa nhận, có thể lừa dối cho qua thì cứ lừa dối cho qua chuyện này. Dù sao Lữ Đông Dã cũng không giống như những người khác. Đừng thấy giờ hắn ta rất dễ nói chuyện, trông cũng không có vẻ gì là muốn gây khó dễ, nhưng một khi tức giận thì hoàn toàn không phải người. Đúng thế, là tôi nói, ngay sau đó, Trần Đức mở miệng đáp. Anh trả lời rất dứt khoát, không chút do dự hay đưa đẩy, thoải mái thừa nhận. Hừ. Thú vị, xem ra anh chẳng xem Lữ Đông Dã tôi là cái đinh gì nhỉ, Lữ Đông Dã lại hỏi, trong mắt đã xuất hiện vẻ điên cuồng. Thằng ôn con, bà mẹ nó mày muốn chết hả? Trước mặt anh Lữ mà dám kiêu ngạo như vậy, mày cho rằng mình là ai, còn không quỳ xuống xin lỗi anh Lữ đi, Cao Viễn siết chặt nắm tay, căng thẳng, thở hổn hển, sợ liên lụy đến mình, lớn tiếng chửi Trần Đức. Lữ Đông Dã, tôi mặc kệ anh ngông như thế nào, nhưng người của anh đánh Kỳ Hàn. Chuyện này không thể cứ thế cho qua được, Trần Đức trực tiếp làm lơ Cao Viễn nói. Trần Đức lo lắng nếu nói chuyện quá lâu với tên ngu ngốc này thì sẽ bị tên này làm cho ngu theo, kéo anh xuống cùng cảnh giới với hắn, sau đó bị hắn đánh bại bởi kinh nghiệm đần độn hết sức phong phú của hắn. Người của tôi, đánh ai? Lữ Đông Dã rít một hơi xì gà, càng lúc hắn ta càng cảm thấy thú vị, đã lâu lắm rồi không có ai dám kiêu ngạo với hắn ta như vậy, hơn nữa thái độ còn không chút kiêng nể gì cả. Bên cạnh hắn ta, gã trung niên kia đã thuật lại chuyện ra tay với Kỳ Hàn lúc nãy. Ồ, hóa ra là vậy. Lữ Đông Dã tiện tay ném xì gà xuống đất, sau đó dùng mũi giày di nhẹ, mày là Trần Bát Hoang à? Nếu mày đã nói không thể bỏ qua như vậy được, vậy thì tao sẽ cho mày một lời giải thích. Hắn ta quay đầu nhìn tên thủ hạ bên cạnh. Bỗng nhiên, Lữ Đông Dã vung tay tát thẳng vào mặt tên thủ hạ kia, để lại năm dấu tay đỏ ửng. Kế đó, hắn ta nổi giận, mắng to, mẹ kiếp, ông là đồ đần à? Đánh người làm gì hả? Tôi bảo ông đánh người à? Ông đây bảo ông đi giết người, ông lại đi đánh người. Má nó, nếu ông giết người thì làm gì có nhiều chuyện như vậy hả? Bịch, gã trung niên kia vội quỳ xuống, run rẩy nói, cậu chủ, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Sai cái mẹ gì hả? Hắn ta lại đạp một cước vào người gã trung niên, sai thì làm được cái quái gì? Mẹ kiếp, còn không biết đứng lên sửa sai cho tôi à?
sửa không được thì ông cũng đi chết đi. Còn ông nữa, đừng có đứng được ra đó, má nó, tôi bảo ông cùng lên với ông ta, ông lại bảo mình ông ta là được, được cái con mẹ nhà ông đấy. Đầu ông bị cửa kẹp rồi hả? Lữ Nông giã rũ hai tên thủ hạ của mình một trận, khiến bọn họ sợ đến mức không dám thở gấp, cuối cùng, bọn họ trút hết toàn bộ lửa giận lên người Kỳ Hàn. Giết hắn! Phải giết hắn! Nếu không giết hắn, chắc chắn Lữ Nông giã sẽ chơi chết bọn họ. Đúng vậy, hắn ta chính là tên điên, một khi điên lên thì người mình cũng không bỏ qua. Chương 776. Xoẹt! Xoẹt! Hai người không nói một lời, đồng loạt rút đao ra nhắm thẳng về phía Kỳ Hàn. Bọn họ đều là cao thủ cảnh giới thông mạch, được nhà họ Lữ bồi dưỡng bằng một lượng tài nguyên cách xù. Cả hai ra tay cùng lúc, thế như trẻ tre. Kỳ Hàn rất kiêu ngạo, tính cách của hắn vốn là như thế, từ đầu đến cuối, hắn không hề nói một chữ, chuẩn bị rút kiếm ra tiếp chiến. Để tôi! Đúng lúc này, Trần Đức đặt tay lên chuôi kiếm của hắn, đẩy ngược thanh kiếm kia vào vỏ. Ngay sau đó, anh chủ động ra tay. Thân hình anh nhoáng lên một cái, tốc độ cực kỳ nhanh và quái dị, trong lúc mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hai gã trung niên kia đã bị đánh bay ra ngoài, ngã lăn trên mặt đất, một chết một trọng thương. Trong đó, người chết chính là gã đã ra tay với Kỳ Hàn lúc trước. Lúc này, gã bị Trần Đức giẫm dưới chân. Kế tiếp, anh nhìn về phía Lữ Nông Giã, nhếch mép cười. Nụ cười như tắm gió xuân. Vô cùng đẹp mắt lại xen lẫn một chút quái đản. Anh thản nhiên nói, cảm ơn cậu Lữ đã tác thành nguyện vọng của tôi, lời giải thích này khá ổn đấy, có thể miễn cưỡng hóa giải sai lầm vì đã ra tay với Kỳ Hàn, còn về. Mày, tao cho mày một cơ hội, dẫn theo người của mày. Cút! Những lời của Trần Đức vang vọng khắp bốn phía, cách đó không xa, rất nhiều người trợn tròn mắt nhìn về phía này. Cũng may là quán bar này thuộc hàng cao cấp. Người đến đây thường tiêu phí trung bình khoảng 7, 8 ngàn, có khi nhiều hơn. Hầu hết bọn họ đều là người có tiền, tâm tính cũng trầm ổn hơn so với người bình thường, cho nên khi thấy chuyện như vậy, không có ai thét lên, cũng không có ai tỏ vẻ hoảng sợ. Vì tránh liên lụy đến mình, một vài người đã lặng lẽ rời đi. Ông chủ quán bar có con mắt rất tinh đời, sau khi những người kia đã đi hết, ông ta lập tức bước đến đóng sập cửa, đồng thời tắt toàn bộ âm thanh. Âm nhạc biến mất. Bầu không khí thoáng chốc trở nên cực kỳ yên tĩnh. Một chữ cút của Trần Đức vừa ra khỏi miệng, trong tình huống này, không một ai dám lên tiếng. Bởi vì, chữ cút kia là dành cho Lữ Nông Giã. Lữ Nông Giã vẫn ngồi yên tại chỗ, tuy nhiên, sắc mặt của hắn ta lúc này vô cùng khó coi, hai mắt long lên, nhìn cực kỳ đáng sợ, cứ như núi lửa sắp phun trào. Hắn ta toàn không để tâm đến hai tên thủ hạ của mình. Cái mà hắn ta quan tâm lúc này chính chữ cút kia. Một tên mà hắn chưa từng nghe qua lại dám nói ra chữ đó với hắn. Ha, ha ha. Đột nhiên, Lữ Nông Giã bật cười. Hiển nhiên là hắn ta đã bị chọc tức, sắc mặt hắn ta dần trở nên dữ tợn, gân xanh nổi lên, thoạt nhìn cứ như một con hổ đang nổi giận. Trần Bát Hoang, được lắm, xử lý hai tên thủ hạ của tao, còn dám bảo tao cút. Má nó, tao hơi sợ rồi đó, sợ phát run lên được. Đụng đến bọn họ thì có cái đếch gì mà lên mặt, đây đây, bà nội mày, mày lại đây đụng vào tao thử xem. Chương 777. Ồ, Trần Đức thờ ơ đáp, kế đó, anh bỗng di chuyển, chỉ để lại một cái bóng. Tay trái nhanh chóng chụp tới, tiếng rồng ngâm xẹt qua giữa không trung, hồ quang chợt lóe, chỉ trong một khoảnh khắc, Trần Đức đã hung hãn lao đến trước mặt Lữ Nông Giã. Một giây trước, Lữ Nông Giã vẫn còn cười, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn ta chợt nghiêm lại. Hắn ta đã tập trung quan sát thật kỹ, đề cao cảnh giác, chuẩn bị ra tay bất kỳ lúc nào, tuy nhiên, khoảnh khắc Trần Bát Hoang ra tay, hắn ta vẫn không cách nào nhìn thấy bóng dáng đối phương. Ngoại trừ luồng hồ quang kia, hắn ta không nhìn thấy gì cả. Ông! Một âm thanh xé gió đột ngột vang lên, kiếm quang lập lòe, Lữ Nông Giã cảm giác bụng của hắn ta bỗng đau đớn dữ dội, kế đó là cảm giác ấm nóng. Là máu! Tuy không thấy, nhưng hắn ta có thể chắc chắn 100% đó là máu. Có điều, hắn ta không kịp phản ứng, còn chưa đến một nhịp thở, thanh kiếm kia đã kề sát cổ họng hắn ta. Kế đó, mặt Trần Bát Hoa kề sát mặt Lữ Nông Giã, đôi mắt kiên nghị và sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào hắn ta, nhẹ nhàng nói, cậu Lữ, tao đã động vào bà nội mày rồi đấy,
Sao hả? Cắn tao à? Sắc mặt Lữ Đông Giã xám như cho tàn, đằng sau cặp kính râm màu vàng nhạt, ánh mắt hắn ta vô cùng hoảng sợ. Hắn ta có thể cảm nhận được khí lạnh và sát khí phát ra từ thanh đoản kiếm đang kề sát cổ mình. Sao có thể làm được? Lữ Đông Giã thật sự sợ hãi, bởi vì thực lực của hắn ta là long tượng sơ kỳ, hơn nữa, bản thân là một tên điên, từ trước đến nay, hắn ta rất hiếu chiến. Trong suốt những năm qua, Lữ Đông Giã đã chiến đấu vô số lần, cũng giết không ít người, đến nỗi chính hắn ta cũng không nhớ rõ. Vì thế, Lữ Đông Giã tự nhận bản thân có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Ngay cả những lão già lớn tuổi hơn, có cùng cảnh giới cũng là bại tướng dưới tay hắn. Thế nhưng, với kinh nghiệm phong phú nhường ấy, hắn ta vẫn không cách nào phát giác được Trần Đức đã lao đến như thế nào. Mãi cho đến khi bụng trúng một kiếm, máu tươi tràn ra, hắn ta mới cảm nhận được nguy hiểm. Ngay khi Lữ Đông Giã chuẩn bị điều động linh khí để phản kích thì kiếm của đối phương đã đặt ở cổ hắn ta. Hắn ta thật sự không tưởng tượng nổi Trần Bát Hoang đã làm được điều đó như thế nào, Lữ Đông Giã dám xác định ngay cả võ giả long tượng trung kỳ cũng không cách nào làm được như vậy. Chẳng lẽ, tu vi của Trần Bát Hoang còn mạnh hơn long tượng trung kỳ? Lữ Đông Giã không dám nghĩ nhiều, hắn ta sợ nếu tiếp tục nghĩ thì bản thân sẽ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đây là trận chiến tác động đến tâm lý đáng sợ nhất mà hắn ta đối mặt từ trước đến nay. Không, không thể nói là một trận chiến được, bởi vì hắn ta còn chưa có ra tay. Tháo kính của mày xuống, tao không thích người khác đeo kính nhìn tao. Trần Đức nhìn thẳng vào mắt Lữ Đông Giã, giọng anh vô cùng lạnh lùng khiến Lữ Đông Giã bất giác run lên, kế đó, hắn ta từ từ đưa tay lên, tháo kính mắt xuống, Trần Bát Hoang, tao là người nhà họ Lữ, tao tin mày là người thông minh, mày sẽ không giết tao. Chương 778. Quỳ xuống, Trần Đức thờ ơ nói ra hai chữ. Thoáng cái, Lữ Đông Giã trầm mặc. Quỳ xuống ư, muốn hắn ta quỳ xuống. Sao có thể chứ? Trong mắt Lữ Đông Giã lóe lên tia bạo ngược, vô cùng thô bạo và dữ tợn. Ngay sau đó, hắn ta thình lình tung nắm đấm về phía Trần Đức. Một đấm này mang theo cuồng phong cùng với quyền ý bá đạo, lao đến với xu thế sét đánh không kịp bưng tai. Có điều, trong khoảnh khắc đó, cú đấm của hắn ta còn chưa kịp chạm vào người Trần Đức thì đã đột ngột dừng lại. Bởi vì, kiếm trong tay anh đã cứa vào hầu kết của hắn ta. Không sâu, thậm chí có thể nói là rất nông. Không hề nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ngay lúc đó, cả người Lữ Đông Giã tê cứng, tóc gáy dựng đứng lên, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Ngừng, 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 Lữ Đông Giã hoảng sợ thét lên, bởi vì thanh kiếm kia vẫn tiếp tục cứa vào trong, nếu chậm thêm chút nữa, sợ là hắn ta phải chết. Trần Bát Hoang không đùa, người này thật sự muốn giết hắn ta. Đúng, Lữ Đông Giã là một tên điên, tuy nhiên, khi đối mặt với sống chết, hắn ta vẫn biết sợ. Phải nói là, thật sự sợ hãi. Hắn ta còn trẻ, từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn lên. Có rất nhiều chuyện chờ hắn ta hoàn thành, thế gian này cũng còn rất nhiều điều tốt đẹp chờ hắn ta hưởng thụ. Lữ Đông Giã không muốn chết. Tuy nhiên, lời nói của hắn ta không có chút tác dụng, lưỡi kiếm vẫn tiếp tục cứa vào trong. Tôi quỳ, xin anh hãy dừng lại. Ngay sau đó, Lữ Đông Giã thật sự không chịu nổi áp lực, hai chân khuỵu xuống. Quỳ trên mặt đất. Trước mặt mọi người, hắn ta cứ như vậy quỳ xuống, thẳng lưng mà quỳ, lúc này, mồ hôi lạnh vẫn không ngừng túa ra trên người hắn ta. Lữ Đông Giã, tên điên nhà họ Lữ thật sự quỳ xuống. Âu Giã Thanh Vũ tròn mắt kinh ngạc, lông mi cô ta run run. Cô ta biết thực lực của Trần Đức và Kỳ Hàn không tệ, phải nói là rất mạnh, tuy nhiên, cô ta vẫn bị cảnh tượng trước mắt dọa ngây người. Miểu sát. Đây chính là miểu sát ư. Cái tên điên Lữ Đông Giã kia còn chưa kịp nổi điên đâu. Trong mắt Âu Vũ Thanh Giã lóe lên rất nhiều cảm xúc, khiếp sợ, kinh ngạc, mừng rỡ. Dường như là nhặt được bảo bối vậy, cô ta nhìn chằm chằm vào Trần Đức, cứ như muốn nhìn thấu con người anh. Có lẽ, người đàn ông này, thật sự có cơ hội trở thành anh rể của cô ta. Bên kia, Cao Viễn trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, hắn cảm thấy mình sắp ngạt thở, khóe miệng co giật, vô thức lùi về sau hai bước. Hơn nữa, sống lưng còn phát lạnh. Đó là Lữ Đông Giã. Lữ Đông Giã của nhà họ Lữ, được xưng là Lữ Điên. Là cao thủ long tượng sơ kỳ, đứng hàng thứ 8 trên bảng xếp hạng ngọa long đấy. Chương 779.
Má nó! Cứ thế thất bại à? Ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Trần Bát Hoang, thật sự là võ giả thông mạch trung kỳ ư? Hắn đang mơ sao? Cao Viễn muốn chửi tục, hắn biết rõ, đây không phải là giấc mơ, sự thật đang bày ra trước mắt hắn. Thoáng cái, Cao Viễn có cảm giác rơi vào hầm băng, nhớ đến thái độ ngang ngược, tự cao tự đại của mình lúc trước, lại nhớ đến việc đã chào phúng Trần Đức, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, có cảm giác rất phức tạp. Hoảng sợ, phẫn nộ, kinh ngạc, không dám tin, đủ loại biểu cảm xuất hiện trên mặt hắn. Sắc mặt Cao Viễn cứ như vừa gặp quỷ, trông vô cùng đặc sắc. Trần Đức thu hồi long ngâm, mặt anh không có chút cảm xúc. Nhưng, sát ý không hề giảm bớt. Vừa nãy, mày định dùng nhà họ Lữ để áp chế tao. Cậu Trần, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Chỉ cần anh tha cho tôi một mạng, ngày sau, tôi và nhà họ Lữ tuyệt đối sẽ không gây rắc rối cho anh. Anh xuất hiện ở đâu, đó chính là nhà anh. Lữ Đông Dã rất điên. Nhưng hắn ta cũng rất thông minh. Hơn nữa, ham muốn sống sót của hắn ta cực kỳ mãnh liệt, có thể trực tiếp phát thệ để tự cứu mình. Bởi vì không ai dám cam đoan Trần Bát Hoang có giết hắn ta hay không. Mày rất thức thời đấy, Trần Đức nở nụ cười. Anh phát hiện tuy Lữ Đông Dã được xưng là kẻ điên, nhưng hắn ta thông minh hơn đám công tử quần là áo lượt kia nhiều. Biết có biết giãn, có thể điên cũng có thể quỳ. Chỉ những người thông minh như vậy mới có thể sống lâu được. Cậu Trần, xin cậu tha cho tôi một mạng, thấy có hy vọng, Lữ Đông Dã lập tức rèn sắt khi còn nóng, một lần nữa cầu xin tha thứ. Cút đi, tao đã nói chỉ cần mạng của thủ hạ mày, giọng Trần Đức rất bình tĩnh, anh từ trên cao nhìn xuống Lữ Đông Dã, mặt khác, tao không quan tâm họ Lữ hay không họ Lữ, chỉ cần mày muốn báo thù, hoan nghênh mày đến tìm tao bất kỳ lúc nào. Cũng hoan nghênh nhà họ Lữ của mày cùng đến. Chỉ cần mày dám, nhà họ Lữ sẽ trở thành hạt bụi trong lịch sử. Những lời nói lạnh lùng đó giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người Lữ Đông Dã khiến hắn ta mất hồn mất vía, hắn ta tin những gì Trần Bát Hoang nói chắc chắn không phải là nói đùa. Lữ Đông Dã không dám gọi nhà họ Lữ đến trả thù, cũng sẽ không gọi nhà họ Lữ đến trả thù. Giữ lời hứa có lẽ là ưu điểm duy nhất trong vô số khuyết điểm của hắn ta. Nếu hắn ta nói không thì chắc chắn sẽ không làm. Đa tạ cậu chủ Trần tha mạng, cậu yên tâm, nhà họ Lữ tuyệt đối sẽ không làm gì cậu đâu. Trong lòng Lữ Đông Dã cảm thấy ớn lạnh, đối mặt với Trần Bát Hoang, hắn ta hoàn toàn không thể nổi điên lên được, mà chỉ vội vàng đứng dậy rời khỏi quán bar. Thuộc hạ của Lữ Đông Dã khiêng thi thể của người đàn ông trung niên, đi theo hắn ta. Sau khi bước ra khỏi quán bar, Lữ Đông Dã vẫn toát mồ hôi lạnh. Như thể vừa trải qua trận sinh tử lớn nhất trong đời, vết thương trên bụng bị kiếm đâm, máu chảy ròng ròng, đau nhói. Trong quán bar, Lữ Đông Dã đã rời đi. Chương 780. Kỳ Hàn và Âu Dã Thanh Vũ thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt của Cao Viễn cực kỳ khó coi, ánh mắt hắn rất phức tạp. Tại thời điểm này, tầm nhìn của Trần Đức đã chuyển sang phía Cao Viễn. Cậu chủ Trần. Trần Đức còn chưa kịp lên tiếng. Cao Viễn đã nuốt nước bọt, vội vàng nói, là tôi có mắt như mù, xúc phạm cậu và Âu Dã, cô Âu Dã, tôi xin lỗi. Lời xin lỗi này, hắn không chỉ đổi các xưng hô với Trần Đức, mà ngay cả Âu Dã Thanh Vũ, hắn cũng không còn gọi Thanh Vũ nữa mà gọi là cô Âu Dã, cố tình giữ khoảng cách. Mày có thể cút rồi, Trần Đức nói. Trần Đức quá cao lãnh, Cao Viễn bất giác dùng mình một cái, mặt đỏ bừng, dù thế nào đi nữa thì hắn cũng là người thừa kế của nhà họ Cao. Là bạn của Âu Dã Thanh Vũ. Vì Âu Dã Thanh Vũ nên hắn thường xuyên đến Ninh An, ở đây có rất nhiều bạn bè, nếu hắn cứ như vậy mà cút thì sau này đâu còn mặt mũi gặp ai chứ. Hơn nữa, Âu Dã Thanh Vũ đang ở ngay bên cạnh, hắn thực sự rất thích Âu Dã Thanh Vũ. Hắn không muốn mất mặt trước mặt người mình thích. Cậu chủ Trần, tôi là người thừa kế duy nhất của nhà họ Cao, tôi ở đây chắc không có vấn đề gì nhỉ? Cao Viễn đỏ mặt hỏi. Bảo mày cút thì nhanh cút đi, nghe không hiểu à? Bất luận là sắc mặt, ánh mắt hay giọng nói của Trần Đức đều vô cùng kiên định, Cao Viễn cảm thấy tim mình run lên, muốn đi nhưng không được, hắn không biết phải làm thế nào. Cuối cùng, Cao Viễn nghiến răng nói, cậu chủ Trần, nhà họ Cao cách xa thành phố Nguyệt Lạc, quả thực không thể làm gì cậu, nhưng nhà họ Cao chúng tôi từng có liên hôn với nhà họ Vân, Vân Trần Tùng, còn có Vân Huyền Thương không? Bọn họ và nhà họ Cao chúng tôi là thông gia giấy. Mặc dù tôi không thường xuyên tiếp xúc với bọn họ,
nhưng chắc cậu cũng biết bọn họ là gia tộc lánh đời đứng đầu thành phố Ninh An. Cao Viễn, anh vẫn là nên đi đi, Âu Dã Thanh Vũ thực sự là quá mệt mỏi với Cao Viễn, tên Cao Viễn này vẫn không biết trời cao đất dày gì cả, vẫn còn tiếp tục dáng vẻ ra oai ấy. Cô ta không nhẫn tâm nói chuyện của nhà họ Vân với Cao Viễn, sợ chuyện này sẽ gây đả kích lớn đối với hắn. Nhà họ Vân quả thực là gia tộc đứng đầu ở Ninh An. Nhưng, Vân Huyền Thương không chết rồi, e là trong vòng chưa đầy 3 ngày nữa, nhà họ Vân sẽ lao dốc không phanh và không bao giờ hồi phục được nữa. Dùng nhà họ Vân chèn ép tao, mày muốn chết sao, vẻ mặt Trần Đức cực kỳ mất kiên nhẫn, trong mắt tràn ngập sát ý, lạnh đến thấu cương. Cao Viễn bất giác dùng mình, sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn biết Trần Bát Hoang thực sự dám giết hắn nên không dám nói nhảm nữa bằng, tôi đi, tôi đi. Nói xong liền xoay người rời đi. Tuy nhiên, chưa đi được 2 bước. Phía sau, Trần Đức lại đột nhiên lên tiếng, Cao Viễn, tao nói lại một lần nữa, lúc nãy tao nói, là cút. Cả người Cao Viễn như đóng băng, hắn ta xoay người một cách cứng nhắc, sắc mặt rất khó coi, cậu chủ Trần, không cần phải tuyệt tình như vậy chứ. Chương 781. Tao nghĩ là rất cần, sắc mặt Trần Đức không thay đổi, giọng điệu vẫn như cũ, sát khí vẫn tồn tại, nếu không muốn, tao có thể giúp mày chặt 2 chân. Chấm, tôi cút. Sắc mặt Cao Viễn sắc u ám, trong lòng có thể nói là tức giận đến cùng cực, nhưng hắn cũng không dám làm trái lời Trần Đức, càng không dám phản kháng mệnh lệnh của anh, nếu không chân hắn thật sự sẽ bị đánh gãy. Cao Viễn chậm rãi ngồi xổm xuống, nằm trên mặt đất, lăn ra khỏi quán ba trước mặt mọi người. Nhìn gì mà nhìn, các người muốn chết à, vừa rời khỏi quán ba, Cao Viễn đã thu hút rất nhiều sự chú ý, nhiều người che miệng cười chế nhạo, hắn trừng mắt với những người đó cực kỳ hung dữ, dọa bọn họ sợ đến nỗi nhanh chóng tản đi. Đệt mẹ mày, Trần Bát Hoang, ông đây không tin mày trâu bò đến mức nào. Cao Viễn lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại của Vân Huyền Thương không, trực tiếp nhấn nút gọi đi. Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối. Gia chủ Vân, tôi là Cao Viễn, tôi bị bắt nạt ngay trên địa bàn của ông đây này, Cao Viễn không hề che giấu sự tức giận, trước khi người ở đầu dây bên kia lên tiếng đáp lại, hắn đã không nhịn được mà nói trước. Đối với nhà họ Vân, hắn rất không khách sáo, bởi vì nhà họ Cao hoàn toàn có thể đè bẹp nhà họ Vân, ông nhanh phái 2 cường giả đến giúp tôi. Chấm, cậu chủ Cao, bố nuôi tôi, ông ấy đã chết rồi, đầu bên kia truyền đến một giọng nói đau đớn, là Vân Trung Quân. Cái gì, Cao Viễn vừa cau mày, vừa sửng sốt, vừa khó hiểu lại vừa không vui, Vân Trung Quân, mẹ nó ông đang đùa tôi sao? Vân Huyền Thương không cấp long tượng kỳ đỉnh phong, mới 60-70 tuổi, sao có thể chết được? Cậu chủ Cao, sao tôi lại dùng chuyện này để đùa giỡn được chứ? Nhà họ Vân đang tổ chức tang lễ, vì là chuyện quan trọng nên chưa thông báo với bên ngoài. Đang chuẩn bị ngày mai sẽ thông báo với cậu và nhà họ Cao. Giọng Vân Trung Quan vô cùng đau khổ và buồn bã. Cái gì? Nghe đến đây, Cao Viễn cảm thấy 9 phần 10 là sự thật, hắn thực sự không dám tin là Vân Huyền Thương không đã chết. Mặc dù nhà họ Vân có thứ hạng không cao trong danh sách 36 gia tộc địa sát. Nhưng phải biết rằng, thực lực của Vân Huyền Thương không là cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả đại đa số người trong gia tộc có thứ hạng cao hơn ông ta cũng không thể so được, có thể nói thứ hạng của nhà họ Vân thấp như vậy. Hoàn toàn là do toàn bộ gia tộc đang kìm hãm Vân Huyền Thương không? Chết trong tay ai? Ông ta chọc phải người nào? Cao Viễn tò mò không biết là ai, mặc dù hắn và Vân Huyền Thương không chẳng gặp nhau được mấy lần, nhưng hắn cũng biết rõ có rất ít người có thể giết chết ông ta. Thậm chí toàn bộ Ninh An có thể nói là không có người nào làm được. Một người tên là Trần Bát Hoang, Vân Trung Quân nói ba từ Trần Bát Hoang, với giọng điệu đầy sợ hãi, cậu chủ Cao, tôi nhắc cậu một chút. Nhất định đừng chọc giận tên đó, hắn còn điên cuồng hơn Lữ Đông Giã ở Nguyệt Lạc các cậu gấp 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Nếu chọc giận hắn, sẽ chết người đấy. Im lặng, sau khi Vân Trung Quân nói xong, ông ta thấy phía bên kia điện thoại có một sự im lặng kỳ lạ, vô cùng bất thường. Cậu chủ Cao, cậu, vẫn nghe đó chứ? Chương 782. Trước cửa quán bar, Cao Viễn đã hoàn toàn sửng sốt, chết lặng. Lời nói của Vân Trung Quân giống như một cây côn khuấy động tâm trí hắn, khiến tư duy của hắn rơi vào trạng thái đông cứng, hỗn loạn, không có khả năng suy nghĩ. Mãi cho đến khi Vân Trung Quân hét lên, Cao Viễn mới giật mình bừng tỉnh, ông có chắc là hắn không? Là hắn,
Sao vậy, cậu chủ Cao, cậu quen người này sao? Vân Trung Quân tò mò hỏi. Sau đó, giọng lắp ba lắp bắp, ông ta tiếp tục hỏi, cậu chủ Cao, lẽ nào người mà cậu chọc giận chính là Trần Bát Hoang? Tút, tút, tút. Vân Trung Quân không nghe được câu trả lời, Cao Viễn đã trực tiếp cúp điện thoại, hắn không muốn nói thêm một câu nào nữa, nếu tiếp tục, hắn sợ bản thân sẽ suy sụp mất. Thịch, thịch, thịch. Nhịp tim hắn tăng nhanh, tiếng tim đập mạnh cực kỳ rõ ràng, Cao Viễn cảm thấy hơi choáng váng, vội vàng dựa vào tường, hô hấp vô cùng khó khăn, sắc mặt tái nhợt. Sao .sao lại thế này? Trần Bát Hoang, một tên thông mạch trung kỳ, giết chết Vân Huyền Thương không? Sao lại có chuyện này được? Cao Viễn ngàn vạn lần không dám tin, nhưng đó là sự thật, hắn không tin không được. Mồ hôi lạnh toát ra khắp cả người. Cao Viễn không thể tin được bản thân hắn rốt cuộc đã chọc phải nhân vật như thế nào. Đó là Vân Huyền Thương không đấy? Gia chủ nhà họ Cao mạnh hơn Vân Huyền Thương không, nhưng chưa chắc có thể giết được ông ta. Tên điên còn điên cuồng hơn Lữ Đông Dã, đánh giá này của Vân Trung Quân khá cao. Có nghĩa là chuyện mà Lữ Đông Dã làm được thì Trần Bát Hoang cũng có thể làm được, nhưng những gì Lữ Đông Dã không dám làm thì Trần Bát Hoang vẫn dám làm. Nếu chọc phải loại người này, mặc kệ là gia tộc nào, xuất thân châu bò ra sao, cũng đều đánh hết, giết hết, căn bản không hề nương tay. Trên thực tế, Trần Bát Hoang quả thực là như vậy. Nếu không đã không dám ra tay với Lữ Đông Dã, càng không dám bảo hắn cút. Cao Viễn thở hồng hộc, hắn rất may mắn. Cực kỳ may mắn, tuy rằng vừa rồi có chút mất mặt, nhưng tốt xấu gì cũng thật sự cút rồi. Nếu không, thứ chờ đợi hắn chắc chắn là đường chết. Chỉ có điều, hắn đột nhiên cảm thấy ngay cả khi hắn cút rồi cũng không đảm bảo an toàn. Nhất định phải quay về, nghiêm túc thành khẩn xin lỗi, nếu không quỷ mới biết Trần Bát Hoang sẽ lại tìm đến tính sổ hay không. Bên trong quán bar, cùng một giây, Âu Dã Thanh Vũ nhận được cuộc gọi từ nhà họ Vân. Chương 783. Cô Âu Dã, cô, đang ở cùng với cậu Trần sao? Giọng của Vân Trung Quân từ trong điện thoại vang lên, chuyện này nhà họ Vân có thể dễ dàng điều tra được. Đúng vậy, đôi mắt xinh đẹp của Âu Dã Thanh Vũ tràn đầy nghi hoặc, có chuyện gì sao? Có thể nhờ cô, đưa điện thoại cho cậu chủ Trần được không? Vân Trung Quân nói. Anh Trần, tìm anh này, Âu Dã Thanh Vũ đưa điện thoại cho Trần Đức. Tìm tôi. Trần Đức nghi ngờ nhận điện thoại, ai thế? Xin chào, cậu chủ Trần, tôi là người nhà họ Vân, Trung Quân, Vân Trung Quân cẩn thận tự giới thiệu. Có chuyện gì? Là thế này, vừa nãy cậu chủ nhà họ Cao Viễn gọi điện cho chúng tôi và nhờ nhà họ Vân ra tay giúp cậu ta dạy cho người khác một bài học. Tôi nghi chuyện này có liên quan đến cậu, nên muốn nói với cậu một tiếng, cậu ta muốn trả thù cậu, Vân Trung Quân thận trọng nói ra suy nghĩ của mình. Vân Huyền Thương không đã chết, nhà họ Vân đang trong tình trạng nguy hiểm, Vân Trung Quân lo nếu Cao Viễn thực sự chọc giận Trần Bát Hoang, còn xưng tên nhà họ Vân. Lúc này, nhà họ Vân nhất định không thể chọc giận Trần Bát Hoang nữa. Nếu còn tiếp tục chọc giận Trần Bát Hoang một lần nữa, chỉ có thể càng thảm hơn thôi. Ông ta phải tạo khoảng cách với Cao Viễn, đồng thời thể hiện lòng trung thành với Trần Bát Hoang. Đây mới là con đường tồn tại. Nhà họ Vân không thể đã sai càng thêm sai. Được rồi, tôi biết rồi, Trần Đức cúp điện thoại và trả lại cho Âu Dã Thanh Vũ. Thật là một gã bí ẩn, Âu Dã Thanh Vũ nghĩ thầm, người đàn ông này lại một lần nữa tạo cho cô ta một sự bất ngờ, anh có năng lực kinh người gì mà khiến nhà họ Vân không ngại đắc tội Cao Viễn, một mực muốn lấy lòng anh. Cậu chủ Trần. Đột nhiên, bên ngoài quán bar, Cao Viễn loạng choạng, vội vàng chạy vào với vẻ mặt hoảng sợ. Lao tới trước mặt Trần Đức và Âu Dã Thanh Vũ. Sau đó, phịch, hai chân hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, động tác cực kỳ nặng nề, sàn nhà nứt ra một khe hở. Cậu chủ Trần, tôi sai rồi. Xin cậu hãy bỏ qua cho tôi, vừa nãy đều tại tôi sai, tôi là đồ ngu. Cao Viễn nói đến đó, liền đưa tay lên tự tát vào mặt mình. Đánh đến nỗi cả mặt đỏ bừng, cậu chủ Trần, xin cậu bỏ qua cho tôi một lần. Tiếng tát vang dội vừa dứt, Cao Viễn kinh hãi nói. Coi như mày biết điều. Ban đầu, Trần Đức đã định giết Cao Viễn rồi, bởi vì anh ghét nhất là sự trả thù của kẻ khác, có một số kẻ mất trí trả thù sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Không ngờ Cao Viễn lại biết điều, thức thời và hiểu chuyện mà quay lại xin lỗi như vậy.
nếu như hắn đã quay lại thì chứng tỏ hắn thật sự đã dẹp bỏ ý định trả thù. Trần Đức cũng lười giết hắn, mày cứ quỳ ở đây cả đêm đi, sáng mai hãy rời đi. Vâng, vâng, xin nghe cậu chủ Trần phân phó, Cao Viễn gật đầu một cái thật mạnh, không dám phạm một chút sai lầm nào. Chương 784. Ánh mắt của Âu Dã Thanh Vũ rất kỳ quái, cô ta quen Cao Viễn lâu như vậy, cuối cùng hắn cũng thông minh một lần, kịp thời bù đắp lỗi lầm, không thực sự dồn bản thân vào chỗ chết. Thanh Vũ, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện tiếp. Được. Âu Dã Thanh Vũ gật đầu, bảo ông chủ sắp xếp một bàn khác ở nơi vắng vẻ. Sau đó, hai người cùng nhau rời đi. Kỳ Hàn cầm kiếm ngồi cách xa, không làm phiền bọn họ. Mặc dù ba người bọn họ đã rời đi, Cao Viễn vẫn thành thật quỳ trên mặt đất không dám đứng lên, hắn biết chuyện này Trần Bát Hoang đối với hắn đã là rất khoan dung độ lượng rồi. Nếu hắn dám đứng lên thì e là thứ chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Ở bàn khác, ông chủ lại mang lên một loại rượu Tây thượng hạng, nhưng ngược lại, Trần Đức vẫn đang uống rượu của anh cảm thấy rượu trắng vẫn là ngon hơn. Chúng ta tiếp tục nói về những chuyện chưa nói xong, tôi có hai câu hỏi muốn hỏi cô. Thứ nhất, tiếp theo cô có thể sẽ gặp nguy hiểm gì, cố gắng nói rõ hết sức có thể. Thứ hai, về chuyện của chị gái cô, Âu Dã Tư Linh, có phải cô ấy biết rất nhiều chuyện liên quan đến Long Ngâm không? Âu Dã Thanh Vũ nâng ly rượu vang lên, tao nhã nhấp một ngụm, nguy hiểm mà tôi sắp gặp phải quả thật có chút phiền phức, đó là một gia tộc Âu Dã khác, bên ngoài rất ít người biết chuyện này, thực tế là gia tộc Âu Dã chia làm hai phe, một phe kia bị bố của ông nội tôi đuổi ra khỏi nhà. Bọn họ. Dừng. Trần Đức ngắt lời cô ta, tôi không muốn nghe chuyện của gia tộc cô, tôi cũng không muốn biết tại sao bọn họ lại giết cô, chỉ cần nói sơ qua về thực lực của đối phương là được. Thực lực cụ thể, tôi không biết rõ lắm, tóm lại là rất mạnh, hơn nữa vì gia tộc lánh đời nên mỗi lần đều ra tay rất bất ngờ. Có điều lần này trong gia tộc đã lập sẵn kế hoạch hoàn hảo, có thể nhổ cỏ tận gốc, tiêu diệt bọn chúng triệt để, nhưng vẫn cần thời gian 3 ngày mới có thể thu lưới. Được, tôi hiểu rồi, trong 3 ngày này, tôi sẽ ở bên cạnh cô, bảo vệ cô, đi theo cô không rời, sẽ không để ai có thể làm tổn hại một sợi tóc của cô. Trần Đức nhẹ giọng nói, sau 3 ngày, giao dịch hoàn thành. Lời nói của Trần Đức vốn dĩ chẳng có gì, rất bình thường, nhưng lọt vào tai Âu Dã Thanh Vũ lại đặc biệt mê người. Dù gì thì cô ta cũng là phụ nữ, cho dù là gia chủ phía sau của gia tộc Âu Dã thì cô ta cũng có một trái tim thiếu nữ. Lời nói bá đạo khiến trái tim cô ta cảm thấy ngứa ngáy, sau khi ổn định lại tinh thần, cô ta mới đáp, được, anh yên tâm, lần trước anh cứu tôi, vốn dĩ tôi đã nợ anh một ân tình, cộng thêm lần này bảo vệ tôi, dùng phần còn lại của thiên phương thạch cho anh, người trong gia tộc sẽ không nói gì đâu. Được, ánh mắt Trần Đức lóe lên vẻ mong đợi, từ trước đến nay anh vẫn luôn thiếu một cái vạc nấu thuốc, một khi luyện chế được vạc thuốc, anh sẽ có thể luyện chế thêm nhiều đan dược hơn. Còn về kiếm Long Ngâm, có lẽ chị gái tôi thực sự biết một chút, bởi vì, đôi mắt của Âu Dã Thanh Vũ lóe lên những tia hồi ức. Vốn dĩ cô ta không muốn nói về chuyện này, bởi vì trước đây cô ta cho rằng Trần Bát Hoang tuyệt đối, 10.000% không đủ tư cách và không đủ năng lực làm vị hôn phu của chị gái cô ta. Chương 785. Thậm chí cô ta còn đang nghĩ cách, chuẩn bị thông qua một số phương thức để đoạt lại Long Ngâm. Nhưng lần này qua chuyện của Lữ Đông Dã đã khiến cô ta nhìn ra được một số khả năng. Mặc dù khả năng này là rất nhỏ, không đáng kể. Có điều, sự thay đổi này đã là cực kỳ lớn rồi. Dù sao thì chị gái của cô ta, Âu Dã Tư Linh, có thiên phú thực sự rất đáng sợ, những người như Lữ Đông Dã và Cao Viễn còn không đủ tư cách xách giày cho cô ta. Bởi vì cái gì? Trần Đức nghiêm túc hỏi. Sau một hồi im lặng, Âu Dã Thanh Vũ nói tiếp, bởi vì, 10 năm trước, khi chị gái tôi trở về, chị ấy đã từng nói một câu. Câu gì? Chị ấy từng nói vị hôn phu của chị ấy, họ Trần, Âu Dã Thanh Vũ nói xong, nhìn về phía Trần Bát Hoang, họ của anh cũng là họ Trần, tôi đang nghĩ, có lẽ đây không phải là trùng hợp. Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ là trùng hợp, trái tim của Trần Đức nhất thời thắt lại, anh chắc chắn 100% Âu Dã Tư Linh đã biết chuyện gì đó, lần sau, khi nào thì cô ấy trở lại. Tôi không biết nữa. Chị ấy gần như sẽ không trở lại giới thế tục nữa, chị ấy đã vượt ra khỏi giới thế tục rồi, Âu Dã Thanh Vũ nói, ngay cả khi tôi muốn liên lạc với chị ấy thì cũng phải thông qua phương thức đặc biệt. Hơn nữa, trừ khi gia tộc Âu Dã đang gặp nguy hiểm,
ở trên bờ vực giữa sự sống và cái chết, nếu không, chị ấy đã nói sẽ không trở về. Được rồi, tôi hiểu rồi. Trần Đức đã hiểu, Âu Dã Tư Linh không chỉ là một thiên tài tuyệt đỉnh, mà còn có vẻ hơi máu lạnh. Ngay cả nhà mình cũng không về, chỉ biết tu luyện thôi sao? Còn chuyện gì muốn nói với tôi không? Trần Đức hỏi. Hết rồi, trong 3 ngày này anh cứ đi theo tôi là được. Ngày mai tôi phải đến Vân Bắc, đó là chuyến lưu diễn thứ 2 của tôi, sự an toàn của tôi nhờ cả vào anh đấy, Âu Dã Thanh Vũ nói. Trần Đức nói với Kỳ Hàn, bảo hắn về trước đợi anh, từ bây giờ trở đi, anh phải đi theo Âu Dã Thanh Vũ. Cậu chủ, tôi vừa mới nhận được tin tức, Kỳ Hàn nói, có người của Côn Luân Hư đến rồi, cuộc thi tuyển chọn 10 năm một lần của Học viện Vô Song sắp bắt đầu rồi. Tôi cũng muốn đến Vân Bắc đăng ký. Ồ, Trần Đức nói, được, tôi biết rồi, thuận tiện giúp tôi đăng ký luôn. Côn Luân Hư, Trần Đức càng ngày càng có hứng thú với nơi đó, chưa kể đây còn là thánh địa trong truyền thuyết của các võ giả, Âu Dã Tư Linh cũng đang ở đó, muốn biết thân thế thì anh phải đến đó một chuyến. Đồng thời, anh cũng rất tò mò không biết vị hôn thê của mình rốt cuộc là thiên tài tuyệt đỉnh thế nào, lợi hại đến mức độ nào. Sau khi trao đổi với Kỳ Hàn xong, Trần Đức theo Âu Dã Thanh Vũ rời khỏi quán bar, đến nơi ở của cô ta. Cô ta không ở gia tộc Âu Dã mà sống trong khách sạn 6 sao riêng biệt bên ngoài, trực tiếp bao hết 3 lầu khách sạn. Tất nhiên, cô ta sống trong một căn phòng tổng thống siêu sang trọng. Cấu trúc tổng thể là một biệt thự song lập, chia làm 2 tầng, phòng tập gym, giải trí, thư giãn, hồ bơi, phòng karaoke và các tiện nghi khác, có đủ mọi thứ. Phục vụ cũng cực kỳ chu đáo. Camera, máy nghe lén gì gì đó, tất nhiên là không cần đi tìm, bản thân Âu Dã Thanh Vũ cũng là một võ giả, còn bỏ ra rất nhiều tiền mời võ giả làm vệ sĩ, bọn họ sớm đã dọn dẹp sạch sẽ và kiểm tra kỹ càng rồi. Chương 786. Đối với sự an toàn của bản thân, có thể nói Âu Dã Thanh Vũ là người rất quan tâm đến vấn đề này, không chỉ thuê nhiều phòng để đánh lạc hướng kẻ khác. Thậm chí bên ngoài mỗi cửa phòng đều có vệ sĩ đứng canh. Ngoài cửa phòng của Âu Dã Thanh Vũ cũng có 5 cường giả cấp đại tông sư, những người này đều là người của gia tộc Âu Dã, cải trang thành vệ sĩ để bảo vệ cô ta. Điều duy nhất Trần Đức cần làm là ở bên cạnh theo dõi bảo vệ cô ta, đề phòng một số trường hợp khẩn cấp xảy ra. Anh Trần, anh cứ thoải mái đi, tôi đi tắm cái đã, sau một ngày làm việc mệt mỏi, cả người Âu Dã Thanh Vũ nồng nặc mùi rượu, có chút mệt mỏi. Tôi sẽ ở ngoài cửa, có chuyện gì thì gọi tôi bất cứ lúc nào, Trần Đức gật đầu, nhìn Âu Dã Thanh Vũ bước vào phòng tắm. Cảm nhận được ánh mắt sau lưng, trong lòng Âu Dã Thanh Vũ cảm thấy rất kỳ quái. Từ nhỏ đến lớn, rất ít khi cô ta tiếp xúc với đàn ông, gia tộc có chuyện gì thì đều là Âu Dã phu ra ngoài tiếp đón, sau đó cô ta sẽ ở phía sau đưa ra quyết định. Bây giờ, một thanh niên khác giới đang ở cùng cô ta trong phòng. Mùi nước hoa quyến rũ bay khắp không khí, khiến cô ta có chút choáng váng quay cuồng, lúc ở quán ba đầu óc cô ta đã không ngừng nhấp nháy, dáng vẻ của Trần Đức vô cùng bá đạo, uy vũ và đẹp trai. Âu Dã Thanh Vũ hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan bóng dáng của Trần Đức, sau đó bước vào phòng tắm, cởi quần áo, làn da trắng như tuyết lộ rõ, nhẹ nhàng đi về phía bồn tắm có rải cánh hoa hồng. Ngoài cửa, Trần Đức vận hành âm dương kinh, bắt đầu tu luyện. Đồng thời nâng cao sự nhận biết đến cực điểm, đề phòng sự cố xảy ra bất cứ lúc nào. Khoảng 10 phút sau, Trần Đức mở mắt. Kỳ lạ, sao vẫn chưa ra ngoài? Bình thường mà nói, chỉ cần tắm vài phút là tắm xong, bây giờ đã 15-16 phút trôi qua, Âu Dã Thanh Vũ trong phòng tắm vẫn chưa đi ra. Lẽ nào, xảy ra chuyện rồi? Để đề phòng bất trắc, hai mắt Trần Đức nóng rực, nhãn thông mở ra, ánh mắt xuyên qua bức tường dày đặc. Giây tiếp theo, mặt anh cứng nở, có chút sửng sốt. Trong phòng tắm, không hề có chuyện gì xảy ra với Âu Dã Thanh Vũ. Nhưng, cảnh tượng đó thực sự quá ướt át rồi. Trong toàn bộ phòng tắm, sương mù trắng xóa bay lơ lửng tràn ngập trong không khí, tựa như tiên cảnh ở trần gian, dưới làn sương mù thấp thoáng một bóng dáng yêu kiều tựa vào trong bồn tắm. Thỉnh thoảng, dòng nước màu đỏ nhạt nhẹ nhàng dưới lên làn da trắng muốt, động tác dịu dàng, cẩn thận. Dưới sóng nước bồng bềnh cánh hoa hồng, mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi chân ngọc ngà thẳng tắp thon thả cùng với thân hình thanh tú lúc ẩn lúc hiện vì bị cánh hoa che khuất. Thoạt nhìn như một tiên nữ xuất hiện trong bồn tắm, đẹp không sao tả xiết, Âu Dã Thanh Vũ chính là tiên nữ trong cảnh tiên ấy,
thanh cao thoát tục, kiều diễm chấn động lòng người, dường như có thể đạp mây bay lên trời bất cứ lúc nào. Trần Đức Thu tầm nhìn lại, sắc mặt có hơi kinh ngạc, một là vì cảnh tượng đó, hai là vì Âu Dã Thanh Vũ đã ở trong bồn tắm quá lâu, khiến anh tưởng đã xảy ra chuyện gì rồi. May mắn thay, mọi chuyện đều ổn, lúc này anh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chuông điện thoại reo, là Hình Tông Đài gọi đến. Trần Đức vội vàng nghe máy, lão Hình, thế nào rồi? Hoàng gia, tôi bồn ba khắp Vân Bắc suốt một ngày, mọi chuyện cuối cùng cũng có kết quả rồi. Hình Tông Đài nói qua điện thoại, 5 giờ chiều mai, tôi đã tranh thủ sắp xếp được 30 phút cho cậu, có thể đi gặp Chu Hồng Diễu. Chương 787. Được, lão Hình, làm tốt lắm, Trần Đức rất vui mừng, cuối cùng cũng có thêm một manh mối khác liên quan đến thân thế. Hoàng gia, cậu đến Vân Bắc thì gọi điện thoại cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ đi đón cậu. Đến lúc đó tôi sẽ gọi cho ông. Hình Tông Đài không nói nhiều, Trần Đức cũng không nói gì thêm, hai người trò chuyện ngắn gọn rồi cúp điện thoại. Đúng lúc anh vừa cúp điện thoại, đèn trong toàn bộ căn phòng lập tức tối om. Đột nhiên, trái tim của Trần Đức như đông cứng lại, một điểm xấu bắt đầu dâng lên. Những khách sạn cao cấp như này tuyệt đối không bao giờ xảy ra tình trạng mất điện, tất cả đều có hệ thống điện dự phòng riêng, cho dù mất điện thì vẫn có thể hoạt động bình thường. Rõ ràng là xảy ra chuyện rồi. Gần như cùng lúc, có vài tiếng la hét thảm thiết vang lên bên ngoài cửa phòng, sau đó, rầm một tiếng, cánh cửa căn phòng bị đá văng ra cực kỳ thô bạo. Rầm, cánh cửa làm bằng thép bị một cước làm biến dạng, bay ra ngoài. Trong bóng tối, nhãn thông của Trần Đức mở ra, có thể nhìn thấy rõ ràng một bóng người mặc đồ phục vụ từ cửa xông vào. Đó là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, linh lực tỏa ra mạnh mẽ, ông ta đeo một cái kính đặc biệt có thể nhìn xuyên đêm. Trên tay cầm một con dao thép, không nói một lời, trực tiếp ra tay với Trần Đức. Không chút nương tay, cực kỳ tàn nhẫn. Bụp! Trần Đức giơ một cú đấm giáng thẳng về phía trước, một đấm đánh nát con dao thép rồi lao thẳng vào ngực đối phương, phá vỡ lục phủ ngũ tạng của ông ta. Sao, có thể, rõ ràng ông ta không ngờ thực lực của Trần Đức lại mạnh như vậy, sự kinh hoàng lướt qua trong nháy mắt, ông ta nói xong một câu thì lập tức ngã xuống đất cái rầm. Đồng thời lúc này, trong phòng tắm, dưới ánh sáng mờ ảo Âu Dã Thanh Vũ vội vàng từ trong bồn tắm nhảy lên như chuồn chuồn đạp nước, đứng dậy túm lấy khăn tắm quấn quanh người. Đúng lúc cô ta định đi ra ngoài thì cửa sổ trong phòng tắm đột nhiên mở toang, cùng lúc đó, hai viên đạn phóng thẳng vào phòng với tốc độ ánh sáng. Đoàng! Đoàng! Khuôn mặt xinh đẹp của Âu Dã Thanh Vũ trắng bệch, cô ta trốn trong góc, viên đạn làm vỡ một tấm gương và toàn bộ bồn rửa. Những mảnh kính thi nhau rơi xuống đất. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ, hai bóng người đi vào. Một trong số đó là một ông già ngoài 50 tuổi, ánh mắt hung ác nham hiểm, lóe lên sát ý cực kỳ đáng sợ. Âu Dã Thanh Vũ, cô luôn âm thầm khống chế gia tộc Âu Dã. Nếu cô chết, gia tộc Âu Dã nhất định sẽ không rơi vào tình trạng hỗn loạn nữa nhỉ, kha kha. Khi ông già nhìn thấy Âu Dã Thanh Vũ, hoàn toàn không có chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp ra tay. Người bên cạnh ông ta cũng như vậy, động tác sắc bén, chưa đầy một hơi thở đã đi đến trước mặt Âu Dã Thanh Vũ. Trần Bát Hoang, cứu tôi. Âu Dã Thanh Vũ kinh hãi, không ngờ đối phương lại to gan như vậy, dám trực tiếp xông vào khách sạn, cô ta có chút hoảng loạn hét lớn. Trần Bát Hoang, cô đang nói thằng nhóc ở bên ngoài đấy à? Bây giờ hắn có lẽ đã chết rồi, vẻ mặt ông già hung ác, vô cùng căm ghét Âu Dã Thanh Vũ. Gia tộc Âu Dã chọn một đứa danh con như cô làm gia chủ, dựa vào gì, cô thì có tài cán gì? Chết đi! Linh lực cuồn cuộn, ông già trực tiếp ra tay. Khoảng cách quá gần, Âu Dã Thanh Vũ hoàn toàn không tránh được, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Rầm! Bụp! Khoảnh khắc nhắm mắt lại, hai âm thanh khác nhau lần lượt vang lên, Âu Dã Thanh Vũ bất giác nhíu mày hét lên một tiếng, cuộn mình trong góc. Tuy nhiên, một lúc lâu sau, đòn tấn công trong tưởng tượng hình như không hề xảy ra. Âu Dã Thanh Vũ từ từ mở mắt, trước mặt là một bóng người quay lưng về phía cô ta, bóng lưng rất quen thuộc, cô ta vô thức gọi tên người vừa xuất hiện, Trần Bát Hoang. Cô ngoan ngoãn ngồi ở đây, hai lão già này giao cho tôi giải quyết. Chương 788. Âu Dã Thanh Vũ không cần phải làm loại chuyện này, độ nổi tiếng của cô ấy ở Hoa Hạ thực sự quá cao. Trên thực tế nói là ngôi sao tuyến một vẫn là một cách nói khiêm tốn, độ nổi tiếng, thực lực, sắc đẹp của cô đều ngang nhau,
lượng người hâm mộ theo dõi trên mạng xã hội đã đạt tới con số hơn 50 triệu lượt, có thể gọi là siêu minh tinh hạng A. Âu Dã Thanh Vũ rất có sức tương tác, mặc dù không đến gần người hâm mộ nhưng cô vẫn tay chào hỏi từ xa, những vệ sĩ cô mang theo luôn chú ý, thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác phòng trường hợp có người bất chợt lao tới. May mắn thay, trước mặt công chúng, địa điểm lại là sân bay, cho dù là người hâm mộ cũng tốt hay những kẻ đang ngấm ngầm muốn ám sát Âu Dã Thanh Vũ cũng vậy đều không xuất hiện, một hàng người an toàn lên xe của ban tổ chức concert rời khỏi sân bay. Anh Trần, thứ nổi danh nhất tại Vân Bắc là đá phỉ thúy thô, chỗ tôi có hai vé vào thành phố cực đá, anh có muốn cùng đi không? Sau khi dùng xong bữa trưa, Âu Dã Thanh Vũ hỏi Trần Đức. Cực đá, có thể tới đó xem, Trần Đức cười đáp. Những năm này anh cũng đã nghe nói tới Vân Bắc sản xuất rất nhiều đá phỉ thúy thô từ khắp các nơi trên Hoa Hạ gần như tới từ nơi đây. Bởi vậy, đá phỉ thúy thô là một điểm đặc trưng, cũng là một nét văn hóa ở đây, bất luận là nam hay nữ, già hay trẻ, hoặc ít hoặc nhiều đều từng tham gia qua cược đá. Trần Đức cũng muốn tới xem thử, một là muốn thử hiệu quả của mắt thấu thị với đá phỉ thúy thô, hai là thử vận may có thể gặp được linh thạch hay không, nếu có thể đụng phải linh thạch. Vậy anh liền kiếm được một khoản lớn rồi. Thành phố Âu Hoàng. Nơi đây là một trong những thành phố cược đá tương đối nổi danh tại Vân Bắc, mỗi tuần chỉ mở cửa một lần, người tới đây cược đá hoặc là nhân vật có máu mặt hoặc phải bỏ ra 50.000 tệ để mua vé vào cửa. Nói một cách đơn giản, nếu bạn không có tiền bạc hay địa vị thì đừng nghĩ đến việc tiến vào thành phố Âu Hoàng này. Âu Dã Thanh Vũ và Trần Đức cùng nhau xuống xe và đi bộ vào thành phố Âu Hoàng. Các tòa nhà ở khắp mọi nơi đều mang phong vị cổ xưa, hai bên đường phố có không ít các cửa hàng đá thô. Diện tích của thành phố Âu Hoàng không lớn, chỉ có hai con phố, một là phố đá thô, trước đây chủ yếu bán phỉ thúy, còn có một vài người bán đồ lưu niệm, sau này mới dần chuyển sang ngành cược đá. Wow, viên đá này không tệ đâu, Âu Dã Thanh Vũ thấy một viên đá phỉ thúy thô liền thốt lên kinh ngạc, còn mở miệng nữa, ông chủ, là băng chủng à? Con mắt của cô đây thật tinh tường, nhìn qua vết nứt này quả thực có dấu hiệu của băng chủng, tỷ lệ xuất hàng của đá phỉ thúy thô tại cửa tiệm chúng tôi cao tới 90% đó. Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên, thấy Âu Dã Thanh Vũ hứng kêu lên liền nhanh nhẹn tươi cười bước đến. Ồ, thì ra là cô Âu Dã, hân hạnh hân hạnh. Chủ tiệm nhận ra ngay Âu Dã Thanh Vũ, nhưng có thể tới đây du lịch hoặc mở cửa hàng thì thân phận bối cảnh đều không thể tầm thường, ông ta ngoại trừ kinh ngạc cũng không có quá nhiều kích động. Nếu cô Âu Dã muốn, hòn đá này sẽ giảm giá 20% cho cô, giá gốc là 100.000 tệ, bán cho cô 80.000, thế nào? Được, cảm. Thanh Vũ. Trần Đức kéo Âu Dã Thanh Vũ lại, vẫn là bỏ qua đi, hàng bên trong hòn đá này không tốt. Tuy Trần Đức không nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực cược đá này nhưng về cơ bản vẫn biết một chút, vị trí mở ra của viên đá này quả thực có chút giống như băng trùng, kỳ thật chất lượng của thủy phí bên trong lại vô cùng kém. Chương 789. Phỉ thúy bên trong viên đá giá 100.000 tệ này muốn bán ra 1.000 tệ cũng rất khó. Chàng trai trẻ, lời này của cậu nói ra cũng có chút võ đoán rồi, cược đá chính là đặt nặng ở một chữ, cược này, không ai biết chắc bên trong sẽ là thứ gì, cậu làm sao có thể vừa mở miệng liền nhận định hàng trong đó không tốt đây, ông chủ không hề vì câu nói vừa rồi của Trần Đức mà cáu giận, vẫn duy trì nụ cười hỏi vặn lại. Ông ta đã gặp rất nhiều người cược đá. Không ít người cho rằng bản thân đã hiểu rất rõ về đá thô, nhưng chỉ có bọn họ mới biết, thứ như cược đá căn bản không thể nói trước được điều gì. Nếu không cũng sẽ không có câu, một đường xẻ nghèo, một cắt sang giàu. Đúng đó, anh Trần, tôi cảm thấy bên trong hẳn là có phỉ thúy khá tốt, Âu Dã Thanh Vũ cũng tán thành với cách nói của chủ tiệm, cho dù là võ giả cũng không thể biết được biết trong là thứ gì đi. Tôi có thể nhìn xuyên thấu, tôi sẽ nói cho cô biết sao. Trần Đức cười nhạt, cô không tin có thể mua về thử xem. Được, 800.000 tệ đối với Âu Dã Thanh Vũ giống như hạt cát giữa sa mạc vậy, sau khi quẹt thẻ liền trực tiếp cùng ông chủ mở đá, rất nhanh từng lớp đá được cắt bỏ. Vậy mà thực sự là một viên phỉ thúy bình thường, Âu Dã Thanh Vũ thất vọng lắc đầu. Chủ tiệm đá thô cũng tỏ ra khá tiếc nuối cười mỉa, thực xin lỗi cô Âu Dã, cược đá chính là như vậy. Không sao. Âu Dã Thanh Vũ không quá đặt nặng 800.000 tệ này, cô chỉ là có chút thất vọng, còn thực sự bị anh nói mỏ đúng rồi, đi thôi, đi xem những nơi khác. Cược đá chính là một khoản tiêu phí khổng lồ,
không tới một giờ Âu Dã Thanh Vũ đã tiêu hết hơn 5 triệu tệ, trong số đó chỉ có một viên đá đáng giá tiền coi như hoàn vốn, trước mỗi lần cắt mở cô đều sẽ hỏi Trần Đức xem thứ bên trong là gì. Không ngoài dự đoán, mỗi lần như vậy Trần Đức đều có thể vô cùng chính xác nói ra tình hình bên trong. Vừa bắt đầu, Âu Dã Thanh Vũ còn tưởng rằng Trần Đức thực sự chỉ là đoán mò, cô cũng hào phóng trực tiếp tiêu tốn 5 triệu tệ để kiểm chứng lời nói của anh. Sau nhiều lần đôi mắt trong veo của cô đã tràn ngập kinh ngạc và sùng bái, anh Trần, anh cũng quá lợi hại rồi. Trò vặt vãnh thôi, Trần Đức mỉm cười. Sau khi dạo quanh một vòng lớn, Trần Đức cũng không tham gia cược đá, anh không thiếu tiền, cũng không có sở thích cá cược này, hoàn toàn là theo bên cạnh Âu Dã Thanh Vũ mua sắm. Anh Trần, phía trước chính là cửa tiệm đá thô lớn nhất trên con phố này, anh lợi hại như vậy, hay là cho tôi một vài chỉ dẫn đi. Âu Dã Thanh Vũ nhìn Trần Đức với ánh mắt chất chứa kỳ vọng, đôi mắt to tròn ngấn nước của cô còn phối hợp khẽ chớp chớp vài cái. Tỏ vẻ dễ thương. Đường đường là minh tinh hoa hạ lại tỏ vẻ dễ thương với Trần Đức. Âu Dã Thanh Vũ trước mắt này nào còn dáng vẻ lạnh nhạt như tiên nữ lúc họ vừa quen biết đây. Không lẽ đây mới là bản tính của cô? Phụ nữ ấy à, suy cho cùng là một loài động vật khó hiểu. Có thể, Trần Đức gật đầu đồng ý. Đối với anh mà nói nó chỉ là một cái liếc mắt mà thôi, cũng không phải chuyện tốn công gì. Âu Dã Thanh Vũ nhận được cái gật đầu từ anh liền hưng phấn dẫn Trần Đức tới tiệm cược đá, bên trong bày biện đủ các loại đá thô, có đá phỉ thúy thô mở miệng, có chưa mở miệng, rực rỡ muôn màu. Chương 790. Trong đại sảnh có rất nhiều người khoác trên mình những bộ cánh đến từ thương hiệu lớn đi tới đi lui quan sát, tìm kiếm viên đá mà bản thân muốn mua. Có không ít người trong đó nhận ra Âu Dã Thanh Vũ liền tiến đến chào hỏi, chụp ảnh. Tuy nhiên, những người này không giống những người hâm mộ bên ngoài truy đuổi không dứt kia, có thể đặt chân tới nơi đây, bất luận là nam hay nữ đều rất lý trí, họ cũng thường bắt gặp các minh tinh gì đó. Họ thậm chí cũng lười quan tâm đối với những ngôi sao bình thường khác. Cô Âu Dã, bỗng nhiên một giọng nói truyền tới, cách đó không xa. Một người đàn ông mặc quần yếm và đi giày da đang rảo bước đi về phía bên này, hắn ta nhìn khoảng 27-28 tuổi, bên cạnh còn có hai người nhắm mắt theo đuôi, có vẻ như là thuộc hạ. Cô Âu Dã, không ngờ cô cũng ở đây. Thái Khôn, nhìn thấy người đàn ông này, trong đôi mắt Âu Dã Thanh Vũ lóe lên vẻ khó chịu, nhưng vẫn lịch sự mỉm cười đáp, tour diễn sẽ được tổ chức ở bên này, nhân lúc buổi diễn còn chưa bắt đầu nên tới đây dạo chơi một chút. Không hổ là cô Âu Dã, những người khác đều cần phải tập dượt trước khi tổ chức concert, chỉ có cô Âu Dã mới có thể thong thả tùy ý như vậy, Thái Khôn nói với gương mặt ngập tràn hâm mộ. Cô Âu Dã, tôi là khách quen ở đây, cũng rất quen thuộc nơi này, cô có muốn tôi giới thiệu cho cô không? À, không cần đâu, Âu Dã Thanh Vũ dứt khoát từ chối, thứ nhất, thân phận và địa vị của Thái Khôn đều kém xa cô, thứ hai, cô thực sự không thích tiếp xúc với người này. Trong làng giải trí cũng vậy, cô ra mắt bằng thực lực của mình, còn Thái Khôn lại dựa vào khuôn mặt, sau lưng cũng thuê nhiều nhóm người để định hướng truyền thông lăng xê, thậm chí còn cho người mắng chửi bản thân trên các trang mạng xã hội, thuê người đóng vai gay gắt cùng Lương Thiện, phương thức PR cực kỳ phản cảm, Âu Dã Thanh Vũ trước nay vẫn luôn khinh bỉ cách làm này. Cô rất quyết đoán mà từ chối. Sự niềm nở ngỏ lời lại chỉ nhận được lời cự tuyệt khiến Thái Khôn có chút ngượng ngùng cùng tức giận. Ánh mắt hắn cũng tối tăm đi vài phần, được thôi, cô Âu Dã, hy vọng cô chơi thật vui vẻ. Âu Dã Thanh Vũ không mặn không nhạt đáp một tiếng liền lướt qua người hắn ta. Trần Đức đi phía sau vừa muốn bước qua. Ai ya, Thái Khôn bỗng nhiên hét lên một tiếng, nổi cơn thịnh nộ quát, anh đi đường kiểu gì thế, va vào quần áo của tôi rồi, anh có biết bộ trang phục này của tôi đáng giá bao nhiêu tiền không? Trần Đức liếc mắt nhìn hắn ta một cái. Thực sự không biết phải nói cái gì, cuối cùng lạnh nhạt đáp, anh là đồ đần à. Ở đây khắp nơi đều có lắp camera giám sát, lại có gan muốn chơi chiêu trò. Dứt lời anh căn bản lười nói chuyện cùng hắn, nhanh chóng lướt qua. Thái Khôn phẫn nộ tới đỏ bừng mặt, một chữ cũng không thể phun ra, quả thực hắn muốn ăn vạ tên thanh niên đi cùng Âu Dã Thanh Vũ này, nhưng thực sự đã sơ suất không để ý tới camera. Mẹ nó, tức đến dậm chân. Ha ha. Tiếng cười trong veo như dòng suối mát của Âu Dã Thanh Vũ vang lên, tên đó thật buồn cười. Đúng là có chút nực cười. Chương 791. Trần Đức lắc đầu, sau khi đi dạo một vòng quanh các cửa tiệm,
anh tiện tay kêu Âu Dã Thanh Vũ mua một vài viên đá, không có gì ngạc nhiên, mỗi một viên đá phỉ thúy thô đều là loại chất lượng cao nhất. Theo giá trị thị trường, cô không những không thua lỗ mà còn kiếm được hơn 10 triệu tệ, Âu Dã Thanh Vũ kinh ngạc tới cực điểm, đôi mắt trong trẻo cũng sáng rực, anh Trần, anh thực sự quá lợi hại rồi. Hửm, đột nhiên Trần Đức giật mình kinh ngạc, bởi anh nhìn thấy một khối đá màu đỏ, là linh thạch, nó được đặt trong một đống đá linh tinh trong cửa tiệm, hoàn toàn bị lu mờ giữa những viên đá phỉ thúy thô sặc sỡ khác. Nhưng, Trần Đức vẫn nhận ra nó trong nháy mắt. Linh thạch rất lớn. Nó lớn gấp 10 lần so với viên linh thạch cũng chỉ 1,5 đến 2kg tại buổi đấu giá ở thành phố Tần trước đó mà thôi. Mà viên linh thạch trước mắt này, ít nhất cũng khoảng 50kg, vuông vắn, được cắt gọt ngay ngắn, nó giống như một vật trang trí, nằm lọt thỏm giữa những khối phí thủy muôn hình vạn trạng. Chỉ là người đến kẻ đi nhiều như vậy lại không ai chú ý tới nó, trong mắt phần lớn mọi người chỉ có đá phỉ thúy thô. Trong phút chốc, trái tim Trần Đức như muốn nhảy ra ngoài. Anh thực sự rất kích động. Không ngờ lại gặp được linh thạch lớn như vậy. Phải biết rằng một mảnh nhỏ linh thạch 1,5 đến 2 kg trước đó đã có thể giúp anh đột phá cảnh giới luyện khí kỳ, mà viên trước mặt này lại phải nặng hơn 50 kg. Bình tĩnh, bình tĩnh. Vốn dĩ chỉ là đến xem, cùng Âu Dã Thanh Vũ dạo chơi một hồi, trong lòng anh cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, chẳng ngờ vận may lại tốt như vậy. Trần Đức cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh lại. Âu Dã Thanh Vũ ở bên cạnh nghe được câu ngâm nga nghi hoặc của Trần Đức còn tưởng rằng anh không nghe rõ lời mình nói bèn bổ sung, tôi nói anh thật lợi hại. Biết rồi. Trần Đức thờ ơ đáp, cố gắng giả vờ như đang đánh giá đá phỉ thúy thô rồi chậm rãi đến gần khối đá màu đỏ kia, linh thạch nặng hơn 50kg, anh vươn tay sờ sờ cảm nhận. Thực sự là linh thạch. Anh có thể cảm nhận rõ ràng nguồn linh lực dồi dào, phong phú bên trong. Ông chủ, viên đá này trông khá đẹp mắt, bán thế nào vậy? Trần Đức quay đầu nhìn về phía chủ tiệm mập mạp hói đầu đeo kính gọng vàng tầm 45 tuổi đang đứng cách đó không xa. Chàng trai trẻ, tôi cũng không lừa dối cậu, đó là đồ trang trí, không phải đá phỉ thúy thô, cậu vẫn nên tìm xem những viên khác đi thôi. Chủ tiệm niềm nở cười đáp, trông còn có vẻ khá thật thà phúc hậu. Chương 792. Chính vì cảm thấy đẹp mắt có thể mang về nhà chạm khắc thành một vật trang trí nên mới muốn mua, ông chủ, hay là cứ báo giá đi, Trần Đức biết không có việc kinh doanh nào là không thể làm được, chỉ có giá cả chưa đi đến thỏa thuận mà thôi. Chàng trai trẻ, giá thấp tôi không thiếu tiền, nhưng đắt cậu cũng sẽ không mua, chủ tiệm đáp, nếu cậu thực sự yêu thích, hay là mua thêm vài viên đá thô rồi tôi ghép chúng lại với nhau tặng cho cậu có được hay không? Được, ông chủ đủ thành ý. Anh Trần, anh mua cái này làm gì? Âu Dã Thanh Vũ tò mò hỏi, cô thực không hiểu được mạch suy nghĩ của Trần Đức, đặt một tài năng lớn như vậy để chạy tới mua một khối đá nát chứ không phải là cược đá. Có tác dụng. Trần Đức chỉ nhàn nhạt phun ra ba chữ này, sau đó anh chọn thêm ba viên đá có chất lượng tốt trong đó, trị giá hơn 1,5 triệu tệ, Âu Dã Thanh Vũ thấy vậy liền vội tranh cướp phần thanh toán. Không ngoài dự liệu những viên đá phỉ thúy thô mà anh lựa chọn lại một lần nữa thắng đậm, với 1,5 triệu tệ tiền vốn mua đá thô thì ba khối phỉ thúy, khai thác được trị giá tới 3 triệu tệ, đều là hàng chất lượng cực cao. Trời ơi, vận may của chàng trai này cũng quá tốt chăng? Đúng vậy, lợi hại. Chậc chậc, ngay cả chủ tiệm cũng dương mắt đờ đẫn, sửng sốt kêu lên, chàng trai, vận may không tệ nha, những viên phỉ thúy này đều bán lại cho tôi đi, cậu thấy thế nào? Được. Trần Đức mỉm cười gật đầu, cũng chính là nói, anh không chỉ không cần bỏ tiền mà còn kiếm được 1,5 triệu tệ, đồng thời khối linh thạch nặng hơn 50kg cũng thuộc về anh rồi. Ông chủ. Đúng lúc này, có 5 người đột nhiên từ ngoài cửa hàng hùng hổ xông vào, người đi đầu trực tiếp giẫm một chân lên linh thạch, nhà họ Thành chúng tôi muốn trưng dụng khối đá này rồi. Nhà họ Thành. Vừa nghe được cái tên này, dường như ánh mắt của tất cả mọi người trong cửa tiệm đều đổ dồn lên kẻ vừa tới. Đó là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, đầu đội nón phớt, một thân cơ bắp khá cường tráng, hai tay bắt chéo trước ngực, một chân ông ta đang đạp lên linh thạch, động tác vô cùng ngang ngược. Thành bá đạo. Sao ông ta lại tới đây? Vậy mà lại là Thành bá đạo. Sự xuất hiện của người này khiến nhóm khách giàu có xung quanh không khỏi xì xào bàn tán, nhà họ Thành là một gia tộc lánh đời, cho dù khiêm tốn, che giấu hành tung,
nhưng đã cắm rễ từ lâu tại Vân Bắc, với tư cách là gia tộc lánh đời lớn mạnh nhất tại đây, phàm là những người có chút của cải đều từng nghe qua danh. Huống hồ Thành bá đạo còn không hề khiêm tốn chút nào. Cháu trai của người đứng đầu nhà họ Thành Thành Cực An, người ngang tàng phách lối nhất toàn bộ nhà họ Thành chính là lão ta, giới nhà giàu đều biết lão ta có một ham thích đã ăn sâu vào xương máu, chính là phụ nữ. Chương 793. Chỉ cần là người phụ nữ lão ta nhìn chúng, lão đều sẽ độc đoán cướp đoạt, cho dù bạn trai, chồng của người ta ở ngay trước mặt lão cũng sẽ hung ác ra tay cướp lấy. Một năm trước, lão ta đã làm ra một việc làm rung chuyển toàn bộ giới nhà giàu. Có một người là vợ một nhà giàu sang vô cùng xinh đẹp quyến rũ, có thể nói là người đẹp nhất trong vòng tròn những phu nhân thượng lưu. Bức ảnh chụp người phụ nữ này đã bị Thành bá đạo nhìn thấy, lão ta ngay tại trận đuổi giết tới nhà phú quý đó, khiến người chồng phải đứng ngoài canh cửa cho mình còn bản thân thì vui sướng bên trong. Còn người đàn ông giàu có đó không dám làm bất cứ điều gì, nói gì để phản kháng, sau sự việc đó chỉ có thể nhục nhã rời khỏi Vân Bắc. Mà người phụ nữ kia tự nhiên cũng thành vật thuộc về Thành bá đạo. Biệt hiệu bá đạo của lão ta cũng là tích góp qua từng chuyện như vậy mà thành. Nếu ai khiến lão ta cảm thấy hơi không thuận mắt, vậy thì chỉ có một con đường, chết. Do đó ngoại trừ một số rất ít người, còn lại không ai dám làm trái ý lão ta. Chủ tiệm thấy người tới là Thành bá đạo sắc mặt lập tức tái trắng, vội vàng chạy tới nghênh đón, anh Thành, sao hôm nay ông lại rồng tới nhà tôm rồi? Là muốn khối đá này sao? Dù sao cũng chỉ là vật trang trí thôi, cầm lấy đi, tôi không cần. Chủ tiệm không phải là kẻ ngốc, ông ta chắc chắn 100% rằng viên đá đỏ này không phải là vật tầm thường, nếu không tuyệt đối sẽ không kinh động tới Thành bá đạo. Điều quan trọng nhất là Thành bá đạo không lấy danh nghĩa cá nhân mà dùng danh nghĩa của gia tộc để trưng dụng. Điều này khiến sự việc càng trở nên phức tạp hơn. Nhà họ Thành không phải là thứ ông ta có thể chọc tới. Cho dù là bảo vật thì đã thế nào, nên tặng thì vẫn phải tặng, đừng nói là một khối đá, cho dù Thành bá đạo muốn cả cửa tiệm này của ông ta cũng không dám hắng lấy một tiếng. Đối với những gì hứa hẹn sẽ tặng lại cho Trần Đức trước đó, ông ta đã sớm ném ra sau đầu, quên sạch sành sanh. Ha ha, ông chủ, đúng là biết điều mà, Thành bá đạo giống như vỗ nhẹ vào mặt chủ tiệm giống như vỗ một con chó. Chủ tiệm cúi đầu khom lưng. Cực kỳ ngoan ngoãn thuận theo, là việc nên làm mà thôi, chúng tôi đều nhận được sự che chở của nhà họ Thành, khối đá này cũng không được tính là gì. Trần Đức, người ở một bên đang chuẩn bị tới lấy linh thạch, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Mắt thấy miếng ăn đã dâng tận miệng miệng còn bay đi mất, đổi lại là người khác, ai cũng sẽ không vui vẻ gì. Anh Trần, đừng, Âu Dã Thanh Vũ thấy ánh mắt không tốt của Trần Đức liền lo âu nói. Đừng tới đó, đó là nhà họ Thành, chúng ta. Không chọc tới nổi. Không sao. Nhà họ Thành. Là thứ gì? Đến Thành Kỳ Văn anh cũng đã giết, anh còn dễ ý tới một tên Thành bá đạo này sao? Vì khối linh thạch kia, đừng nói là một Thành bá đạo, cho dù là Thành Kỳ Văn tài giỏi ngạo nghễ kia đến đây cũng như cũ không có tác dụng. Ông chủ, Trần Đức tiến lên một bước, không phải vừa rồi ông đã đem khối đá đó tặng cho tôi rồi sao? Nói đúng ra. Bây giờ nó đã là của tôi, ông không có quyền định đoạt nữa. Trời ạ! Trần Đức vừa bước ra, những người xung quanh đều trợn mắt há mồm. Chương 794. Mặc dù diện tích cửa hàng lớn nhưng bởi Trần Đức liên tiếp mở ra 3 viên phỉ thúy trị giá 3 triệu tệ nên hầu hết mọi người đều để mắt đến anh, cũng biết được khối đá này anh thực sự đã được chủ tiệm tặng lại. Thế nhưng, không ai nghĩ rằng anh sẽ dám đứng ra. Đó thế nhưng là nhà họ Thành. Là Thành bá đạo. Không lẽ anh ta không biết sao? Chủ tiệm đứng ở bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc, biểu cảm cũng trở nên cứng ngắc đờ đẫn. Ông ta vốn còn tưởng rằng Trần Đức sẽ không dám đứng ra nói chuyện, chẳng qua đợi Thành bá đạo rời sẽ bồi thường một chút cho anh. Không ngờ đối phương lại trực tiếp đứng ra, ngăn cản ông ta tặng khối đá này. Ông chủ, làm kinh doanh phải đề cao chữ tín, đã nói là tặng cho tôi thì phải tặng cho tôi, ông nói xem có đúng không? Không đợi chủ tiệm mập trả lời, Trần Đức đã truy hỏi. Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người anh. Người thanh niên này không cần mạng nữa sao? Sao lại dám giành giật đồ với Thành bá đạo thế? Tôi hối hận rồi, chủ tiệm mập cắn răng nghiến lợi đáp, thứ này vốn là của tôi, bây giờ tôi không tặng nó cho cậu nữa, cậu không xứng với khối đá này, tôi muốn tặng lại nó cho anh Thành đây,
tặng lại cho nhà họ Thành. Đôi mắt nhỏ của ông ta chớp động, sự hòa nhã vui tươi trước kia cũng theo đó biến mất vô tâm, so với anh Thành, cậu được tính là cái thá gì, thứ ông ấy muốn cậu cũng muốn nhúng chàm. Trần Đức bật cười. Thực sự là quá chân thật rồi. Thứ vốn định tặng cho anh hiện tại lại biến thành anh không xứng đáng để sở hữu, không thể tranh giành quyền lợi. Thật hài hước. Sau thời gian vài nhịp thở, Trần Đức mới mở lời, tôi nói lại một lần nữa, vừa rồi ông đã tặng nó lại cho tôi, tiền tôi cũng đã thanh toán, do đó. Hiện tại nó đã thuộc về tôi, ông không có quyền xử trí nữa, tôi không phải là đang thương lượng với ông mà là thông báo cho ông biết. Ông hẳn là hiểu cái gì được gọi là thông báo chứ. Trần Đức bình tĩnh nói đạo lý, nhưng cũng không hề khách sáo. Anh không thể bỏ qua khối linh thạch này, càng không thể chắp tay dâng tặng cho người khác. Trong chớp mắt hầu như ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào anh, tất cả đều nhao nhao cảm thán sự can đảm, cuồng vọng, vô tri của anh. Trước mặt Thành bá đạo phát ngôn ra những câu này không phải là đang tuyên bố đánh vào mặt lão ta sao? Không nể mặt Thành bá đạo còn có thể sống đến ngày mai sao? Ánh mắt của chủ tiệm béo đã vặn vẹo xen lẫn bổn chồn đến cực điểm, ông ta lo sợ Thành bá đạo bên cạnh sẽ mất kiên nhẫn mà giết chết bản thân, cậu. Ông chủ, kinh doanh quả thực phải giữ uy tín, chủ tiệm đang định nói gì đó thì đột nhiên, Thành bá đạo đã ngắt lời ông ta với giọng điệu bấn cợt, nếu đã tặng cho cậu ta rồi thì tất nhiên đồ là của cậu ta, ông nói có đúng không? Chương 795. Đúng, không đúng, hay là, trong lòng chủ tiệm vô cùng thấp thỏm. Nội tâm dãy dụa hoảng loạn, nghiến răng đáp, anh Thành, đúng hay không ông nói mới tính, ông nói đúng thì là đúng, nói không đúng chính là không đúng. Ha ha, không sai. Thành bá đạo nghe được lời này thì vô cùng sảng khoái, lão ta chính là thích dáng vẻ người khác sợ hãi và khuất phục mình như vậy, doanh nhân phải chú trọng tới uy tín, đã nói là tặng cho người ta thì phải tặng cho người ta, có biết không? Anh Thành dạy dỗ phải. Anh Thành dạy dỗ chí phải, chủ tiệm béo vội vàng gật đầu. Mặc dù Thành bá đạo nói như vậy nhưng chân của ông ta vẫn đạp lên trên linh thạch, sau khi nói với chủ tiệm xong, mới đánh mắt nhìn sang khuôn mặt của Trần Đức. Nếu nó đã là của cậu, vậy thì, nhà họ Thành chúng tôi, cần có khối đá này của cậu. Thành bá đạo kiêu ngạo giơ tay chỉ vào Âu Dã Thanh Vũ, tiếp tục nói, đồng thời, Thành bá đạo tôi còn muốn người phụ nữ kia. Bây giờ tôi phải lấy khối đá này và cô ta, cậu. Đồng ý, hay là không đồng ý đây? Trên thực tế Thành bá đạo đã sớm chú ý tới Trần Đức. Tuy nhiên lão ta không hề nhận ra anh, cái chết của Thành Kỳ Văn trước mắt vẫn còn được giữ kín và không nhiều người biết đến, mà toàn bộ nhà họ Thành, người biết được Thành Kỳ Văn chết trong tay Trần Đức cũng chỉ có hai người là Thành Cực An và Thành Kỳ Võ. Lão ta để ý đến Trần Đức chỉ vì một lý do. Âu Dã Thanh Vũ. Âu Dã Thanh Vũ thực sự quá xinh đẹp, cô nổi bật giống như đom đóm trong đêm đen, thật khó khiến người khác không chú ý tới. Hơn nữa, Thành bá đạo còn có một đôi mắt dò tìm người đẹp, chỉ cần là phụ nữ đẹp đều rất khó thoát khỏi tầm mắt của lão ta, vừa đặt chân vào cửa tiệm, Âu Dã Thanh Vũ đã lọt vào mắt lão. Âu Dã Thanh Vũ là minh tinh, nhưng lão không nhận ra, là thành viên của một gia tộc lánh đời. Phần lớn minh tinh đều là món đồ chơi mà nhà sang quý vứt bỏ, lão ta căn bản không thèm theo dõi, tìm hiểu hay nắm bắt. Bởi vậy số lượng ngôi sao lão ta biết đến không nhiều. Chỉ có một vài người. Hầu hết đều là nam giới. Lão chỉ nghĩ rằng, Âu Dã Thanh Vũ là bạn gái của Trần Đức, chung quy hai người họ cũng đứng rất gần nhau, vị trí đó giống như các cặp đôi bình thường. Mà lão ta không chỉ mê thích phụ nữ mà còn đặc biệt yêu thích bạn gái, vợ của người khác. Đây là sở thích, hoặc là nói đam mê đặc biệt của lão ta. Lão vốn là muốn gây rắc rối với Trần Đức, không ngờ anh lại chủ động nhảy ra, đây không phải là giống như một con hổ đang rình rập muốn ăn thịt thỏ con, nhưng thỏ con lại chủ động nhảy vào trong miệng hổ sao? Tôi hỏi cậu, cậu đồng ý hay là không đồng ý đây? Thành bá đạo một lần nữa mở miệng hỏi, âm lượng càng lớn, càng vang vọng hơn trước đó. Cũng giống như cái tên, vẻ mặt lão ta hống hách và độc đoán. Hai tay vẫn khoanh trước ngực toát lên nét khinh thường, như đã ăn chắc Trần Đức vậy. Xung quanh, không ai dám nói chuyện. Chương 796. Họ biết Trần Bát Hoang sẽ phải nhận cái kết thê thảm. Âu Dã Thanh Vũ đi theo anh cũng không thoát nổi kiếp nạn này. Chỉ sợ là không thoát khỏi bàn tay quỷ dữ của Thành bá đạo. Nhiều người tiếc hận,
thực đáng tiếc là một người đẹp nữa phải chịu số phận bi thảm. Trong đám người có cả Thái Khôn, khi chứng kiến một màn này hắn quả thực thoải mái không thôi, giống như hắn ta mới chính là Thành Bá Đạo, biểu cảm khoan khoái, chỉ hận không thể nhân cơ hội này nhảy ra đạp cho Trần Đức hai cước. Sắc mặt Âu Dã Thanh Vũ đã có chút tái nhợt, cô nhanh chóng rút ra điện thoại định tìm người giúp đỡ, cô vẫn quen biết với một vài nhân vật lớn tại Vân Bắc này, ít nhất có thể đảm bảo Trần Đức và bản thân có thể tiếp tục sống sót trước sức ép của nhà họ Thành. Đem cái chân thối của ông lấy xuống. Tuy nhiên, khi cô mò được điện thoại, một giọng nói bất ngờ vang lên. Giọng nói này không phải của ai khác, chính là Trần Đức. Anh không trả lời câu hỏi của Thành Bá Đạo mà đưa mắt nhìn xuống chân của lão ta, trong mắt là một mảnh rét lạnh. Nhưng lời nói của anh rất bình tĩnh phẳng lặng, nghe không ra chút cảm xúc nào. Ôi trời, cậu ta muốn chết sao, chủ tiệm béo hãi hùng khiếp vía, nội tâm ông ta đang điên cuồng gào thét, khoảng cách giữa ông ta và Thành Bá Đạo thực sự quá gần, lo sợ Thành Bá Đạo sẽ vung tới một bạt tai tát chết ông ta mất. Vì quá căng thẳng hai chân ông ta run cầm cập va vào nhau, cảm giác gần như sắp đứng không vững nổi nữa. Trời ơi, anh ta điên rồi sao, lại dám nói chuyện với Thành Bá Đạo như vậy. Đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết mà. Xong rồi, anh ta chết chắc rồi. Trông còn khá đẹp trai, sao lại không biết sống chết như vậy. Ở phía xa, tình huống bên này đã thu hút sự chú ý của không ít người đi đường, tiếng xôn xao bàn tán không ngừng vang lên, nhưng ánh mắt mang theo thương tiếc. Cười trên nỗi đau của người khác hay xem kịch hay đều có đủ. Sau khi lời nói của Trần Đức vang lên, Thành Bá Đạo cũng ngơ ngẩn cả người, tại vòm trời Vân Bắc này vậy mà còn có người dám nói chuyện với lão ta như vậy. Lão ta thực sự kinh ngạc. Là bội phục sự bạo dạn và vô tri của tên nhóc này. Ha, ha ha ha, Thành Bá Đạo u ám phá lên cười hai tiếng rồi gần giọng nói, cậu vừa nói cái gì tôi không nghe rõ, nói lại một lần nữa thử xem. Trần Đức nhìn chòng chọc lão, 10 giây, chỉ cho ông 10 giây. 10 giây, ha ha, có nghe thấy không, cậu ta nói cho tôi 10 giây, Thành Bá Đạo cười cợt, giống như là đã bị chọc giận, lại giống như thực sự cảm thấy nực cười. Lão ngoảnh đầu nhìn bốn tên thuộc hạ bên cạnh, Thành Bá Đạo này cũng đã sống 40 năm nay, đây vẫn là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với tôi như vậy. Chậc chậc, cậu nhìn ánh mắt kia của cậu ta xem, hung dữ, tàn nhẫn quá đi mà. Nồng đậm sát khí, thật là đáng sợ mà. Chương 797. Thành Bá Đạo vừa nói vừa vén lên tay áo, nhìn vào chiếc đồng hồ hàng hiệu trên cổ tay mà nói, chỉ dựa vào cậu. Một tên rác rưởi còn dám ra lệnh cho tôi. Cậu là cái thá gì? Đến đây đi, tôi giúp cậu đếm ngược, thời gian mà vừa tới, nếu không dám ra tay, cậu chính là cháu trai của tôi. 5, 4, 3, 2, 1. Nhóc con, mày. Thành Bá Đạo đang định nói gì sau khi đếm ngược thì thoáng chốc một vệt sáng chợt lóe lên, ngay sau đó, lời nói kiêu ngạo vẫn còn dang dở của ông ta bỗng dừng lại. Cùng lúc đó, cái chân ông ta gác trên linh thạch cũng gãy ngang đầu gối. Nửa cái chân kia tách ra khỏi cơ thể, rồi từ trên linh thạch rớt xuống đất. Phút chốc, vẻ mặt ngông cuồng của Thành Bá Đạo chợt cứng lại, sau đó bỗng trở nên dữ tợn, đau đớn, toát mồ hôi lạnh. Giây tiếp theo, á, một tiếng hét thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên, Thành Bá Đạo không đứng vững ngồi bệt xuống đất, ôm chặt lấy cái chân bị đứt, đau đến nỗi lăn tới lăn lui trên mặt đất. Im như chết, xung quanh bỗng chìm trong tĩnh lặng, cả trai lẫn gái đều trợn tròn mắt, không thốt nên lời. Tên kia, bị điên rồi à, thế mà lại dám ra tay với Thành Bá Đạo, với nhà họ Thành thật luôn. Phải can đảm và khùng điên đến mức nào mới dám làm ra chuyện như thế cơ chứ? Ông chủ mập mạp kia đang căng thẳng thì bỗng xảy ra cảnh tượng ấy. Ông ta lập tức sợ tới mức run bắn người. Sau đó, trực tiếp ngã xuống đất, ngất xỉu. Âu Dã Thanh Vũ bụng miệng, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, ngay cả cô ta cũng không ngờ Trần Đức lại dám ra tay. Dù sao, Thành Bá Đạo cũng là người nhà họ Thành. Một gia tộc đứng đầu ở Vân Bắc. Theo cô ta, mở buổi biểu diễn ở Vân Bắc mà lại đắc tội gia tộc đứng đầu nơi đây thì quả thật không phải lựa chọn sáng suốt. Quan trọng nhất là, đắc tội nhà họ Thành là sẽ chết người. Sao lại xúc động như vậy chứ? Đôi lông mày xinh đẹp của Âu Dã Thanh Vũ nhíu lại, vẻ mặt hơi khó coi, nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ, sảng khoái như là hả dạ. Giết nó cho tao, Thành Bá Đạo gào lên, ông ta thật sự không nghĩ rằng Trần Đức sẽ ra tay.
Hơn nữa, ông ta rõ ràng nhìn thấy thứ đối phương chém tới là một luồng khí kình. Điều đó cho thấy anh cũng là một võ giả. Võ giả thì sao, cũng phải bị giết thôi. Thành Bá Đạo giống lên, thực tế, không cần ông ta giống thì sau khi bốn người đi theo hoàn hồn lại cũng đã ra tay. Bọn họ bao vây Trần Đức, quyết tâm giết chết anh, giơ nắm đấm, chân, vuốt, trưởng kéo theo từng luồng linh khí dữ dội đập về phía Trần Đức. Chẳng có gì để nói nữa, Trần Đức cũng ra tay. Bốn người kia phối hợp cũng không ăn ý nên anh có thể bình tĩnh né tránh một cách dễ dàng. Cùng lúc đó, chỉ sau vài chiêu, họ đều bị thương nặng và bay ngược ra ngoài. Bọn họ quá yếu, mạnh nhất cũng là luyện khí đỉnh phong thôi. Đối phó người thường còn được, chứ với Trần Đức thì dù là bốn người cùng lên cũng chẳng ăn ai. Trần Đức chỉ mất chưa đến 10 giây để giải quyết họ. Sự chênh lệch giữa luyện khí kỳ và thông mạch kỳ, đặc biệt là một thông mạch trung kỳ như Trần Đức thật sự rất lớn. Cùng là quyền đối quyền, nhưng đối phương lại đứt gân, gãy xương, máu me nhảy nhụa. Chương 798. Người xung quanh đều xem ngây người, đặc biệt là Thái Khôn trong đám đông. Hắn ta nhìn mà hết hồn hết vía, mồ hôi lạnh tuôn như mưa. May mà ban nãy có camera nên hắn ta không đụng vào tên nhóc đó thật, không thì sẽ có hậu quả thế nào đây? Thái Khôn thật sự không dám tưởng tượng. Một tên điên ngay cả Thành Bá Đạo cũng dám chọc thì sẽ sợ hắn ta chắc. Thái Khôn run rẩy, lặng lẽ rời khỏi thành phố Âu Hoàng, rồi bỏ chạy mất dép. Hắn ta thật sự sợ, thậm chí còn không dám liếc nhìn Trần Đức lấy một cái. Vài giây sau, Trần Đức đi về phía Thành Bá Đạo. Giờ đây, tâm trạng của Thành Bá Đạo cực kỳ phức tạp. Ông ta vừa đau, vừa kinh ngạc, lo lắng, hoảng sợ. Tên điên. Ông ta có thể khẳng định thanh niên trước mặt chính là một kẻ điên không coi nhà họ Thành và Thành Bá Đạo ông ta là cái đinh gì cả. Đối mặt với Trần Đức đang bước về phía mình, ông ta dùng một chân không ngừng lết ra sau. Nhưng mà, tốc độ lại quá chậm. Thoáng chốc, Trần Đức đã bước tới trước mặt Thành Bá Đạo. Anh giơ chân lên, không chút do dự dẫm lên ngực ông ta, tôi ra lệnh rồi đánh ông đấy, ông có thể làm gì nào? Ở trong mắt tôi, ông hẳn là phải sợ hãi. Thành Bá Đạo run rẩy, cái mũ trên đầu đã rớt lộ ra ông ta là một tên đầu trọc, còn bị bệnh vảy nến. Trước câu trả lời của Trần Đức, ông ta lại chẳng dám hó hé hay nói chuyện, gì mà bá đạo. Giờ phút này, ông ta đã hoàn toàn không còn vẻ bá đạo nào nữa. Mà chỉ còn lại sợ hãi và sợ hãi. Mày, rốt cuộc là ai? Thành Bá Đạo ngước nhìn Trần Đức, trong lòng tràn ngập kiêng kỵ, khó thở hỏi. Tôi tên là Trần Bát Hoang, sao? Hỏi thân phận của tôi định trả thù hả? Trần Đức cười, nụ cười vừa có chút đáng sợ lại hơi ngông cuồng. Trần Bát Hoang. Thành Bá Đạo lục lọi cái tên này trong đầu, nhưng lại chẳng nghe thấy bao giờ, cũng không có nghe nói nhà họ Trần nào. Mà các tỷ phú xung quanh cũng chưa từng nghe thấy tên này. Trần Bát Hoang, mày muốn sao? Thành Bá Đạo run rẩy, lắp bắp, dè dặt nói, nếu mày giết tao. Nhà họ Thành sẽ không bỏ qua cho mày. Nhà họ Thành hừ. Trần Đức như đang suy nghĩ cái gì đó, chẳng mấy chốc, anh đã nhấc chân lên. Thành Bá Đạo tưởng sự đe dọa đến từ nhà họ Thành đã có tác dụng, vội bổ sung, đúng vậy, chính là nhà họ Thành. Tao là cháu ruột của Thành Cực An, nếu mày giết tao, ông ấy sẽ tức giận đấy. Rồi, ông lại đây, Trần Đức đi đến trước linh thạch, vẫy tay với Thành Bá Đạo như đang gọi một con chó. Mày, làm gì? Thành Bá Đạo tò mò, khó hiểu, cố nén cơn đau trên đùi hỏi. Rửa sạch cục đá này cho tôi. Trần Đức chỉ vào dấu chân và vết máu trên linh thạch nói, mau lên, thời gian của tôi có hạn thôi. Chương 799. Cái gì, Thành Bá Đạo không ngờ Trần Đức lại bảo mình làm việc này. Một việc mà ông ta rất khó chấp nhận nổi. Ông Thành, ông, đừng nhúc nhích, tôi, để tôi làm cho, một tên tôi tớ đang bị thương của Thành Bá Đạo ở bên cạnh vì muốn lấy lòng ông ta nên chủ động bước tới nói. Thế nhưng... Gã vừa đi được vài bước thì Trần Đức đã giơ chân đạp vỡ tim gan phèo phổi gã, nghiền ngẫm nhìn về phía ba người còn lại, còn ai muốn giúp vị Thành Bá Đạo này nữa không? Ánh mắt anh vừa lia đến, ba người kia đồng loạt lùi lại, rồi lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Thành Bá Đạo trợn to mắt, có vẻ sự đe dọa của nhà họ Thành cũng chẳng có tác dụng nào. Ban đầu, ông ta còn bướng bỉnh, giãy giụa một chút. Nhưng giờ, nào còn dám chứ?
tôi lau, Thành Bá Đạo xé một miếng vải trên người xuống, đi về phía linh thạch, cẩn thận lau chùi, không để sót dù chỉ một hạt bụi. Mọi người xung quanh đều sợ ngây người. Có ai thấy Thành Bá Đạo như vậy chưa? Chưa ai cả. Cả Vân Bắc này, ai dám bảo Thành Bá Đạo làm thế? Cũng không có ai dám hết. Dù là người trong mấy gia tộc lánh đời kia, chắc cũng chẳng dám bảo Thành Bá Đạo lui chùi, rửa ráy như một bề tôi như vậy ấy chứ. Âu Dã Thành Vũ bước đến trước mặt Trần Đức, nhỏ giọng nói, anh Trần, chúng ta đi mau đi. Nếu không thì lát nữa người nhà họ Thành sẽ đến đây đó. Là một thành viên trong gia tộc lánh đời, Âu Dã Thành Vũ biết rõ sự đáng sợ của nhà họ Thành. Đừng thấy giờ nơi này tạm thời không có người nhà họ Thành, nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, chắc chắn mọi chuyện xảy ra ở đây sẽ rơi vào tai Thành Cực An. Một khi người nhà họ Thành đến thì chắc chắn sẽ thành chuyện lớn. Với thực lực bây giờ của Trần Bát Hoang thì chống lại nhà họ Thành sẽ chẳng có kết quả tốt lành gì. Ừ, đúng là cần phải đi. Sau khi linh thạch được rửa sạch thì chỉ còn một tiếng, 5 giờ chiều nay, anh đã hẹn với Hình Tông Đài đến nhà tù Vân Bắc một chuyến. Đây là chuyện lớn, không thể bỏ qua được. 50kg linh thạch với người thường thì rất nặng, nhưng với Trần Đức lại là chuyện nhỏ. Anh có thể xách nó một cách dễ dàng. Sau đó, Trần Đức giơ chân đá một phát. Bốp! Thành Bá Đạo bay ngược ra xa, đập vào trong đống đá phỉ thúy thô, chết ngay tại chỗ. Tiếp theo, anh xoay người liếc ba người còn sống. Ba người các người về nói cho nhà họ Thành, bảo Thành Cực An, người là tôi giết, nhớ kỹ, tôi tên là Trần Bát Hoang. Anh nhàn nhạt nói xong câu đó bèn không quay đầu lại rời đi. Âu Dã Thành Vũ sững sờ ở tại chỗ, gương mặt xinh đẹp đỏ rực, ngơ ngác, con người mờ mịt, lộ ra vẻ khó tin. Anh ta, thật sự không sợ nhà họ Thành ư? Chương 800. Âu Dã Thành Vũ ngẩn người một lát bèn đuổi theo. Thành Bá Đạo đã chết, mắt thường có thể thấy được, ngực ông ta bị lõm xuống một mảng lớn, đầu gục xuống, nằm im không nhúc nhích. Dưới người chảy đầy máu tươi, nhuộm đỏ đống đá phỉ thúy thô và sàn nhà. Thành Bá Đạo thật sự đã chết. Đám đông vây xem hoàn toàn dại ra, Trần Đức đã đi một lúc lâu, nhưng cả cửa hàng vẫn chìm trong im lặng. Ngay sau đó, một người phụ nữ bỗng hét lên. Tiếng hét chói tai ấy lập tức phá hủy sự yên tĩnh, thoáng chốc, cả cửa hàng lập tức bùng nổ. Kế tiếp là cả con phố phỉ thúy thô, rồi thành phố Âu Hoàng cũng bùng nổ. Thành Bá Đạo chết ở đây, có người vui vẻ, có người sợ hãi không yên. Ba từ Trần Bát Hoang như một cơn lốc xoáy thổi đến tai các tỷ phú ở Vân Bắc. Bọn họ quả thật không thể tin được lại có người dám ra tay với người của nhà họ Thành ở ngay Vân Bắc. Soảng! Tại nhà họ Thành, Thành Cực An ngồi trong phòng, một cái chén ngọc bị ông ta bóp nát, gương mặt già nua run rẩy nói, Trần Bát Hoang, hay cho một tên Trần Bát Hoang. Mày khinh người quá đáng. Ngực ông ta phập phồng, mãi một lúc lâu sau mới dần dần bình tĩnh lại, rồi nói với người đang quỳ trước mặt mình, thừa dịp chuyện này còn chưa lên men, cậu hãy đi phong tỏa tin tức lại, đừng để nó lan rộng ra. Ba người còn sống đi theo bên cạnh Thành Bá Đạo vào lúc sáng cũng giết luôn đi. Cái này, người đàn ông quỳ một gối trước mặt ông ta kinh ngạc hỏi, thưa gia chủ, tại sao? Thành Cực An nhìn chằm chằm vào người đàn ông, không có trả lời gã mà mỉa mai ngược lại, bao giờ thì cậu học được cái thói hỏi tại sao thế? Vâng, tôi sai rồi ạ, người đàn ông lập tức cúi đầu đáp, tôi đi làm ngay đây ạ. Đợi đã, Thành Cực An ngăn gã lại nói, thực ra, nói cho cậu biết cũng không sao. Nửa tháng nay, Lục Phong đều ở Vân Bắc. Thành Bá Đạo được tôi cử đi làm việc giúp Lục Phong. Nếu bị Lục Phong biết chút chuyện ấy cũng không làm xong thì ông ta sẽ nhìn tôi, nhìn họ Thành chúng ta thế nào. Đến lúc đó, sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Đi đi, Thành Cực An phất tay nói. Người đàn ông cũng không nói gì thêm, yên lặng rời đi. Thành Cực An là gia chủ nên hiểu được một đạo lý, có một số người cảnh cáo thì dễ, nhưng nên giải thích thì phải giải thích. Nếu không thì chuyện giết người trong nhà như này sẽ khiến người khác thất vọng. Một khi cấp dưới thất vọng thì ông ta và nhà họ Thành sẽ lục đục với nhau rồi dẫn đến suy bại của cả gia tộc. Phải hiểu là nước có thể đưa đò đi, nhưng cũng có thể làm lật đò. Anh không sợ nhà họ Thành thật à, khi ngồi trên xe về khách sạn, Âu Dã Thành Vũ hỏi, hơn nữa, cục đá kia cũng quan trọng lắm hả? Chương 801. Tôi chưa bao giờ sợ ai. Chỉ làm việc theo con tim thôi,
Trần Đức đáp, cục đá đó đúng là rất quan trọng. Thôi được rồi. Âu Dã Thanh Vũ im lặng, không nói thêm gì nữa. Xong, cô ta cũng không về khách sạn, mà là đi đến một căn biệt thự mà mình bí mật mua. Cô ta lo nhà họ Thành sẽ tìm tới cửa nên không thể không phòng. Cùng lúc đó, Âu Dã Thanh Vũ cũng báo cho người đại diện mình hơi mệt nên muốn hủy buổi biểu diễn. Người mua vé vào cửa sẽ được trả lại số tiền gấp đôi giá vé và cũng bồi thường cho ban tổ chức. Buổi biểu diễn bị hủy bỏ, cô ta chẳng những không kiếm được tiền, còn lỗ hơn 30 triệu tệ. Có điều, chút tiền ấy cũng chẳng nhằm nhò gì với Âu Dã Thanh Vũ. Các fan đều hỏi han Âu Dã Thanh Vũ bị làm sao, hy vọng cô ta có thể chăm lo cho bản thân và những người quan tâm đến mình. Vừa đến nhà, Trần Đức đã nhận được điện thoại của Trương Thiên Dương. Cậu Trần, tôi đã điều tra được một chuyện về cục đá màu đỏ kia. Sau khi nó bị đào ra thì đã bị đưa về các địa phương ở Vân Bắc. Mấy ngày nay, không biết sao nhà họ Thành lại điên cuồng thu gom nó. Số lượng thì có khoảng hơn 500 kg. Cái gì, Trần Đức kinh ngạc, từ khi ra tù tới nay, đây là lần đầu tiên anh kinh ngạc như thế. 500 kg linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy, nếu có được nó thì anh sẽ đạt tới cảnh giới nào chứ? Thưa cậu, nhà họ Thành đã nhúng tay vào chuyện này, nên với thực lực của tôi, thật sự là, Trương Thiên Dương thở dài, không cam lòng nói, thật sự là hơi khó khăn, khó mà điều tra tiếp hay thu gom chúng. Giờ tôi đang ở Vân Bắc, cậu có căn dặn gì không ạ? Tạm thời thì không, ông về thành phố Tần đi, chuyện ở đây, cứ giao cho tôi. Cậu Trần, cậu đã ở Vân Bắc rồi à? Ừ, ông trở về chăm sóc Tử Hàm cho tốt là được. Vâng, cậu cứ yên tâm đi. Trần Đức cúp điện thoại xong bèn suy nghĩ, nhà họ Thành đang thu gom linh thạch ư? Tại sao? Lẽ nào nhà họ Thành đã biết tác dụng của linh thạch? Trông dáng vẻ của Thành bá đạo thì có vẻ, cũng không biết mới đúng. Không thì ông ta cũng chẳng dùng chân đạp lên nó. Hơn nữa, trước mắt với những tin tức mà anh có được, e rằng cả Hoa Hạ, thậm chí là nước ngoài thì ngoài anh ra rất có khả năng là chẳng ai biết cách hấp thu linh thạch hết. Xem ra, trước mắt chỉ có một số ít người nhà họ Thành biết linh thạch, bọn phía dưới cũng không biết, Trần Đức ngẫm nghĩ một lát cũng đoán được sơ sơ. Anh Trần, anh bảo tôi chuẩn bị xe đã tới rồi, Âu Dã Thanh Vũ đứng ở lầu 2 biệt thự khẽ nói. Được rồi, nửa tiếng sau tôi sẽ về. Trần Đức vừa ra khỏi biệt thự thì không khỏi dừng lại, Hồng Y. Không khí đằng sau thoáng gợn lên, Hồng Y bỗng dưng xuất hiện mà không chút dấu hiệu. Cô ở đây bảo vệ Thanh Vũ, tôi muốn đi nhà tù Vân Bắc một chuyến. Vâng, thưa anh, tôi, Hồng Y muốn nói lại thôi. Chuyện gì, nói đi, Trần Đức bảo. Chương 802. Tôi muốn hỏi một chút là khi nào thì anh giúp tôi giải độc trên người mình, mắt thấy kỳ hạn một tháng sắp đến, trong khoảng thời gian này, Hồng Y vẫn đi theo Trần Đức. Mà anh vẫn không có ý định giải độc cho cô ta. Yên tâm, đến hẹn thì tôi sẽ giải cho cô ngay, Trần Đức cũng không giải thích gì nhiều. Anh ngồi vào chiếc Mercedes-Benz, chạy thẳng đến nhà tù Vân Bắc. Thường thì nhà tù đều ở những nơi hẻo lánh. Nhưng, nhà tù Vân Bắc lại ngoại lệ. Theo tin tức mà Hình Tông Đài gửi đến, không ngờ nó lại nằm trong một tòa nhà mua sắm nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Vừa xuống xe, anh đã thấy Hình Tông Đài đứng ở cửa trung tâm vẫy tay với mình, rồi chạy đến. Hình Tông Đài mặc một bộ vest trông cực kỳ điển trai, tràn ngập mùi vị nam tính, cậu hoang. Lão Hình, ông có chắc nơi này là nhà tù Vân Bắc không vậy? Trần Đức nhìn cảnh xe cộ tấp nập mà có chút bất ngờ hỏi. Chắc chứ. Hình Tông Đài nói, hầu như trong nhà tù Vân Bắc đều giam giữ võ giả, có thể nói là căn cứ bí mật. Lần này... nếu không phải muốn điều tra thì e rằng tôi cũng không biết nó ở đâu. Hình Tông Đài dẫn Trần Đức tiến vào trung tâm mua sắm, sau đó vào thang máy, nhấn xuống tầng hầm lầu 3, tới bãi đậu xe. Sau đó, ông bước đến một cái camera đưa giấy chứng nhận ra. Chẳng mấy chốc, một chiếc xe thể thao màu trắng trị giá cả mấy chục triệu ở trong một góc hẻo lánh bỗng lái đi, mà dưới vị trí ấy lại là một tấm sắt. Tấm sắt vừa nhấc lên, một cái bậc thang kéo dài xuống dưới chợt xuất hiện. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất ư, Trần Đức hơi kinh ngạc nhìn bên trong. Cũng có thể coi là vậy, có điều, đây chỉ là cánh cửa đầu tiên mà thôi. Sau khi Hình Tông Đài và Trần Đức đi xuống, lại trải qua 7 trạm kiểm tra giấy chứng nhận, vân tay, võng mạc. Cuối cùng mới đến nhà tù. Lão Hình, ông đã đến rồi, trong nhà tù,
một người đàn ông trung niên kính chào Hình Tông Đài rồi nói, Chu Hồng Diễu đã được tôi xếp vào phòng bí mật chuẩn bị từ trước nên hai người đi đi. Cảm ơn nhé, lần sau đến thành phố Tần, tôi sẽ mời ông ăn cơm, Hình Tông Đài vỗ vai ông ta, rồi dẫn Trần Đức đến một căn phòng. Sau khi nghiệm chứng thân phận, cửa phòng mới mở ra, cậu Hoang, Chu Hồng Diễu đang ở trong đó, theo quy định thì chỉ có nửa tiếng thôi. Nghe nói ông già kia đã lâu rồi không mở miệng nói chuyện. Cậu phải nhanh chóng khiến ông ta mở miệng, camera đã bị tắt hết, còn lại, tôi sẽ trông chừng ở cửa cho cậu. Được, cảm ơn, Trần Đức nghiêm túc nói. Sau đó, anh đi vào phòng. Căn phòng chia làm hai nửa, chính giữa được ngăn cách bởi một tấm kính cực kỳ dày có tính chất đặc biệt. Một ông lão đầu trọc khoảng 8-90 tuổi mặc đồ tù nhân, hai mắt vô thần đang ngồi trên ghế. Trần Đức bước vào, ông ta chỉ lạnh nhạt liếc anh một cái, sau đó quay đi. Chu Hồng Diễu, Trần Đức đi đến trước kính, lấy một miếng tã lót từ trong người ra nói, tôi muốn biết tại sao 26 năm trước, ông lại đi mua loại vải này. Chỉ cần ông nói cho tôi biết thì ông có thể nói ra bất cứ điều kiện gì. Trần Đức không chút dài dòng, vừa nhìn thấy Chu Hồng Diễu đã đi thẳng vào vấn đề. Chương 803. Chu Hồng Diễu rất già, trên mặt toàn nếp nhăn. Nếp nhăn trên trán giống như là lớp vỏ cây thông, hết lớp này đến lớp khác, trông vô cùng già cả, hoàn toàn không chút sức sống. Ông ta lạnh nhạt ngồi đằng sau tấm kính, nhìn chăm chăm Trần Đức, rồi nhìn miếng vải kia, sâu trong con ngươi chợt lóe ra ánh sáng khó hiểu. Chỉ là, ông ta lại không nói ra chữ nào. Dường như là chẳng có hứng thú để nói. Tôi nói là ông có thể nói ra bất cứ yêu cầu gì. Trần Đức lặp lại. Anh không tin mình không thể làm được vụ mua bán này. Anh từng ngồi tù và gặp gỡ rất nhiều người nên cũng biết được tâm lý của mỗi một tù phạm. Ông đang ở trong tù, có lẽ không cần thứ gì. Nhưng, còn bố mẹ, vợ, cháu trai cháu gái bên ngoài thì sao? Bọn họ cũng chẳng cần gì hết ư. Chu Hồng Diễu vẫn ngồi im không nhúc nhích, chẳng có chút phản ứng nào. Nếu không phải trái tim còn đập và còn thở thì ông ta giống như là một con rối. Trần Đức cũng không sốt ruột, anh nói tiếp. Tôi từng điều tra ông, 10 năm trước, ông bị đuổi khỏi nhà họ Chu, sau vì giết người vô tội mà bị Hoa Hạ bắt. Mấy năm nay, chẳng ai trong nhà họ Chu đến thăm ông cả, lẽ nào ông không có người phụ nữ của mình? Hay là, người đó đã chết? Trần Đức vừa nói xong bèn thấy khóe miệng Chu Hồng Diễu rõ ràng run rẩy một chút. Rất nhỏ, cũng chỉ giây lát. Nhưng, lại không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Trần Đức. Trần Đức đã từng trải và gặp nhiều trường hợp nên biểu hiện ấy của Chu Hồng Diễu có ý nghĩa thế nào thì anh cũng đoán được 8-9 phần, nói vậy là người phụ nữ của ông đã mất, ông là con trưởng trong chi thứ hai của nhà họ Chu, hồi đó lại bỗng nhiên bị đuổi khỏi nhà. Xem ra, chuyện này còn có ẩn tình khác. Hoặc có thể nói, chuyện này còn liên quan đến con trai và con gái ông. Cậu đi đi, đừng tới làm phiền tôi, bỗng nhiên, đôi môi của Chu Hồng Diễu ở phía bên kia tấm kính giật giật. Như bị nói trúng chỗ đau, trong mắt không kìm nổi toát ra vẻ tức giận. Chỉ là, ông ta lại rất biết nhẫn nhịn, khàn khàn nói. Tôi nói rồi, chỉ cần ông nói cho tôi biết tại sao hồi đó ông đang ở nhà họ Chu lại riêng đi mua loại vải đắt đỏ như vậy thì tôi sẽ đi ngay. Trần Đức biết mình đã nói trúng tâm sự của Chu Hồng Diễu nên vội rèn sắt khi còn nóng, quan trọng nhất là, sự xuất hiện của tôi cũng là cơ hội của ông. Nhiều năm qua, tôi chắc ông cũng rất đau khổ nhỉ. Chu Hồng Diễu nhìn chằm chằm Trần Đức một lúc lâu, sau đó hít sâu một hơi, rồi mới chậm gì gì mở miệng. Cậu rất thông minh, tiếc là còn quá trẻ, ha ha. Tôi có một đứa cháu gái, 10 năm trước đã bị con trai của gia chủ nhà họ Chu lừa ra ngoài, rồi cùng Thành Kỳ Võ cưỡng hiếp con bé. Con trai, cháu gái tôi đều đã chết, mà đầu sỏ gây tội chính là hai nhà Chu và Thành. Một cái là gia tộc đứng đầu, một cái là đứng thứ hai ở Vân Bắc. Trần Bát Hoang, chỉ cần cậu mang đầu của họ đến trước mặt tôi. Tôi sẽ nói cho cậu biết chuyện của mình, ha ha. Cậu làm được không, hoặc là đầu của Thành Kỳ Võ với Chu Diệu Hoa cũng được. Tôi khuyên cậu từ bỏ đi, đừng lãng phí thời gian của tôi. Chu Hồng Diễu chậm rãi nói xong, dường như đã dùng hết sức lực, mệt mỏi dựa vào lưng ghế, nghiền ngẫm nhìn Trần Đức, khóe miệng vẽ nên một nụ cười châm chọc. Thế nhưng... trong đôi mắt già nua của ông ta lại chảy xuống hai hàng nước mắt. Chương 804. Trần Đức nhìn ông ta im lặng một lúc lâu. Sau đó, anh đứng dậy, rời khỏi phòng.
Chu Hồng Diễu tự giễu cười, vành mắt đỏ bừng, nhắm mắt lại như là rất mệt, bất lực ngồi trên ghế. Cậu Hoang, sao rồi? Hình Tông Đài ở ngoài cửa thấy Trần Đức đi ra bèn hỏi, ông ta có mở miệng không? Ừ, có, Trần Đức hỏi, lão Hình, nếu lần sau tôi muốn gặp ông ta nữa thì cần chờ bao lâu? 2 ngày. Hình Tông Đài nói, nơi này là Vân Bắc, hơn nữa đều nhốt toàn tội phạm nghiêm trọng, muốn gặp thì dù là tôi ra mặt cũng phải đi theo lưu trình sắp xếp mới được. Ừ, vậy sắp xếp giúp tôi một chút, 2 ngày sau tôi muốn gặp ông ta thêm lần nữa. Được, cậu Hoang, cậu yên tâm, để tôi sắp xếp cho. Trần Đức trở về biệt thự của Thanh Vũ thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, anh bèn gọi cho Kỳ Hàn bảo hắn hỗ trợ điều tra thêm con trai gia chủ nhà họ Chu là ai, hoặc là nói hắn ta rốt cuộc là một người như thế nào. Có lẽ, đã đến lúc đột phá rồi. Sau khi cúp điện thoại, Trần Đức nhìn căn phòng, linh khí trong linh thạch quay cuồng. Anh suy nghĩ rất nhiều, mình đã giết Thành Kỳ Văn, rồi cướp đi linh thạch nên chắc chắn nhà họ Thành sẽ không bỏ qua cho anh một cách dễ dàng như vậy. Bên cạnh đó, có lẽ anh cũng sẽ đắc tội nhà họ Chu vì điều tra lai lịch và một số kẻ đã giết những người anh em của mình năm đó. Thoáng cái đã đắc tối 2 gia tộc lánh đời, đối với bất cứ ai thì đó đều là một áp lực rất lớn. Đối mặt với họ, trình độ cỡ thông mạch trung kỳ vẫn quá nhỏ bé. Riêng Vân Huyền Thương không gia chủ nhà họ Vân xếp thứ 30 cũng đã là long tượng đỉnh phong. Vậy còn gia chủ của nhà họ Thành và họ Chu thì sao? Bọn họ sẽ mạnh cỡ nào? Muốn liều mạng với họ thì phải có thực lực. Trần Đức bảo Hồng Y bảo vệ biệt thự, không cho phép bất cứ ai đến gần. Cùng lúc đó, anh cũng bàn với Âu Dã Thanh Vũ, hy vọng cô ta tạm thời đừng ra ngoài. Sau khi nhận được lời đồng ý từ cô ta, Trần Đức bắt đầu đóng cửa không ra. Anh đặt linh thạch bên cạnh, giơ tay nắm lấy nó, rồi vận chuyển âm dương kinh, cảm nhận hoa văn và quy luật vận chuyển linh khí bên trong. Chưa đến 5 phút. Linh khí trong linh thạch đã men theo cánh tay, kinh mạch của Trần Đức chậm rãi tiến vào cơ thể anh. Trần Đức hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, mãi đến tối hôm sau mới mở mắt ra. Sau đó, anh cảm nhận linh khí quay cuồng trong cơ thể, rồi không khỏi nhíu mày. Long tượng kỳ, vẫn chưa đủ, phải mạnh thêm một cấp nữa. Biết đâu bên trong nhà họ Thành và Chu đã có người vượt qua long tượng kỳ thì sao? Phải tăng lên nữa mới được. Luyện khí, thông mạch, long tượng. Nắm vững được cách sử dụng linh khí cơ bản, rồi vận chuyển đến kinh mạch ở tay chân sẽ có được sức mạnh của long tượng. Đây là 3 cảnh giới chung của võ giả, mà chúng còn có một cách gọi khác tên là địa nguyên tam trọng. Chương 805. Chỉ cần vẫn còn ở trong địa nguyên tam trọng thì vẫn có thể chiến đấu vượt cấp. Chẳng hạn như Trần Đức, anh là thông mạch trung kỳ nên có thể giết long tượng sơ kỳ hay trung kỳ. Nếu là thông mạch đỉnh phong thì thậm chí anh còn nắm chắc giết được cả long tượng đỉnh phong. Nhưng mà, một khi vượt qua long tượng kỳ, đạt tới cảnh giới thứ nhất đối ứng với địa nguyên tam trọng là thiên nguyên tam trọng thì dù Trần Đức có lên tới long tượng kỳ đỉnh phong cũng không nắm chắc sẽ giết được người ta. Nó giống như kiến thức 5 năm tiểu học rất khó vượt qua được kiến thức cấp 2. Bởi vì, sự chênh lệch ấy thật sự quá lớn. Cảnh giới thứ nhất của thiên nguyên tam trọng tên là linh căn kỳ. Trong đan điền, vòng xoáy linh khí sẽ hóa thành linh căn, sinh ra sự lột xác về chất. Một khi bước vào thiên nguyên tam trọng thì có thể cảm nhận được sức mạnh trong đất trời, rồi tu luyện võ kỹ. Giống như phương pháp ẩn núp trong không gian của Hồng Y, nó chính là võ kỹ. Tuy Trần Đức không hiểu sao Hồng Y lại làm được việc dùng thực lực ở Long Tượng Kỳ để tu luyện võ kỹ, nhưng phải biết rằng, cô ta có võ kỹ nên ngay cả Vân Huyền Thương không cũng không phát hiện ra được sự tồn tại của mình. Nói cách khác, gần tháng thời gian Hồng Y đi theo bên anh, trừ khi cô ta tự mình xuất hiện, chứ không thì sẽ chẳng có ai nhìn thấy cô ta cả. Nếu không phải có thấu thị nhãn thì ngay cả Trần Đức cũng không nhìn thấy được. Đây chính là sự khác nhau giữa có và không có võ kỹ. Tiếc là, Hồng Y thân là địa nguyên tam trọng, một khi xuất hiện sẽ vẫn lộ ra rất yếu ớt, trong trường hợp chiến đấu với người có thực lực ngang bằng thì việc sở hữu võ kỹ hay không là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Địa nguyên tam trọng và long tượng tam trọng, một cái là trời, một cái là đất. Kỳ Hàn, anh có thể dùng tốc độ nhanh nhất giúp tôi điều tra xem Thành Bá Đạo gần đây hoạt động ở những nơi nào không? Trần Đức gọi điện cho Kỳ Hàn. Cậu chủ để tôi thử xem sao.
Mỗi một gia tộc lãnh đời đều phân bổ thế lực tại khắp các thành phố để thu thập tin tức từ thế giới bên ngoài nên không khó để điều tra một tên làm việc phách lối như Thành Bá Đạo. Trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, Kỳ Hàn đã gọi điện lại cho Trần Đức. Cậu chủ, Thành Bá Đạo hai ngày này thường xuyên xuất hiện ở khách sạn Quân Hào ở Vân Bắc. Hơn nữa tôi cũng vừa tra được khách sạn Quân Hào gần đây đã đóng cửa, xung quanh bố trí rất nhiều phòng thủ, hẳn là có tu võ giả, hay là... Cậu chủ, không phải ông ta bị cậu giết chết rồi sao? Cậu còn điều tra ông ta làm gì? Cướp đoạt một số thứ từ nhà họ Thành, Trần Đức bình tĩnh đáp. Cái gì, tay Kỳ Hàn run lên, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhà họ Thành, cũng dám cướp. Khóe miệng hắn ta giật giật. Từ khi cậu chủ tới Ninh An giải quyết người đứng đầu của nhà họ Kỳ, Kỳ Hàn vẫn luôn lo lắng nhà họ Thành sẽ tới gây rắc rối. Bây giờ ngược lại thì hay rồi, nhà họ Thành còn chưa tìm tới cửa, cậu chủ đã muốn tự mình xông tới. Kỳ Hàn trầm mặc hồi lâu, có chút không dám tin tưởng nói. Chương 806. Đúng rồi cậu chủ, cậu kêu tôi kiểm tra tư liệu và hành tung gần đây của Chu Diệu Hoa cũng có rồi, cậu điều tra hắn ta không lẽ là muốn giết hắn. Đúng. Cậu Trần, Kỳ Hàn vốn muốn khuyên nhủ anh nhưng vừa nhớ tới tính cách của Trần Đức vẫn là xua tan ý định thuyết phục đó đi, hắn ta biết mình khuyên không nổi. Vì vậy chỉ nói, được rồi, một lát nữa tôi sẽ gửi tư liệu của Quần Hào cùng Chu Diệu Hoa cho cậu. Trần Đức cúp điện thoại, lật xem các loại tư liệu mà Kỳ Hàn gửi tới, sau đó rời khỏi biệt thự đi thẳng đến khách sạn Quân Hào. Không ngoài dự đoán. Linh thạch nhà họ Thành thu gom được chắc chắn đều được đặt ở nơi đây. Gần 1.000 cân. Trần Đức muốn nâng cao cảnh giới của mình chỉ có hai cách, một là luyện đan, còn lại là dựa vào linh thạch. Hiện tại anh vẫn chưa có một lò luyện đan hoàn mỹ, vế trước rõ ràng không thực tế mà vế sau không chỉ có thể giáng một đòn nặng nề vào nhà họ Thành mà còn có thể nâng cao thực lực. Quân Hào là một khách sạn vô cùng hoa lệ tọa lạc tại một trang viên tương đối hẻo lánh của Vân Bắc, tổng diện tích lên tới 1.000 mẫu. Dưới màn đêm ánh đèn rực rỡ nhấp nháy của tòa khách sạn sáng trong cả một vùng trời. Lối kiến trúc vàng son lộng lẫy này nhìn từ xa căn bản không giống một khách sạn, ngược lại giống như một tòa thành cổ mang phong vị cổ xưa, đúng là cảnh đẹp ý vui mà. Còn cách khoảng một cây em Trần Đức đã phát giác ra camera. Cũng như sự canh gác của các tu võ giả xung quanh. Với sự bảo vệ chặt chẽ như vậy, Trần Đức càng thêm tin tưởng linh thạch chính là được cất giấu tại chỗ này. Anh không ẩn núp mà đi thẳng về hướng khách sạn Quân Hào. Này, đứng lại, có hai tên tuần hành nhìn thấy Trần Đức liền tiến lên chặn đường, anh muốn đi đâu? Bụp! Trần Đức không nói lời nào mà vung quyền đánh tới, hai người ngất ngay tại chỗ. Khi anh đi tới trước khách sạn Quân Hào đã tiện tay, đánh gục 5-6 người. Trần Bát Hoang! Khách sạn Quân Hào! Trong phòng giám sát, một người đàn ông nhìn chằm chằm vào màn hình quan sát. Khi thấy khuôn mặt nghênh ngang của Trần Đức hiện lên thì sắc mặt lập tức tái xanh, âm trầm rít qua kẽ răng ba chữ Trần Bát Hoang này. Hắn ta là tổng giám đốc của Quân Hào, đồng thời cũng là một trong những thành viên cốt cán của nhà họ Thành. Hắn vừa hay là người hôm nay và hôm qua báo cáo với Thành Cực An về cái chết của Thành Bá Đạo. Vì vậy chỉ với một cái liếc mắt liền nhận ra Trần Đức. Chương 807. Mẹ nó, tên khốn kiếp này vậy mà tự dâng tới tận cửa. Thành Ngũ Hoa hung ác nhìn chòng chọc camera, sau đó nói với những người xung quanh, lập tức triệu tập mọi người đến hoa viên của khách sạn tập hợp, tôi muốn nghiền nát tên nhóc đó thành cho tàn, ấn xuống nền đất mà dẫm đạp. Vâng, đám tay sai bên cạnh lập tức làm theo phân phó, không tới một phút hơn trăm tu võ giả đã tập trung trong hoa viên khách sạn, quanh thân mỗi người đều tràn ngập luồng sát khí tiêu điều. Kẻ mạnh nhất trong số những người này đã đạt tới cảnh giới Long Tượng Trung Kỳ. Có vài kẻ là người của nhà họ Thành, số khác là môn khách được nhà họ Thành dùng số tiền lớn mời tới. Ở giữa những người này đặt một chiếc ghế rộng rãi, trên ghế là Thành Ngũ Hoa đang uể oải ngả lưng, yên lặng chờ đợi Trần Đức. Trần Đức chẳng bao lâu đã xuất hiện dưới ánh đèn hoa lệ, bước đi của anh không nhanh nhưng lại cực mang cảm giác cực tiết tấu, nhẹ nhàng dẫm trên gạch lát nền, tiếng bước chân vang lên rõ ràng bên tai từng người. Trần Bát Hoang. Nhìn thấy Trần Đức. Thành Ngũ Hoa liền quát lớn. Gan của mày cũng lớn lắm, lại dám tới khách sạn Quân Hào của nhà họ Thành. Nói đi, mày muốn chết thế nào, nằm ngựa xé xác hay là tùng xẻo? Thành Ngũ Hoa rất kiêu ngạo, căn bản không coi Trần Đức ra gì.
chưa kể đến hơn trăm cường giả đang đứng sau lưng hắn. Mà bản thân hắn cũng chỉ kém một bước nữa liền bước vào cảnh giới Long Tượng đỉnh phong. Hắn mạnh mẽ như vậy, dựa vào đâu phải để Trần Bát Hoang vào mắt. Địa vị của Thành Bá Đạo cao hơn hắn nhưng xét về thực lực lại thua rất xa. Theo góc nhìn của hắn ta, Trần Bát Hoang đã là một người chết. Sinh diệt của anh nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Trần Đức rất bình tĩnh quét mắt nhìn hơn trăm tu võ giả kia, không chỉ không trả lời câu hỏi của Thành Ngũ Hoa mà còn hỏi ngược lại, các người có phải đang coi giữ khối đá màu đỏ kia ở đây không? Phải. Thành Ngũ Hoa rất dứt khoát và quyết đoán mà trả lời, căn bản không có chút nào muốn che giấu, bởi vì voi không cần nói dối loài kiến cỏ, mày tới để cướp chúng. Đúng. Trần Đức gật đầu. Tương tự như vậy, anh cũng không cần thiết phải nói dối những người này, các người tự mình giao nộp ra hay là để tôi chém giết xông vào. Chém giết đi vào, mày được tính là cái thá gì mà có thể giết đi vào, Thành Ngũ Hoa nói đầy châm biếm và giễu cợt, nhàn nhạt nói với những tu võ giả phía sau. Nhìn thấy chưa, tên nhóc này tên là Trần Bát Hoang, một lát nữa ai có thể lấy được đầu của hắn sẽ được thưởng 100 triệu và thăng chức thành phó tổng giám đốc của quân hào. Một câu nói đơn giản Thành Ngũ Hoa phun ra khiến hơn trăm tu võ giả trong nháy mắt dục dịch trong lòng, 100 triệu đối với họ có lẽ không phải là gì quá đáng giá, nhưng vị trí phó tổng giám đốc của quân hào lại rất hấp dẫn. Quân hào không phải là một khách sạn bình thường, một khi trở thành phó tổng giám đốc, vậy liền có thể hô hào ra lệnh với những người phía dưới, hơn nữa còn có thể đạt được tài nguyên tu luyện phong phú từ nhà họ Thành. Chương 808. Tại thời điểm này họ giống như những con sói với đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Trần Đức giống như đang nhìn một bảo vật, một con mồi, chớp tắt tia sáng hưng phấn và khát máu. Cảm nhận được sự nóng lòng, hưng phấn và sát khí dày đặc từ hai bên trái phải, khóe miệng của Thành Ngũ Hoa khẽ dương lên, không đếm xỉa tới nói. Xem ra các vị đã không đợi được nữa rồi, vậy thì... lên đi! Giết! Vừa dứt lời, từng trận tiếng gầm trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Sau đó hơn trăm tu võ giả nhanh chóng nhưng mãnh liệt nhảy vọt và chạy về phía Trần Đức giống như chạy nước rút 100 mét. Họ vô cùng phấn khích, dường như Trần Đức chính là một con dê béo chờ bị phân chia, thậm chí hầu hết số người còn không rút ra vũ khí mà tay không lao tới. Ngay lập tức, họ chặn kín đường rút lui của Trần Đức mà tràn tới từ mọi phía, bóng dáng của anh như bị nhấn chìm trong đó. Nhãi con, chết rồi cũng đừng trách tao, muốn trách cũng chỉ có thể trách mày quá yếu. Thành Ngũ Hoa nhàn nhã ngồi trên ghế giống như đang xem một vở kịch hay, trào phúng nói tiếp, yếu chính là một cái tội, không phải. Cái gì? Thành Ngũ Hoa còn chưa nói hết câu sắc mặt đã đột nhiên trở nên cứng ngắc. Vào cùng một giây khi câu nói của hắn còn đang dang dở, 100 người kia giống như đụng phải lò xo, kẻ này nối tiếp người kia bắn ngược ra ngoài. Đồng thời, Trần Đức, người vốn nên bị chìm ngập trong đó lại đang sải từng bước không nhanh không chậm đi về phía hắn. Nhưng lại như những bước đi của ma quỷ. Nặng nề mà mạnh mẽ. Theo từng bước chân của anh, gạch lát nền dưới chân cũng vỡ lìa và lún xuống. Với mỗi bước đi liền có 2-3 người thương vong nặng nề. Đối mặt với hơn trăm cường giả là tu võ giả này anh như bước đi giữa chốn không người. Những kẻ ra tay với anh không phải là tàn phế cũng chỉ có một chữ chết. Hơn nữa còn chết một cách rất bi thảm. Cảnh tượng này thực sự quá rung động. Sau khi liên tiếp hơn 30 người bỏ mạng, toàn bộ vài chục tu võ giả còn lại đều sững sờ dừng lại, gương mặt từng người đều tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Họ rõ ràng có 70-80 người, bao vây Trần Đức chặt chẽ. Thế nhưng, theo từng bước tiến của Trần Đức, bọn họ liền phải lùi lại 2-3 bước. Đừng nói tới việc ra tay, bọn họ thậm chí còn không dám tiếp cận quá gần. Sau 40-50 nhịp thở, Trần Đức đã tiếp cận về phía Thành Ngũ Hoa. Những kẻ ngăn cản anh kìm lòng không đậu mà nhường ra một con đường. Trần. Thành Ngũ Hoa vốn muốn nói gì đó. Chương 809. Tuy nhiên chỉ vừa kịp phun ra một chữ Trần Đức đã bất ngờ dùng một tay nắm chặt lấy cổ hắn ta, cưỡng ép nâng lên, năm ngón tay chậm rãi cắm sâu vào da thịt và khung xương, anh nói không sai, yếu chính là một cái tội. Nhưng kẻ có tội không phải là tôi mà là anh. Rắc. Một giây tiếp theo, Thành Ngũ Hoa chết. Hắn ngay cả một câu nói cũng không kịp nói ra hoàn chỉnh mà trực tiếp chết đi, trên cổ là lỗ máu từ dấu năm ngón tay đâm thủng không ngừng túa máu, ánh mắt của hắn pha lẫn vẻ hoang đường, hoảng loạn còn có cả sợ hãi. Cứ như vậy chết đi sao?
Đám tu võ giả còn lại đều chết lặng, bọn họ vốn cho rằng Thành Ngũ Hoa sẽ chống trả, sẽ ra tay, thậm chí còn nói thêm vài câu chê cười, khinh thường và mỉa mai. Thế nhưng, từ đầu đến cuối căn bản không có lấy một cơ hội phản kháng. Không, nói một cách nghiêm khắc thì ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Rắc, 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 những tu võ giả còn lại mặt xám như cho tàn, nhịp tim tăng vọt, miệng lưỡi khô khốc, bọn họ rất mạnh, ngày thường ở thế giới bên ngoài tùy tiện lấy ra một người cũng là sự tồn tại trên hàng vạn người. Thế nhưng hiện tại bọn họ thực sự run sợ và hèn nhát, đối mặt với một thanh niên mới ngoài 20 tuổi, bọn họ ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh, gần như nghẹt thở. Sau khi diệt trừ Thành Ngũ Hoa xong, Trần Đức đảo mắt nhìn sang những tu võ giả còn lại, cuối cùng chỉ tùy ý chốt một câu, tôi chỉ cần lấy được thứ tôi muốn, đồ vật cất ở đâu. Trên tầng cao nhất của khách sạn, trong phòng 9999 tôn quý nhất, bị ánh mắt của Trần Đức quét tới, những tu võ giả này không kìm được mà rùng mình, kinh sợ thốt lên. Đưa tôi tới đó. Vâng, vâng. Giờ phút này Trần Đức chính là đại ca, là lão đại, mệnh lệnh của anh không có ai dám làm trái, lập tức có một người bước ra dẫn đường, đi thẳng tới căn phòng cao cấp nhất. Rất nhanh, Trần Đức liền rơi vào trạng thái kích động. Rơi vào mắt anh là từng mảnh linh thạch được đặt ở trong phòng, nhìn thoáng qua cũng có ít nhất 200-300 cây di. Tuy rằng vẫn còn kém một chút so với 500 cây di mà Trương Thiên Dương điều tra được, rất có khả năng còn chưa thu thập xong, nhưng số lượng này cũng đã đủ rồi. Chuẩn bị xe, tôi phải chở chúng đi hết. Sau hơn nửa giờ, Trần Đức lái chiếc Mercedes-Benz công khai rời khỏi khách sạn Hoàng Quân. Trước cửa khách sạn, các tu võ giả đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, rõ ràng là bị cướp đoạt đồ, lại chỉ mong sao đối phương nhanh chóng lấy được đồ rồi rời đi. Tâm trạng của họ vô cùng phức tạp, nặng trĩu và khó chịu. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, nhà họ Thành nổi giận rồi. Triệt để phẫn nộ. Chương 810. Việc xảy ra tại khách sạn Quân Hoàng rất nhanh đã truyền tới tai Thành Cực An khiến ông ta giận tím mặt, một người từng trải. Tuổi đã hơn 50 gần 60 tuổi như ông ta chưa bao giờ tức giận như vậy. Trần Bát Hoang, con mẹ nó, Trần Bát Hoang, đúng là ức hiếp người quá đáng mà, thực sự là quá hiếp đáp người khác. Lập tức thông báo cho người đứng đầu hay tộc trưởng gì đó của tất cả các gia tộc lánh đời tại Vân Bắc tới nhà họ Thành họp cho tôi, mau. Ai dám không tới, ông đây liền diệt hắn. Thành Cực An gần như giống lên, khuôn mặt già nua đỏ bừng. Tiếng quát chấn động khiến màng nhĩ người ta phải đau nhức. Trước mặt ông ta có vài tu võ giả đang run rẩy quỳ gối, hoảng sợ đáp một tiếng, vâng, liền gấp rút rời đi. Lúc này, trời đã về khuya. Không tới một tiếng đồng hồ. Tộc trưởng của ba gia tộc lánh đời khác của Vân Bắc đều tới rồi. Trong phòng họp nhà họ Vân bao trùm không khí vắng lặng yên tĩnh. Thành, Chu, Tống, Vương. Tộc trưởng của bốn gia tộc đều đã an vị trong phòng họp. Lão Thành à, muộn như vậy còn kêu chúng tôi tới đây là có chuyện gì sao? Người đứng đầu nhà họ Chu Hồng Vận mở lời hỏi. Hai người kia cũng rất nghi hoặc. Hiện tại đã là đêm khuya, có người còn đang say giấc nồng, người thì vui đùa với tình nhân lại bỗng nhiên bị triệu tập tới đây, là ai cũng đều vô cùng không thoải mái. Nhưng không có cách nào cả. Rốt cuộc nhà họ Thành vẫn là gia tộc đứng đầu Vân Bắc. Họ không thể không nể mặt nhà họ Thành. Chúng ta trước tiên hãy xem đoạn video này trước, Thành Cực An ra lệnh cho thuộc hạ phát đoạn video cắt từ camera giám sát, từ khoảnh khắc Trần Đức đặt chân vào khách sạn Quân Hào tới khi anh nhấc gót rời đi. Gia chủ của ba gia tộc Chu, Tống, Vương đều xem tới ngơ ngác. Trời ạ! Con mẹ nó đây là đang tìm đường chết sao? Ngay cả khách sạn Hoàng Quân cũng dám xông vào. Gọi mọi người tới đây cũng không có việc gì, chỉ cần giúp tôi tìm ra người này. Dù phải đào ba tấc đất cũng phải giúp tôi tìm được hắn, đối mặt với gia chủ của ba gia tộc, Thành Cực An cố nén ngọn lửa giận trong lòng, nhưng lúc nói chuyện vẫn mang theo chút run rẩy, sự phẫn nộ vẫn khó có thể hoàn toàn che lấp đi. Ai tìm được liền có thể cùng nhà họ Thành chúng tôi hợp tác một năm, mọi hợp tác trong thời gian một năm này nhà họ Thành chỉ chiếm 10% lợi nhuận. Được, lão Thành, ông yên tâm, việc của ông Chu Hồng Vận tôi nhất định sẽ tận lực đi làm. Chu Hồng Vận là người đầu tiên đứng lên bày tỏ lập trường, suy cho cùng điều kiện Thành Cực An đưa ra này đã rất hấp dẫn rồi. Cân nhắc một hồi hai nhà Vương Tống cũng đồng ý. Chương 811. Sau khi cuộc họp giữa bốn gia tộc kết thúc,
Thành Cực An không dừng lại ở đó mà tiếp tục triệu tập tất cả các thành viên chủ chốt và quản lý cấp cao của nhà họ Thành tới nhà thờ tổ, bao gồm cả Thành Kỳ Võ. Hắn đã vơ vét con mẹ nó tất cả số linh thạch đi rồi, chuyện này khiến tôi phải giải thích thế nào với Lục Phong đây? Trước mặt người trong gia tộc, Thành Cực An rất cáu kỉnh, khuôn mặt ông ta đỏ lựng, ánh mắt vặn vẹo khó coi tới cực điểm, bắt đầu từ bây giờ, tất cả người nhà họ Thành đều hành động cho tôi, đi truy lùng tên đó, cho dù hắn ở đâu, cho dù là còn sống hay chỉ là một cỗ thi thể cũng phải tìm được về đây cho tôi. Vâng, vâng. Người bên dưới nhà họ Thành kinh hồn bạt vía, từ khi Thành Cực An trở thành gia chủ của nhà họ Thành từ năm 35 tuổi chưa có ai từng thấy ông ta nổi trận lôi đình như vậy. Từ trước tới nay ông ta vẫn luôn mang hình tượng một người nhìn xa trông rộng, tính cách nho nhã khiến người khác phải ngưỡng mộ. Đừng nói tới việc gào thét như ngày hôm nay, ngay cả lớn tiếng nói chuyện cũng vô cùng hiếm gặp. Trong nhà thờ tổ, sau khi người nhà họ Thành rời khỏi, Thành Kỳ Võ mới do dự hỏi, bố, việc này có cần báo lại cho Lục Phong không? Tạm thời không cần, mà bản thân ông ta không xuất hiện, chúng ta cũng không dễ dàng tìm gặp ông ta, Thành Cực An nén giận đáp. Trước tiên giết chết tên Trần Bát Hoang đó rồi lại nói, chỉ cần tìm được Trần Bát Hoang, linh thạch tự nhiên cũng sẽ lấy lại được. Cả Vân Bắc đêm nay gần như đảo lộn. Bốn gia tộc lớn đồng thời phát lệnh tìm kiếm một người, điều động các mối quan hệ thế giới ngầm đang bồi dưỡng cùng các quan chức Hoa Hạ, còn có Thiên Võng được bao phủ dày đặc trong thành phố để lùng sục Trần Đức và tung tích của chiếc xe kia. Cùng lúc đó tại ngã ba giữa Vân Bắc và Ninh An nơi núi lên san sát, một chiếc trực thăng đang bay lượn vòng trên bầu trời. Một bóng người mảnh khảnh, hai tay khiêng một chiếc hộp lớn nhảy xuống từ độ cao vài chục mét. Bùm! Tiếng động cực lớn làm chấn động núi rừng khiến một mảnh rừng rậm đung đưa, sau khi bóng người đó vững vàng tiếp đất liền vẫy tay với chiếc trực thăng kia. Trên trực thăng, Âu Dã Thanh Vũ mặc một chiếc váy trắng phiêu giật như tiên nữ, đứng trước cửa khoang phất tay, anh Trần, anh cẩn thận một chút, tôi trở về Ninh An đợi anh đây. Sau đó, cánh cửa đóng sập lại, trực thăng chuyển động cánh quạt rồi chậm rãi bay xa. Bóng người trong núi rừng kia tất nhiên là Trần Đức, anh đêm nay ngang ngược như vậy cướp đi linh thạch nhất định sẽ kinh động tới nhà họ Thành, do đó khi vừa trở về liền lập tức dẫn theo Âu Dã Thanh Vũ rời khỏi Vân Bắc. Đồng thời chuẩn bị hấp thụ linh thạch trong núi sâu này. Về phần bảo vệ Âu Dã Thanh Vũ tạm thời giao lại cho Hồng Y. Với nhiều linh thạch như vậy, mình gần như có thể đột phá Long Tượng Kỳ rồi. Trần Đức không hề có chút áp lực mang nặng nào mà khiêng theo chiếc hộp lớn mấy trăm cân tìm một nơi có vẻ tương đối an toàn, rắc xong bột thuốc đuổi muỗi và côn trùng, dã thú liền bắt đầu tu luyện. Sau khi tiến vào Long Tượng Kỳ, tốc độ hấp thụ lần này nhanh hơn trước đó gấp 10 lần, từng tia linh khí tràn vào tứ chi anh như thủy triều. Cái gì, chạy rồi, rời khỏi Vân Bắc rồi. Chương 812. Lực lượng của bốn gia tộc đứng đầu này rất lớn. Người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng được thực lực của gia tộc lánh đời, trong 10 phút ngắn ngủi, Thành Cực An đã nhận được tin tức đầu tiên về Trần Đức. Đúng vậy thưa gia chủ, theo thông tin mà nhà họ Chu, Vương, Tống cung cấp chúng ta rất nhanh đã tra ra được tung tích của tên kia, thế nhưng... Vẫn là tới muộn một bước, chính mắt tôi nhìn thấy Trần Bát Hoang nhảy xuống núi vô cực từ trực thăng, ngoài ra. Âu Dã Thanh Vũ dường như cũng ở trên chiếc trực thăng đó, người bên dưới nửa quỳ trên đất báo cáo. Tôi đã phái người lẻn vào núi vô cực tìm kiếm dấu vết của hắn ta rồi. Không cần, gọi người của chúng ta trở về, núi vô cực ngang dọc bao la vạn dặm, giao truyền thông tin tại đó khó khăn, muốn tìm một người giống như mỏ kim đáy bể vậy. Sau khi sự việc xảy ra gần 2 tiếng, Thành Cực An đã bình tĩnh lại, trong mắt ông ta lóe lên tia u ám, gọi toàn bộ người nhà họ Thành chúng ra trở lại, không cần tìm kiếm nữa. Vâng thưa gia chủ, đợi người đó đi xa. Thành Kỳ Võ ở một bên mới kỳ quái hỏi, bố, tại sao lại không tìm nữa? Không cần tìm, Trần Bát Hoang không trở lại Ninh An mà nhảy vào núi vô cực chứng minh hắn ta không muốn rời khỏi Vân Bắc, có ba nhà Chu, Tống, Vương lùng soát, chỉ cần hắn xuất hiện tại Vân Bắc lập tức sẽ bị phát hiện ra, người của chúng ta không cần mạo hiểm như vậy, Thành Cực An cầm tách trà bên cạnh lên từ tốn thưởng thức. Vậy, ngộ lỡ không xuất hiện thì sao? Thành Kỳ Võ hỏi tiếp. Không xuất hiện. Ha ha, Đại học Thương mại Vân Bắc ngày kia bắt đầu báo danh, nhất định sẽ có người quan tâm tới, ví dụ như Kỳ Hàn, nghe nói hắn là người của Trần Bát Hoang, nếu Trần Bát Hoang không tới, trong lúc thi đấu nếu con giết chết Kỳ Hàn, hắn chắc chắn sẽ tìm con báo thù,
giọng điệu trong câu nói của Thành Cực An không nặng mà nhẹ bâng nhưng lại lộ ra đầy sát khí. Cho dù là vì thể diện của nhà họ Thành, hay vì con trai trả thù, Trần Bát Hoang chỉ có một con đường chết. Bố, ngày mai phải giao ra linh thạch cho Lục Phong bên kia rồi, nếu không đưa ra. Bố đã nhờ ông nội con nói chuyện với Lục Phong bên kia rồi, hẳn là không có vấn đề gì. Buổi chiều ngày hôm sau, trong núi vô cực, Trần Đức người đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt. Khoảnh khắc đó ánh sáng như vỡ kén tách mở, chói lòa rực rỡ. Sau một vài giây, những tia sáng này bắt đầu mở yếu dần rồi biến mất, sau đó biên độ đơn sơ tự nhiên. Cảm giác của linh căn kỳ thật tốt, Trần Đức cảm khái trước sức mạnh dâng trào trong cơ thể, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt so với trước đây. Mặc dù sức mạnh trước đó cường hãn, cuồn cuộn nhưng lại luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, chỉ có sức mạnh đơn thuần trong thể xác hoặc phát ra được một ít linh khí, hơn nữa càng nhiều linh khí gần như chỉ đặt không đó không có cách nào vận dụng. Cũng giống như một lu nước lớn, rõ ràng một bên trong chứa đầy nước nhưng chỉ có thể thoát ra từng chút một qua một đường thoát nước nhỏ bé, càng quan trọng hơn là đường thoát nước thường thường lại bị ách tắc. Mà hiện tại Trần Đức có thể cảm nhận được linh căn trong đan điền đã được hình thành, anh có thể điều động linh khí theo ý muốn thông qua linh căn này. Chỉ cần anh muốn liền có thể thi triển ra ngoài. Chương 813. Đương nhiên chỉ riêng điều động những linh khí này mặc dù rất mạnh nhưng vẫn chưa đủ. Giống như lu nước kia, tuy rằng có thể đổ ra làm ướt người, nhưng lực sát thương lại cực nhỏ. Nếu thêm một khẩu súng cao áp vào nước trong lu, lực sát thương sẽ ngay lập tức tăng lên vô số cấp. Võ kỹ giống như khẩu súng cao áp này. Trong di sản chỉ có một loại võ kỹ. Trong di sản của Trần Đức liên quan đến võ kỹ chỉ có một loại. Có tên là cửu trọng cực ảnh. Đúng như tên gọi nó là một loại võ kỹ đề cao tốc độ. Tổng cộng được chia thành cửu trọng. Cấp độ đầu tiên có thể tăng gấp 10 lần tốc độ của anh trong vòng 1 phút. Mặc dù chỉ có một loại nhưng cũng đã đủ rồi. Với tốc độ hiện tại của Trần Đức, trong tình huống dốc toàn lực có thể đạt tới vận tốc khoảng 40 km một giờ. Nói một cách đơn giản, tốc độ một chiếc xe con gia dụng bình thường lái trong thành phố đại khái cũng chỉ vậy. Tu luyện cực ảnh chỉ cần đạt được cấp độ thứ nhất liền có thể tăng lên gấp 10 lần. Gấp 10 lần là khái niệm như thế nào? Là 400 km một giờ. Một phút, 6 km. Cũng chính là nói ở khoảng cách 100 mét chỉ cần vỏn vẹn một giây. Trần Đức xuất thân từ quân đội, là một người lính, chiến sĩ, sát thủ, anh nhận thức rất rõ về tầm quan trọng của tốc độ. Võ công trong thiên hạ duy chỉ có tốc độ là không cần bàn cãi. Cái này không chỉ là nói suông không thôi. Cửu trọng cực ảnh, trong một phút nâng cao tốc độ gấp 10 lần, anh hiểu rõ chuyện này kinh khủng cỡ nào. Đây không đơn giản là tốc độ chạy nhanh nữa, mà quan trọng nhất là tốc độ tấn công. Trong nháy mắt, nếu người khác ra tay một lần, anh đã có thể hành động hàng trăm hàng ngàn lần, cái nào càng mạnh càng lợi hại hơn không nói cũng rõ. Đầu anh hồi tưởng lại cửu trọng cực ảnh, cơ thể cũng bắt đầu thực hiện 4-5 động tác kỳ lạ nhưng chỉ với 4-5 động tác này, anh đã lặp lại hàng chục nghìn lần. Luyện hơn 5 tiếng đồng hồ, lúc 8 giờ chiều Trần Đức mới dừng lại. Miễn cưỡng tiến vào trọng thứ nhất. Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, võ kỹ chú trọng tới lĩnh ngộ và luyện tập, anh phải mất 5 tiếng đồng hồ mới luyện thành đã đủ để chứng minh mức độ khó khăn trong đó. Sau khi rời khỏi núi vô cực, điện thoại của Trần Đức mới nhận được tín hiệu, những tiếng, tinh tinh, liên tiếp vang lên thông báo một loạt tin nhắn được gửi đến từ mấy người Kỳ Hàn, Âu Dã Thanh Vũ, Trương Thiên Dương, Giang Hồ Hải. Sức mạnh của 4 gia tộc lớn kia quá mạnh mẽ, toàn bộ bọn họ đã nhận được tin tức, điện thoại gọi không thông chỉ có thể gửi tin nhắn hỏi thăm anh. Chương 814. 5 giây sau, cuộc gọi đầu tiên vang lên. Là Hình Tông Đài. Hiển nhiên ông hẳn là vẫn luôn ấn số gọi cho Trần Đức. Nếu không cũng sẽ không nhanh như vậy. Hoàng gia, cậu đang ở đâu vậy? Hình Tông Đài gấp gáp, cậu tuyệt đối đừng trở lại Vân Bắc nữa. Tôi vừa nhận được tin tức chính xác rằng 4 gia tộc lớn ở Vân Bắc đang tìm kiếm cậu đó. Toàn bộ thiên võng trong thành phố đều được khởi động và có người theo dõi chúng 24/24, ngoài ra còn có người kiểm tra danh tính ở các lối ra trong và ngoài thành phố, cậu chỉ cần xuất hiện sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Không sao, bọn họ sẽ không phát hiện ra tôi được đâu, Trần Đức hỏi, Chu Hồng Diễu bên kia đã thu xếp xong chưa? Cái này, Hình Tông Đài thoáng lưỡng lự, Hoàng gia, tôi có thể sắp xếp bên kia bất cứ lúc nào,
nhưng một khi cậu đặt chân vào thành phố. Lão Hình à, ông còn chưa tin tôi à? 2 tiếng sau tôi sẽ đợi ông ở cổng nhà giam Vân Bắc. Được, vậy được. Sau khi cúp máy không đến 1 giây, lại có một số khác gọi tới, là Kỳ Hàn. Cậu chủ, cậu thế nào rồi? 4 gia tộc lớn đang truy lùng cậu khắp nơi, cậu nhất định phải trốn thật kỹ đó. Giọng nói Kỳ Hàn vội vàng, rõ ràng mang theo chút căng thẳng. Tôi không sao, vừa vặn đang trên đường đến Vân Bắc, Trần Đức bất lực, không lẽ anh trông rất giống kẻ bị sắp bị người ta tóm gọn sao? Kỳ Hàn, bây giờ anh vẫn có thể giúp tôi điều tra vị trí của Chu Diệu Hoa và Thành Kỳ Võ không? Cậu chủ, cậu vẫn muốn tìm bọn họ, Kỳ Hàn cứng họng, hoàn toàn không nói nên lời, đó thế nhưng là 4 gia tộc lớn của Vân Bắc đó. Dưới sự tra xét toàn thành phố của bọn họ, không nói đến một người, ngay cả một con kiến hay con ruồi cũng có thể tìm ra. Trần Đức vậy mà vào lúc này, vậy mà, còn muốn đi giết người. Còn là người của nhà họ Chu. Kỳ Hàn ngỡ ngàng đến mức tay cầm điện thoại run lên bần bật, cậu chủ, tôi cảm thấy hay là việc giết bọn họ lại đợi một khoảng thời gian hãy. Chấm, anh chỉ cần báo vị trí cho tôi là được, Trần Đức không cho Kỳ Hàn cơ hội nói tiếp liền cúp điện thoại. Sau khi trả lời tin nhắn của vài người liền tắt máy. Sau đó lấy ra một vài cây châm bạc chuẩn xác đâm xuống ngũ quan. Cùng sự xâm nhập của châm bạc, các đường nét trên khuôn mặt của Trần Đức dần thay đổi. Mắt anh to hơn một chút, mũi cũng thẳng hơn, khóe miệng hơi nhếch lên, ngay cả những người quen biết cũng chắc chắn không nhận ra anh. Là một binh vương đặc chủng siêu cấp, anh có rất nhiều phương pháp để né tránh thiên võng, mà trước mắt cách này là đơn giản nhất. Cũng dễ dàng nhất. Chưa kể đến khuôn mặt, sau vài đường châm găm xuống, ngay cả con người cũng lộ ra vài phần thay đổi tinh tế. Kỳ Hàn rất nhanh đã gửi tọa độ của Chu Diệu Hoa tới. Chương 815. Tại một khách sạn 5 sao nào đó dưới quyền nhà họ Chu. Dưới màn đêm, ánh sáng rực rỡ chớp tắt từ khách sạn mê hoặc lòng người, từng đôi nam nữ thi thoảng lại dập dìu bước ra từ bên trong. Cả tầng 8 là gian phòng chuyên dụng của Chu Diệu Hoa. Rộng hơn 1000 m², bên trong không chỉ có thiết bị tập gym, mà còn có bể bơi nước nóng trong nhà. Trong căn phòng rộng rãi, Chu Diệu Hoa đang nô đùa trêu ghẹo với 3 người phụ nữ ngoại quốc ăn mặc mát mẻ. Chu Diệu Hoa nằm trên giường, 3 người phụ nữ giống như nô lệ của hắn ta, 1 người đang gọt hoa quả, 2 người còn lại thì vuốt ve, hôn hít khắp cơ thể hắn từ trên xuống dưới. Chu Diệu Hoa đắc ý rào rạt, thoải mái cực điểm. Thích ý hưởng thụ loại hầu hạ khoan khoái này. Bỗng nhiên, không có bất kỳ lý do gì, Chu Diệu Hoa cảm nhận được một tia nguy hiểm đang giáng xuống. Hắn bất giác nhìn ra cửa. Sắc mặt lập tức thay đổi. Không biết từ lúc nào, cửa phòng đã đang đứng một người đàn ông cao tầm 1m7-1m8 mặc quần áo đen, 2 tay khoanh trước ngực lạnh lùng nhìn hắn ta. Cũng không biết người đàn ông đã đứng đó bao lâu, anh cứ lặng lẽ như một cọc gỗ đứng sừng sững ở cửa ra vào. Mà vài tên vệ sĩ đứng gác bên ngoài đã nằm sóng xoài dưới đất. Mày con mẹ nó là ai? Lại dám xông vào chỗ của tao, một hồi kinh hãi ngắn ngủi qua đi, Chu Diệu Hoa rất nhanh đã bình tĩnh lại, vỗ vỗ người phụ nữ bên cạnh. 3 người phụ nữ lúc này mới chú ý đến người đàn ông đang đứng ở cửa.